Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 966, một cá chép vượt Long Môn. Giọng nói của người đàn ông trung niên kia càng thêm trầm thấp, rõ ràng hắn cảm thấy những lời nói của mình ngày càng mất hết sức lực. Người đàn ông trung niên trầm ngâm giây lát, sau đó rung giọng không tình nguyện hỏi. Tào công tử, ngài không phải nói sẽ dựa vào lực của mình để chinh phục Liêu An như sao? Ông bây giờ không muốn phí công sức như vậy, thế nào, có ý kiến gì sao? Tào Viễn chỉ một ngón tay về phía người đàn ông trung niên rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Tôi đề tỉnh anh một câu, đừng không biết xấu hổ, tôi cho họ Lý anh biết, anh bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là nghe theo lời tôi, như vậy sẽ có tương lai tốt cho anh, một con đường khác là không nghe lời tôi, như vậy cũng đừng trách tôi độc ác. Vẻ mặt đạo diễn Lý chợt biến đổi, lúc thì dữ tợn, khi thì chán chường, cuối cùng rõ ràng là thất bại. Hắn nhìn thoáng qua Tào Viễn, sau đó dùng giọng bất an không yên nói. Tào công tử, tôi có thể làm, nhưng công ty của tôi. Cái này anh cứ yên tâm, công ty của anh sẽ bình yên vô sự. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ tiếp tục kinh doanh, đồng thời tôi sẽ chào hỏi các phía, bọn họ sẽ không làm khó anh. Tào Viễn vỗ vai đạo diễn Lý. Sau đó bày ra bộ dạng bạn bè thân mật rồi dùng giọng thành thật nói. Tào Viễn tôi là ai? Anh không nghe qua hay sao? Anh khi nào thì thấy tôi là người bất nhân bất nghĩa chưa? Vâng, Tào công tử là người trượng nghĩa, điều này tôi biết. Đạo diễn Lý khúm núm lên tiếng làm cho Tào Viễn rất vui, hắn tiêu sái thở ra một hơi thô ốc, lại ngồi xuống ghế của mình, sau đó nâng ly rượu đỏ lên uống một ngụm rồi dùng giọng thản nhiên tự đắc nói. Anh Lý, anh cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì cả, anh đang ở trong giới văn nghệ, có thứ gì mà chưa từng gặp qua. Nữ nhân ba trinh chín liệt đã tuyệt chủng, tôi nói cho anh biết, phụ nữ chính là như vậy, lúc đầu thì ra sức khước từ, một khi đã khống chế được trong tay, thích làm gì thì làm, cô nàng ở trong trạng thái hạnh phúc thì sẽ luôn trung thành tận tụy với anh. Đến khi đó nàng ta cảm ơn anh còn chưa kịp, vì sao lại trách tội ơn? Anh nói xem có đúng không? Tào Viễn mặc dù nói toàn bằng lời lừa dối, thế nhưng giám đốc Lý nghĩ lại và cảm thấy trong đó cũng có vài phần đạo lý. Hơn nữa hắn đã đồng ý với đối phương, hắn chỉ có thể nghĩ về hướng tốt đẹp mà thôi. Đạo diễn Lý nghĩ về những lời của Tào Viễn, sau đó nói. Tào công tử nói đúng, Liêu An Như thật sự rất đẹp nhưng với điều kiện của Tào công tử, tôi cũng không phải hại cô ấy, là giúp đỡ cô ấy. Anh Lý, anh nói như vậy mới đúng. Những chuyện tốt thế này còn lề mề cái gì nữa? Tào Viễn nâng ly rượu trong tay lên uống cạn, sau đó lại rót ra một chiếc ly khác. Anh Lý, uống một chút đi, đây là rượu Louis 13 chính tông, uống vào một chai thì ít đi một chai. Khi giám đốc Lý tiếp ly rượu trong tay của Tào Viễn, đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tào Viễn nhìn vào số điện thoại gọi đến, thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Chị! Thế nào mà lại gọi điện thoại cho em thế này? Tào Viễn cười hì hì nói với Tào Chân Nhi ở phía bên kia. Tào Chân Nhi không cùng chào hỏi Tào Viễn, nàng đi thẳng vào vấn đề. Sự kiện tôi nói cậu chuẩn bị đã như thế nào rồi? Tào Viễn chợt sững sờ, sau đó hiểu ý của chị gái. Lúc này hắn cười ha hả nói. Chị, em làm việc có khi nào sơ suất chứ? Chị cứ yên tâm, em đã sớm cho người chuẩn bị xong. Chỉ cần chị nói một câu, em nhất định sẽ náo loạn long trời lở đất, cần phải làm cho hắn không chịu nổi mới thôi. Vậy thì ra tay đi, anh rể của cậu ở bên này đã chịu không nổi nữa rồi. Tào Chân Nhi mặc dù căn bản không khách khí khi đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng ở trước mặt người ngoài thì nàng căn bản luôn giữ gìn quyền uy của chồng. Vâng, chị bảo em đi hướng đông sẽ không đi hướng tây, cái gì? Chị cứ chờ tin tức tốt từ em. Lúc này em sẽ cho tên khốn nhà quê kia một bài học, cho hắn biết thế nào là lực lượng hiện đại hóa. Tào Viễn nói đến đây thì cười hì hì nói. Chị nghe em nói này thường ủy phu nhân, chị cũng đừng quên lần này em ra sức cống hiến cho anh rể đấy nhé. Tào Chân Nhi cười một tiếng, rõ ràng tình cảm với em trai phát ra từ tận đáy lòng. Tiểu Viễn, bây giờ là thời điểm mấu chốt để anh rể cậu tiến lên, cậu nói xem, cậu không giúp chị thì ai giúp chị đây? Tào Viễn đặt điện thoại xuống mà nụ cười trên mặt đậm thêm vài phần, hắn nhìn giám đốc Lý đứng đó với vẻ mặt bàng hoàng, sau đó cười nói. Anh Lý,
có thường xuyên lên mạng không? Giám đốc Lý có chút sững sốt, sau đó dùng giọng thành thật trả lời. Cũng không thường xuyên lắm. À, về chú ý đến Inte một chút, đây là thời cơ tốt. Tào Viễn nói rồi phất tay với giám đốc Lý. Tôi chỉ muốn kết quả, còn thực hiện như thế nào thì tùy anh. Chờ giám đốc Lý ra khỏi phòng thì Tào Viễn mới cầm điện thoại lên, hắn bấm một dãy số điện thoại không lưu tên, sau khi nối thông thì chỉ nói một câu. Bắt đầu đi. Trường Đại học Sơn Viên, Lý Tiểu Phi đang chơi game trên máy tính, khẩu súng trong tay nhân vật của hắn liên tục nhả đạn, kẻ địch ngã xuống như dạ dưới những loạt đạn khủng khiếp của hắn. Lý Tiểu Phi là người của thế kỷ 20, hắn cảm thấy cực kỳ phấn chấn vui vẻ, hắn đã chơi game khá lâu, nhưng thành tích hôm nay là lần đầu tiên có được, thế cho nên càng làm hắn cảm thấy vui sướng hơn. Lý Tiểu Phi gạt tàn thuốc, sau đó tiếp tục chỉ huy nhân vật của mình tiến lên. Khi nhân vật của hắn chạy vào trong phòng, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, máu tươi hiện lên màn hình. Con bà nó! Lý Tiểu Phi thầm mắng một câu, chuẩn bị chơi TF, nhưng khi nhìn con số biểu hiện tính mạng của ngày hôm nay đã hết, hắn thật sự rất mất vui, thật sự muốn mắng một chạp cho đỡ tức. Cái quái gì vậy chứ? Hắn không phải không dùng tiền để mua sinh mệnh, chẳng qua quá trình có hơi chút rắc rối. Lý Tiểu Phi mắng hai câu rồi tắt trò chơi. Khi hắn chuẩn bị lên mạng xem xét tình hình khuyến mãi, chợt phát hiện công cụ trò chuyện đang nhấp nháy liên tục, là ai đang gửi tin nhắn cho mình. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Lý Tiểu Phi chợt thuận tay mở thanh công cụ trò chuyện, một tin tức chợt xuất hiện. Quan viên thu nhập 2.000 một tháng đeo đồng hồ trị giá hơn triệu. Hơn một triệu. Lý Tiểu Phi thầm nói một câu, sau đó thuận tay mở đường liên kết kia lên. Đường dẫn này khá đơn sơ. Chỉ là một trang web thường, một bài viết đơn giản. Trong topic là hình ảnh một người đàn ông đang bắt tay một người đàn ông khác, chỗ cổ tay đeo đồng hồ được bôi đỏ. Nơi đó là một chiếc đồng hồ, dù Lý Tiểu Phi là người không mấy quan tâm đến đồng hồ cũng biết thứ kia là hàng xa xỉ. Đồng hồ loại Patek Philippe số lượng có hạn, bây giờ giá là 2.130.000, toàn cầu chỉ có 10 chiếc. Chương 966, hai cá chép vượt Long Môn. Lý Tiểu Phi nhìn những thông tin bên dưới, trong đầu hắn chợt xuất hiện gương mặt vị quan tham ô, mà gương mặt mơ hồ của đối phương trong hình càng làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Khu du lịch Cô Yên Sơn, Vương Tử Quân đang đi cùng với đoàn người huyện Dương Phong do bí thư huyện ủy mới nhận chức là Trần Nguyên Bình dẫn đội, bọn họ đang đi kiểm tra giai đoạn 3 của khu du lịch. Khi lượng du khách của khu du lịch Cô Yên Sơn ngày càng tăng, giai đoạn 2 của khu du lịch Cô Yên Sơn đã được phát triển đến công tác cuối cùng. Vì muốn tiến thêm một bước nâng cao chất lượng tiếp đãi du khách, công ty Đông Du và chính quyền thành phố bắt đầu giai đoạn thứ 3 khi mà giai đoạn 2 đang ở vào giai đoạn kết thúc. Bí thư Vương, chúng tôi đã bắt đầu cho giai đoạn 3 của dự án, chỉ cần giai đoạn 3 hoàn thành, như vậy phương diện tiếp đãi của Cô Yên Sơn sẽ tăng lên gấp đôi hiện tại. Giám đốc Hào là người phụ trách khu du lịch Cô Yên Sơn, hắn chỉ vào công trường đang thi công rồi khẽ giới thiệu với Vương Tử Quân. Giám đốc Hào hơn 30 tuổi, là người cực kỳ tân tiến, là thành viên cao tầng của công ty Đông Đảng ủy, hắn là người đến từ công ty Đông Du, thế nhưng khi đối diện với bí thư Vương Tử Quân vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng bất an. Cũng không phải hắn sợ hãi Vương Tử Quân, chủ yếu là sợ công tác của mình có vấn đề gì đó. Trước kia hắn từng đảm nhiệm chủ trì nhiều nghiệp vụ công tác của công ty, cũng không phải chưa từng gặp qua lãnh đạo địa phương, nhưng nó không giống với bí thư Vương. Vương Tử Quân là người đề xướng xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn, lực ảnh hưởng của vị bí thư thị ủy này với khu du lịch Cô Yên Sơn là cực kỳ lớn. Khi giám đốc Hào đến nhận công tác ở khu du lịch Cô Yên Sơn, tổng giám đốc công ty đang từng tìm gặp hắn, chỉ khai báo một chuyện, đó chính là phải nghe lời của bí thư Vương. Tuy chỉ là một câu như vậy nhưng ý nghĩa ẩn giấu bên trong lại làm cho giám đốc Hào hiểu rất rõ. Sau khi đi vào công tác ở Cô Yên Sơn, sau khi tìm hiểu rõ ràng về thanh danh ngày càng cao của khu du lịch Cô Yên Sơn trong nước, hắn càng ngày càng hiểu vì sao lãnh đạo lại nói với mình như vậy. Vương Tử Quân tất nhiên cũng chú ý đến vẻ mặt của giám đốc Hào, nhưng hắn lại không bày tỏ điều gì. Đến vị trí của hắn lúc hiện tại, căn bản không cần chú ý đến những thứ này. Vương Tử Quân nhìn hoàn cảnh tự nhiên khắp bốn phía, hắn chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, hắn nhìn quanh rồi cười nói với giám đốc Hào.
Đầu là cá chép và cuối cùng là rồng, không phải là cá chép vượt Long Môn sao? Bí thư Vương nói đúng, chúng tôi đang định đặt tên con đường này là cá chép vượt Long Môn. Giám đốc Hào nhiệt tình đáp lại câu hỏi của Bí thư Vương, vẻ mặt càng tươi cười như hoa. Giám đốc Hào, thường có câu phát triển công nghiệp thì làm mạnh thành phố, phát triển du lịch làm cho nhân dân giàu có. Khu du lịch Cô Yên Sơn đẩy mạnh tốc độ xây dựng và khai phá, như vậy sẽ rót nguồn sức sống mới cho thành phố La Nam, thị ủy và ủy ban nhân dân sẽ là điểm hậu thuẫn kiên cường cho các anh. Lúc này tôi nói lời cường điệu, đó là xây dựng và khai phá phải chú trọng bảo vệ môi trường. Là một khu du lịch thành công thì không thể nào lấy cái giá hủy hoại môi trường ra đánh đổi thành tích được. Vương Tử Quân nói rồi thay đổi chủ đề. Năm nay sắp đến thời điểm nghỉ lễ dài ngày, khi đó lượng khách du lịch sẽ gia tăng, khu du lịch Cô Yên Sơn nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, tranh thủ cơ hội lần này để tạo ra thành tích cao độ. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị từ 2 tháng trước cho những ngày nghỉ sắp đến. Tôi vững tin vào mùa du lịch năm nay, chúng tôi sẽ tạo ra đặc sắc cho thành phố La Nam, sẽ cố gắng dùng diện mạo mới để nghênh đón du khách. Vương Tử Quân rất hài lòng với thái độ của Giám đốc Hào, hắn nhìn sắc trời, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Lúc này Trần Nguyên Bình đi theo phía sau chợt mở miệng xin chỉ thị. Bí thư Vương, cũng không còn nhiều thời gian, chúng ta không bằng đến Tam Thanh Quan dùng bữa cơm chay, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, anh thấy thế nào? Trước khi Trần Nguyên Bình đến nhận chức bí thư huyện ủy Đông Phong, hắn là cục trưởng cục cơ giới của phòng nông nghiệp. Một lần Vương Tử Quân đến khảo sát cục cơ giới, phát hiện Trần Nguyên Bình là người có ý nghĩ tươi mới, có hướng phát triển, thế là thầm quan tâm. Thông qua một bước tìm hiểu xác minh, biết rõ Trần Nguyên Bình trước kia từng là phó bí thư huyện, phó chủ tịch thường vụ huyện. Vì bí thư thị ủy mới đến nhận chức, thế cho nên bị điều đến làm cục trưởng cục cơ giới. Tuy cũng là cấp chính cục, thế nhưng bí thư huyện ủy Dương Phong căn bản là khá cao vời. Lúc này huyện Dương Phong đang ở trên thời kỳ mấu chốt phát triển kinh tế, một khu du lịch Cô Yên Sơn cũng đủ làm cho huyện Dương Phong có cả bát cơm đầy, đủ làm cho huyện Dương Phong có tình hình tài chính cao nhất thành phố. Sau khi Nhàn Sĩ Tắc rời khỏi huyện Dương Phong, vì bảo vệ xu thế phát triển mạnh mẽ của huyện Dương Phong, Vương Tử Quân điều Trần Nguyên Bình đến vị trí bí thư huyện ủy. Khi nghe thấy thông tin kia thì Trần Nguyên Bình cảm thấy giống như mình nằm mơ, mãi đến khi tổ chức làm công tác khảo sát, hắn mới biết mình là nhân tuyển được Bí thư Vương mở miệng đề cử. Dù Trần Nguyên Bình là cán bộ bị cho ra rìa ở thành phố La Nam, thế nhưng dù sao hắn cũng có cấp chính cục, còn có nơi truyền tin cho hắn. Hắn tất nhiên biết rõ có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí Bí thư huyện ủy Dương Phong, không ngờ mình lại được Bí thư Vương lựa chọn. Trần Nguyên Bình vốn đã cảm thấy hết hy vọng trên con đường làm quan, sau khi được điều động làm bí thư huyện ủy Dương Phong, hắn càng thật sự khắc sâu cảm kích với bí thư Vương. Hắn là người ôm tâm tình gặp được tri kỷ, thế cho nên cực kỳ vùi đầu vào công tác. Vương Tử Quân không từ chối lời đề nghị của Trần Nguyên Bình, hắn đến khu du lịch Cô Yên Sơn chủ yếu là nghiên cứu công tác xây dựng giai đoạn 3, còn nói vài lời đốc thúc khu du lịch Cô Yên Sơn làm tốt công tác với mùa du lịch đang đến. Bí thư Vương, đây là phân viện mới của Tam Thanh Quan, lớn hơn chủ viện gấp đôi, chẳng những có thần điện, còn có hương phòng. Trần Nguyên Bình chỉ vào một đạo quan rất lớn giữa núi rồi khẽ giới thiệu với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng biết việc Tam Thanh Quan xây hạ viện, nhưng đây là lần đầu tiên đến thăm. Đạo sĩ Huyền Trân của Tam Thanh Quan đã nhiều lần đến thành phố tìm gặp Vương Tử Quân, mong muốn Vương Tử Quân đến đặt nền móng cho Tam Thanh Quan. Cũng mong muốn Vương Tử Quân viết vài lời lưu niệm, thế nhưng Vương Tử Quân uyển chuyển lấy cớ từ chối. Thông qua 2 sự kiện trước kia, Vương Tử Quân cũng có nhận thức mới về đạo sĩ Huyền Trân. Lúc đầu gặp Huyền Trân, Vương Tử Quân tưởng rằng đây là một cao nhân không nhận khói lửa nhân gian, nhưng bây giờ lại làm cho Bí thư Vương cảm thấy đó là một cao nhân vạn trượng hồng trần. Vô Lượng Thiên Tôn, chào Bí thư Vương, chào mừng anh đến với hạ viện của Tam Thanh Quan. Khi Vương Tử Quân đi vào hạ viện của Tam Thanh Quan, Huyền Trân đưa theo vài đạo sĩ ra nghênh đón. Huyền Trân với gương mặt tươi cười và cơ thể mập lên không ít, mặc đạo bào sạch sẽ, thủ lễ với Vương Tử Quân. Đạo nhân Huyền Trân thật sự rất cảm kích Bí thư Vương, hắn nhìn về phía Tam Thanh Quan năm xưa và bây giờ, không khỏi sinh ra cảm giác không chân thật. Chương 967, Danh Môn. Có đôi khi nằm mở tỉnh giấc,
Đạo nhân Huyền Chân nghĩ đến đạo quan ngày càng đẹp đẽ của mình, thế là nhịn không được phải véo chân một cái, để cho chính mình không phải đang nằm mơ. Vương Tử Quân bắt chặt tay đạo nhân Huyền Chân, sau đó hắn cười nói. Đạo trưởng Huyền Chân, tôi thiếu chút nữa thì không nhận ra sự thay đổi của Tam Thanh Quan. Còn không phải là phúc phần của Bí Thư Vương sao? Nếu không có ngài, Tam Thanh Quan đâu có được như ngày hôm nay. Đạo nhân Huyền Chân nói rồi nở nụ cười tự giễu. Đừng nói là lãnh đạo ngài, dù là tôi nhìn Tam Thanh Quan ngày càng cường thịnh cũng không khỏi sinh ra cảm giác như mơ. Sau khi trò chuyện vài câu với đạo nhân Huyền Chân, nhóm người đi vào trong một gian phòng thanh nhã yên tĩnh. Gian phòng này vừa xây, dùng phong cách giả cổ, có bàn bát tiên rất lớn, hương vị cổ xưa dạt dào. Sau khi tiểu đồng vào châm trà, đạo nhân Huyền Chân cười nói. Bí Thư Vương, ngài đại giá quang lâm thật sự là phúc khí của Tam Thanh Quan, kính xin ngài để chữ cho Tam Thanh Quan, như vậy để cho chúng tôi được hưởng chút phúc khí từ ngài. Vương Tử Quân nhìn vẻ cố chấp của đạo nhân Huyền Chân mà không khỏi cảm thấy đau đầu. Chữ viết của hắn cũng khá tốt, nhưng căn bản không đủ đẹp để viết lưu niệm cho người ta. Lúc này đạo nhân Huyền Chân mời hắn viết lưu niệm, chẳng qua hắn là bí thư thị ủy La Nam mà thôi. Thực tế Vương Tử Quân cũng xem như đã nghĩ oan cho đạo nhân Huyền Chân, sở dĩ hắn yêu cầu Vương Tử Quân viết lưu niệm, thứ nhất hắn là ân nhân của Tam Thanh Quan. Nếu không có Bí Thư Vương, Tam Thanh Quan căn bản không có những biến hóa ngày hôm nay. Chưa nói đến những thứ khác, bây giờ tiền công đức từ khách thập phương cũng làm cho thời gian của Tam Thanh Quan trôi qua rất êm dịu, đừng nói là những lợi nhuận phát sinh từ sản xuất rượu Huyền Lộ Dịch. Thứ hai là đạo nhân Huyền Chân đang dần dần dung nhập vào Hồng Trần, biết rõ Bí Thư Vương là người tương lai rộng lớn. Nếu Bí Thư Vương viết lưu niệm, biết đâu năm sau sẽ là một vật kỷ niệm cực kỳ quan trọng của Tam Thanh Quan. Đạo nhân Huyền Chân, viết lưu niệm để sau rồi hắn nói. Vương Tử Quân khoát tay dùng giọng nghiêm trang nói. Hôm nay tôi đi đến chưa thật sự đói bụng, ngài hãy mau cho ra vài món ngon, trước tiên lấp đầy bụng rồi hắn nói. Đạo nhân Huyền Chân mặc dù có chút thất vọng vì Bí Thư Vương không chịu viết lưu niệm, thế nhưng vẫn nhanh chóng cho đồng môn chuẩn bị thức ăn chay đưa đến. Mặc dù món chay không có thịt, thế nhưng mùi hương vẫn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đói bụng. Bí Thư Vương, đây là Huyền Lộ Dịch mà Tam Thanh Quan cất giữ nhiều năm qua, chỉ còn lại 10 chai, hôm nay nếu không phải là Bí Thư Vương đến, chỉ sợ tôi cũng không dám động vào. Đạo nhân Huyền Chân dù nói rất khoa trương nhưng chỉ cần căn cứ vào mùi hương rượu sau khi mở nắp, đám người nơi đây căn bản sinh ra cảm giác cực kỳ hưng phấn, đạo nhân Huyền Chân cũng không nói dối. Cảnh sắc của khu du lịch Cô Yên Sơn làm cho tâm tình Vương Tử Quân rất vui vẻ, hắn đi nửa ngày đã thật sự có chút mệt mỏi, vì vậy lúc này ăn cơm chay cảm thấy rất có hương vị. Sau khi uống cạn một chai Huyền Lộ Dịch, xem như bữa cơm chay lần này chính thức chấm dứt. Vì thời gian còn sớm nên Vương Tử Quân không quay về ngay, các tiểu đạo sĩ tiến lên dâng trà, hắn ngồi trò chuyện với Trần Nguyên Bình và đạo nhân Huyền Chân. Đạo nhân Huyền Chân căn bản cũng không từ bỏ ý định yêu cầu Vương Tử Quân viết lưu niệm, vẫn luôn hướng về phía chủ đề này. Nhưng Bí Thư Vương nói chuyện như mây mù, căn bản không bao giờ tiếp chiêu, thế cho nên mọi tình huống đều bị Bí Thư Vương vượt qua. Tốt tốt tốt. Khi Vương Tử Quân đang nghe Trần Nguyên Bình giới thiệu về bước phát triển kế tiếp của huyện Dương Phong, tiếng chuông điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên. Hắn có hai chiếc điện thoại trong tay chủ yếu nhận được từ người nhà và lãnh đạo mà thôi. Vương Tử Quân lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, sau đó hắn đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa trầm giọng nói. Chào trưởng phòng Quách, Bí Thư Tử Quân, văn kiện của cấp trên đã đưa xuống, tôi đã nhìn qua yêu cầu của văn kiện. Cảm thấy hy vọng của anh là rất lớn. Quách Tiên Vi không nói quá lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Thật ra Vương Tử Quân đã sớm biết phương án, nhưng hắn lại biểu hiện như không biết, vẫn chân thành cảm tạ Quách Tiên Vi. Cảm ơn trưởng phòng Quách, nếu như tôi thật sự có thể tiến lên, như vậy sẽ không quên được ý tốt của anh. Quách Tiên Vi cười cười nói. Bí Thư Vương, anh quá khách khí rồi, hai người chúng ta còn phải nói những lời này với nhau sao? Sau khi nói vài câu khiêm tốn với Vương Tử Quân, Quách Tiên Vi tiếp tục. Bí Thư Vương, tôi mới từ trong phòng làm việc của trưởng phòng Lữ đi ra, vừa rồi trưởng phòng Lữ có được văn kiện và đã đi báo cáo với Bí Thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch. Tôi cảm thấy nhân tuyển sẽ được chọn trong 1-2 tuần tới,
vì vậy anh nên làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Vâng, trưởng phòng Quách, kính mong anh hỗ trợ nhiều hơn bên phía các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Điều này không là vấn đề, tôi có thể làm được thì nhất định sẽ hỗ trợ bí thư Vương. Quách Tiên Vi đồng ý cực kỳ sảng khoái, thật sự khác biệt so với những tình huống nghiêm túc cẩn thận trong dĩ vãng. Vương Tử Quân lúc bắt đầu còn có chút nghi hoặc về sự chuyển biến của Quách Tiên Vi, nhưng hắn lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cán bộ phòng tổ chức tỏ ra nghiêm túc cẩn mật với các cán bộ bình thường hoặc hạ cấp, nhưng đối với thượng cấp thì lại ngược lại. Lúc đầu khi kết giao với Quách Tiên Vi thì Vương Tử Quân chỉ là một cán bộ cấp cục của tỉnh đoàn, thật sự có khác biệt rất lớn so với một Quách Tiên Vi là người có thực quyền ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Nhưng sau 2 năm thì thân phận hai người đã biến đổi to lớn, thái độ của Quách Tiên Vi với Vương Tử Quân đã biến từ dĩ vãng tiến thành ngưỡng mộ vào lúc hiện tại. Bí thư Vương, thời điểm mấu chốt thì không nên để xảy ra chuyện gì. Trước khi Quách Tiên Vi tắt điện thoại thì không khỏi trầm giọng dặn dò Vương Tử Quân. Không để xảy ra chuyện gì, Vương Tử Quân thưởng thức những lời này, sau đó khẽ cười. Những ngày qua hắn căn bản đã nắm chặt đối phương trong tay, cũng xem xét các vấn đề của mình, xem như làm tốt công tác chuẩn bị. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không biết Nguyễn Chấn Nhạc sẽ ra tay ở phương diện nào, thế cho nên tuy làm chuẩn bị nhưng vẫn có chút không yên. Lời nói của Quách Tiên Vi làm cho Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn gọi điện thoại cho Trương Thiên Tâm. Thiên Tâm, công tác thế nào? Vương Tử Quân cũng không chào hỏi nhiều lời với Trương Thiên Tâm mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Khi độ tuổi càng thêm lớn thì Trương Thiên Tâm bây giờ đã hiểu việc nặng nhẹ thế nào, hắn trầm giọng nói. Tử Quân, đã chuẩn bị xong, đã điều tra nguồn nước sông Lam Hà, phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm. Bây giờ đang đi tìm phòng tài nguyên môi trường địa phương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, bây giờ mới là bắt đầu, sự việc sẽ khá dễ làm. Hắn cảm thấy phòng ngự tốt nhất là tấn công, bây giờ hắn ra chiêu, cũng muốn xem ai là người cười cuối cùng trong thế trận này. Khi cuộc sống càng phát triển, IT càng xâm nhập vào trong đời sống của mọi người, dòng người tiếp xúc với IT ngày càng tăng. Topic và bài viết về vị quan đeo đồng hồ cả triệu đã trở thành tiêu điểm được cư dân mạng chú ý, một vài trang web lấy về đặt lên trang đầu của mình để câu khách, người tìm kiếm về thông tin này ngày càng nhiều. Thành phố La Nam, Lý Chính Nam 24 tuổi đang lên mạng xem tin tức, vừa cùng trò chuyện với một người bạn. Hắn vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, thật sự rất hưởng thụ cuộc sống vào lúc này. Đầu heo, con bà nó sao lại chạy đến Ma Đô rồi? Hừ. Đã nói là ở lại tỉnh Sơn Nam mà. Bí đỏ, tôi cũng không muốn, nhưng chúng tôi khó tìm công tác ở Sơn Nam, bố tìm cho tôi một công tác ở xí nghiệp, còn bà nó tôi cũng không muốn đi làm. Người bạn ở bên kia nhanh chóng gửi lại cho Lý Chính Nam một tin tức như vậy. Đến Ma Đô có tiền lương khá cao, mới 2 tháng đã kiếm được hơn 2.000. Này, cậu nói thật sao? Thật không ngờ cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, nói cho cậu biết. Sau này cậu nhất định phải mời khách đấy. Kiếm nhiều tiền sao bằng người làm quan, tôi nói cho cậu biết, làm quan mới kiếm được nhiều tiền. Tôi đọc được bài viết trên báo mạng, nói là một vị quan đeo đồng hồ tiền triệu, đúng là không ra gì, là loại đồng hồ Patek Philippe đấy nhé. Quan đeo đồng hồ tiền triệu, điều này sao có thể? Lý Chính Nam thật sự rất nghi hoặc, hắn dùng giọng không tin nói. Cậu nói gì vậy, nào có chuyện thế này? Bí đỏ, cậu không tin thì tự mình xem đi. Khi những dòng chữ kia được gửi đến, bên dưới còn có một đường liên kết. Lý Chính Nam cũng không nghĩ gì mà nhanh chóng mở đường dẫn, thấy đó là một trang báo mạng bình thường, có một topic với hai người đàn ông đang bắt tay nhau, gương mặt một người đàn ông được xử lý, nhìn qua khá mơ hồ. Nhưng được chú ý nhất chính là người này, vì cổ tay đã được người ta khoanh đỏ, nơi đó là một chiếc đồng hồ. Khi điện thoại xuất hiện thì đồng hồ đã xem như rút khỏi sân khấu lịch sử, nhưng một số người lại coi đồng hồ là biểu tượng thân phận. Lý Chính Nam căn bản không hiểu gì nhiều về giá cả đồng hồ, nhưng hắn lại thấy gương mặt người đàn ông bị xử lý có chút quen thuộc. Đây là ai chứ? Lý Chính Nam cảm thấy gương mặt người đàn ông trong hình rất quen thuộc nhưng lại căn bản không nhớ ra đó là ai. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà nhìn xuống bên dưới, có rất nhiều bình luận. Hừ. Đúng là loại chó quan. Chủ topic đừng che mặt nữa,
để chúng tôi biết con chó này là ai. Đúng vậy, xem hắn là ai, để cho nhân dân nhìn rõ bản mặt tên này. Hơn 7.000 bài bình luận, Lý Chính Nam nhìn Conso mà không khỏi lắc đầu thè lưỡi, đúng là nó vượt quá dự đoán của hắn. Có nhiều người phản hồi, như vậy nó sẽ rất nóng nảy, xem ra không bao lâu sau thì nhân dân cả nước sẽ biết. Đáng đời, làm quan lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng đối phương là ai? Lý Chính Nam thầm nghi hoặc, hắn chợt thấy có một bài bình luận rất thu hút. Tôi thấy người này hình như là bí thư thị ủy La Nam, là Vương Tử Quân, không biết có phải không, mọi người xem thế nào. Bài bình luận này không những có chữ mà còn có hình, đó là hình ảnh Vương Tử Quân tham gia một nghi thức khởi công, trên hình cảnh là Vương Tử Quân với gương mặt tươi cười, tay trái có một chiếc đồng hồ. Tuy không rõ kiểu dáng đồng hồ, nhưng mọi người nhìn vào lại càng có nhiều không gian để tưởng tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 968, một truyền thông và Internet. Có bài bình luận như vậy, ở bên dưới càng có thêm nhiều bình luận hơn, có người nói. Cũng không phải không giống, hai người giống hệt nhau. Ừ, ngoại hình rất giống, điện thoại cũng giống, nhưng một bí thư thị ủy có thể dùng được điện thoại tốt như vậy sao? Chỉ sợ không ăn không uống cũng không đủ tiền để mua. Đúng vậy, loại người này nên bị trừng phạt, cầm tiền của người đóng thuế nhưng lại lấy đi chi tiêu cho bản thân, con bà nó còn đi rêu rao khắp nơi. Xã hội này còn công bình công chính gì đáng để nói nữa không? Lý Chính Nam không xa lạ gì Vương Tử Quân, dù hai năm qua hắn chủ yếu đi học đại học ở bên ngoài, thế nhưng hắn là người địa phương La Nam, hắn thật sự rất xúc động vì tình huống phát triển nghiêng trời lệch đất của quê hương mình. Đặc biệt là người bố của hắn vì sinh kế mà sau khi nghỉ việc phải đi sửa xe đạp, năm ngoái được phát căn hộ mới, điều này làm hắn khó thể quên, tất cả là vì Bí Thư Vương đến công tác ở thành phố La Nam. Khi Lý Chính Nam ra ngoài đi học, con đường ở thành phố La Nam vẫn là đường đất lầy lội, cả thành phố giống như một manh chiếu rách, người cha đã nghỉ việc về hưu cũng càng cảm thấy lo lắng vì công tác của hắn sau khi ra trường. Hai năm qua thành phố La Nam biến đổi quá lớn, lần đầu tiên Lý Chính Nam ngồi xe lửa về nhà, lần đầu tiên hắn đi đường cao tốc về nhà, hắn lần đầu tiên bàn luận về khu du lịch Cô Yên Sơn trước mặt bạn bè, hắn cảm thấy rất hãnh diện vì mình là người thành phố La Nam. Tất cả đều đến từ Vương Tử Quân, là những chuyển biến từng ngày của thành phố La Nam dưới bàn tay nhào nặn của vị bí thư thị ủy cực kỳ trẻ tuổi Vương Tử Quân. Còn nhớ Tết năm ngoái, người cha cầm được số tiền thưởng 5.000 đồng mà tỏ ra cực kỳ kích động, đã có thể bỏ tiền ra mua một chai rượu mà trước nay không dám mơ tới. Chén đầu tiên mà bố hắn nâng lên chính là kính chúc cho bí thư Vương, tất nhiên đó là hình ảnh bí thư Vương đang đi chúc Tết cho các công nhân viên chức trong thành phố La Nam. Nếu không phải Vương Tử Quân đến La Nam, chỉ sợ thành phố La Nam sẽ không có những biến đổi lớn như vậy. Đây là những lời nói của bố Lý Chính Nam, cũng chính là lời nói của những công nhân trong nhà máy cũ của bố hắn. Còn nhớ một lần bố Lý Chính Nam uống rượu với vài người, không biết có người nào đó nói một câu, chính là Vương Tử Quân là người căn bản không ra gì, kết quả là bị bố hắn tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng một người như vậy lại có thể đeo đồng hồ tiền triệu sao? Lý Chính Nam nhìn gương mặt quen thuộc kia, hắn thật sự rất buồn bực, đây chính là có người hãm hại Bí Thư Vương. Lý Chính Nam tràn đầy hảo cảm với Bí Thư Vương, thế là hắn nhanh chóng viết bài. Đây là các anh ngậm máu phun người, Bí Thư Vương căn bản không phải là người như vậy. Tôi là người thành phố La Nam, anh ấy đã làm nhiều chuyện tốt cho La Nam, anh ấy khai phá khu du lịch Cô Yên Sơn, xây dựng đường cao tốc Sơn La, sao có thể vu oan cho một người có khả năng như vậy được. Lý Chính Nam cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống như có nhiều thứ để viết ra, thế nhưng khi viết được một nửa thì lại cảm thấy căn bản khó thể tìm từ gì khác. Hừ, loại người như anh chỉ biết liếm lỗ đít của lãnh đạo. Hừ, không phải người của Vương Tử Quân phái đến đấy chứ. Ông đoán đây chính là người của phòng tuyên truyền thành phố La Nam. Nói hưu nói vượt, nào có lãnh đạo tốt như vậy. Anh ra sức nói hay cho lãnh đạo. Lương tâm chính nghĩa của anh bị chó tha rồi sao? Lý Chính Nam vừa viết một bài bình luận thì nhanh chóng nhận được hàng tá những lời chửi bới, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, hắn phát hiện bài viết của mình đã bị hàng trăm bài viết khác dìm vào trong biển cả. Tôi cảm thấy tên Vương Tử Quân này đeo điện thoại đắt tiền,
rõ ràng là vì thành phố La Nam có nhiều tiền. Ha ha, thành phố La Nam mà có cái quái gì, 2 năm qua tôi đến thành phố La Nam, là một nơi khỉ ho cỏ gáy. Chưa nói đến những thứ khác, đường xá gồ ghề khó đi, tôi muốn đến đó xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, thế nhưng nhìn qua khung cảnh mà thật sự chán chường. Nơi đó người ta căn bản không có tiền để tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi. Dân chúng không có tiền nhưng không thể nói người làm quan không có tiền, không nghe qua câu nói này sao, hòa thượng nghèo nhưng phương trưởng thì giàu nứt đố đổ vách. Còn trẻ như vậy là bí thư thị ủy, rõ ràng sau lưng có chỗ dựa, hừ, rõ ràng là thời đại con ông cháu cha. Lý Chính Nam nhìn những lời nghị luận kia mà không khỏi cảm thấy thất bại, nhưng hắn vẫn cắn răng, nhanh chóng ghi thêm vài bài bình luận. Hắn muốn nói rõ ràng, đám người này không nên vu oan cho một vị bí thư thị ủy sáng lập sự nghiệp tươi sáng cho La Nam, vì bí thư Vương không phải người xấu, lại càng không phải là một vị tham quan. Anh nghĩ mà xem, một người hết sức lo lắng vì sự phát triển của địa phương, sao có thể là sâu mọt được. Nhưng dù tốc độ gõ phím của Lý Chính Nam có hơn người, cũng không bao giờ chống đỡ được vô số người đến từ khắp nơi trong nước, càng không nhanh đến mức áp đảo những kẻ khác. Hắn vừa nói ra một câu, thế là lời bình luận của hắn đã bị vùi dập trong hàng trăm lời bình luận khác. Thật sự không có biện pháp nào sao? Lý Chính Nam cực kỳ uể oải, đồng thời có chút hận chính bản thân mình. Bí thư Vương làm ra nhiều chuyện tốt, bây giờ lại mình không giúp được gì. Hắn nghĩ đến tình huống bố mình vỗ ngực nói làm người phải có lương tâm, thế là hắn càng ngồi không yên. Lý Chính Nam suy nghĩ một lúc, hắn nhìn những người đang chơi game ở bên cạnh mình, thế là không nhịn được phải nói. Anh em, bây giờ trên mạng có người đang bôi nhọ bí thư Vương của chúng ta, các anh em ai cảm thấy bí thư Vương là người tốt thì đi theo tôi. Lúc này trong phòng có hơn 100 máy tính, đang là giờ cao điểm, hầu như mọi người đều đang chơi game online. Lý Chính Nam chợt hô lên như thế, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, không gian chợt trở nên yên ắng. Mọi ánh mắt, mọi lực chú ý đều được chuyển lên người của Lý Chính Nam. Lý Chính Nam chưa từng đối diện với ánh mắt nhiều người như vậy, hắn cảm thấy mình như bị thiêu đốt giữa ngọn lửa bùng cháy. Lúc này hắn cảm thấy mình giống như đang ở trên một sự kiện có liên quan đến vinh dự của thành phố La Nam, nó liên quan đến Bí Thư Vương. Hắn có hơi run rẩy. Sau đó dùng giọng trịnh trọng nói. Anh em, lúc này trên mạng có kẻ bôi nhọ bí thư Vương, vu oan bí thư thị ủy Vương Tử Quân của chúng ta, nói bí thư Vương là tham quan. Tên khốn kia là ai mà thiếu đạo đức như vậy? Bí thư Vương đã làm nhiều chuyện tốt cho thành phố La Nam chúng ta, nhất định là có kẻ đố kỵ bí thư Vương, ông sẽ theo đám người kia đến cùng. Còn chưa chờ Lý Chính Nam nói xong thì một âm thanh ồm ồm vang lên, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Chợt thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi, nhìn qua giống như là một công nhân nhà máy nào đó. Chương 968 2 Truyền thông và Internet. Cảm ơn anh em. Sau khi nghe nói có người giúp đỡ thì Lý Chính Nam cảm thấy trong lòng an ủi vài phần. Khỏi cần cảm ơn, anh em ai cũng dính hào quang từ Bí Thư Vương. Tên thanh niên nói rồi tiếp tục lớn tiếng. Có tiền chạy xe hơi, không có tiền đi xe máy. Còn loại người nghèo như tôi căn bản chỉ có đi bộ mà thôi. Nếu không phải Bí Thư Vương mở khu kỹ thuật cao, chỉ sợ bây giờ anh em còn lăn lộn bên ngoài, người ta dám mắng Bí Thư Vương, ông sẽ cho bọn họ biết tay. Tôi cũng tham gia. Tôi cũng vậy. Tôi cũng tham gia. Khi thấy có nhiều người ủng hộ như vậy thì Lý Chính Nam cảm thấy rất vui sướng. Trong nhà Nguyễn Chấn Nhạc, Tào Chân Nhi dùng máy tính lên mạng. Nàng đang xem trang web mà nhóm người Lý Chính Nam đang tấn công với đám người bôi nhọ Bí Thư Vương. Tào Chân Nhi cầm một quả táo đã gọt sẵn, nàng khẽ mở miệng nhai nuốt, ánh mắt không khỏi nhìn vào số liệu thống kê. 7.800 bài bình luận, lúc này topic đã rất nóng, những lời mắng chửi Vương Tử Quân của đám người kia càng làm nàng hưng phấn không thôi. Trong những lời chửi mắng của đám người trên mạng Internet, Tào Chân Nhi giống như thấy được tình huống Vương Tử Quân sứt đầu mẻ trán vì ngôn luận, giống như thấy được vẻ mặt thất thần của người phụ nữ mà căn bản không thèm nhìn nàng một lần, giống như thấy được người được mình trợ giúp đang hát vang tiến mạnh. Chiêu thức của Tào Viễn xem ra cực kỳ linh nghiệm. Tào Chân Nhi duỗi lưng mệt mỏi, nàng cầm điện thoại lên, sau đó bấm số máy của Tào Viễn. Nàng bây giờ cảm thấy cực kỳ cần một người chia sẻ niềm vui với mình. Chị,
sao lại gọi điện thoại cho em thế này? Tào Viễn nhận được điện thoại của Tào Chân Nhi thì dùng giọng hưng phấn nói. Tào Chân Nhi khẽ cười nói. Này Tiểu Viễn, cậu là đại công thần của chị còn để cậu phải uất ức sao? Hi hi, chị gái, chị nói một câu bay bổng như vậy cũng đủ cho em cả đêm không ngủ được. Thế nào, hiệu quả tốt chứ? Tào Viễn vẫn với bộ dạng như cũ và lời nói như cũ, nhưng lúc này lời nói của hắn rơi vào trong tai Tào Chân Nhi lại là cực kỳ thân thiết. Tất nhiên sẽ không chỉ ban thưởng bằng miệng, nói đi, cậu muốn gì, đợi sau khi sự việc kết thúc, chị sẽ ban thưởng tùy ý cậu. Tào Chân Nhi mở miệng hứa với Tào Viễn. Tốt quá, không hổ anh là thường ủy phu nhân, như vậy em cũng không khách khí. Tào Viễn nói vài câu chuyện phiếm với Tào Chân Nhi, sau đó mới dùng giọng chính đạo nói. Chị, sau khi anh rể lên làm thường ủy tỉnh ủy, cũng đừng quên em đấy nhé. Sẽ không quên cậu được, cứ yên tâm. Tào Chân Nhi hì hì nói một câu rồi cúp điện thoại. Tào Chân Nhi ngồi trong phòng nhìn bầu trời tỏa nắng bên ngoài mà cảm thấy thật sự rất vui vẻ, không gian sáng lạn. Dựa theo suy tính của Tào Viễn, hai ngày sau topic kia sẽ trở thành một tin tức cực kỳ quan trọng, đến khi đó dù Vương Tử Quân có được người ta bảo vệ thì cũng phải ảm đạm xuống đài, căn bản không còn cơ hội tranh chấp vị trí thường ủy tỉnh ủy với anh rể của hắn. Inte thật sự là thứ tốt, hèn gì người ta nói người am hiểu tin tức sẽ là kẻ chiến thắng, thật sự không phải là lời nói suông mạnh miệng, không phải lời khách sáo. Người nào chú trọng vào truyền thông thì sẽ có một không gian tươi sáng, ai không quan tâm đến Inte sẽ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Trước kia thông tin kém, dù ngẫu nhiên bắt gặp một vị tham quan thì cũng chỉ là sơ lược, bây giờ bùng nổ Inte thì lại khác, nếu chỉ cần có chút vấn đề sẽ bị nhân dân cả nước chửi thẳng mặt ngay lập tức. Khi Tào Chân Nhi đang đắc ý thì Nguyễn Chấn Nhạc đẩy cửa đi vào, hắn nhìn gương mặt vui vẻ của Tào Chân Nhi, thế là dùng giọng kỳ quái hỏi. Có gì mà em vui vẻ như vậy? Tào Chân Nhi hiểu rõ tâm tư của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng biết người đàn ông này quá coi trọng sĩ diện. Nếu dùng một câu không khách khí để khái quát người đàn ông của nàng, đó chính là dù là kỹ nữ cũng phải lấy được chỗ đứng trên bàn thờ trinh tiết. Tào Chân Nhi cố tình muốn đùa giỡn Nguyễn Chấn Nhạc, nàng mấp máy miệng, khẽ nở nụ cười tinh nghịch rồi đột nhiên cúi đầu nói. Chấn Nhạc, em mang thai rồi. Em nói cái gì? Nguyễn Chấn Nhạc vốn đang rất bình tĩnh, thế nhưng vừa nghe thấy những lời kia thì giống như một con sư tử nổi giận, mặt đỏ tía tai, ánh mắt sắc bén như muốn ăn sạch Tào Chân Nhi. Người ta đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc với bộ dạng như vậy thì nhất định sẽ sợ hãi, nhưng Tào Chân Nhi lại căn bản giống như không có vấn đề, hắn hỏi ngược lại. Thế nào, có ý kiến gì sao? Em nói mang thai thì em không vui à? Chẳng lẽ anh không ăn khói lửa nhân gian, muốn tuyệt chủng sao? Em đúng là đê tiện. Nguyễn Chấn Nhạc lúc này hoàn toàn không còn rụt rè và bình tĩnh như dĩ vãng, hắn chỉ tay vào Tào Chân Nhi, thiếu chút nữa thì nhào lên. Được rồi, chọc anh cho vui thôi, đến đây mà xem, em vợ của anh làm không tệ. Tào Chân Nhi vươn tay vẫy vẫy với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó chỉ vào chiếc máy tính ở bên cạnh nói. Sau khi nghe lời nói của Tào Chân Nhi, vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc thả lỏng hơn một chút. Hắn dù đang rất tức giận nhưng lại không khỏi đi nhanh đến bên cạnh máy tính. Hình ảnh trên máy tính đập vào mắt Nguyễn Chấn Nhạc, hắn nhìn thấy hơn 8.000 bài bình luận trong topic, thế là trên mặt lộ ra nụ cười. Tào Viễn làm tốt đấy chứ? Tào Chân Nhi nhìn Nguyễn Chấn Nhạc rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Tốt, thật sự rất tốt, anh sẽ cảm tạ nó. Chân Nhi, hôm nay anh rất vui, thật sự đáng giá cho chúng ta ăn mừng. Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi cười lớn không thôi. Tào Chân Nhi chợt cảm thấy cay mũi, đàn ông luôn là đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông như chồng nàng, phương diện thành công trong sự nghiệp căn bản khó thể nào thay thế được bằng thứ khác. Nàng nhìn vẻ mặt điên cuồng vì hưng phấn của chồng, thiếu chút nữa không nhịn được phải mở miệng hỏi, năm xưa hai người kết hôn cũng căn bản không được như lúc này. Nàng muốn hỏi xem đối với Nguyễn Chấn Nhạc thì một vị trí thường ủy tỉnh ủy quan trọng hơn, hay một hạt giống trong bụng nàng thì quan trọng hơn. Lời nói đến bên miệng thì Tào Chân Nhi không nhịn được phải nuốt xuống, nàng không thể nào làm cho Nguyễn Chấn Nhạc thêm lo lắng, dù sao thì hai người cũng đang hít chung bầu không khí, cùng chung vận mệnh. Nguyễn Chấn Nhạc giống như chú ý đến vẻ biến đổi tâm tình của Tào Chân Nhi, hắn chân thành nói. Chân Nhi,
hôm nay một người bạn của phòng tổ chức gọi điện thoại cho anh, nói là tỉnh ủy đã để lộ ra dự án sơ bộ để chọn nhân tuyển, chỉ có hai người gồm anh và Vương Tử Quân. Sau khi sự việc kết thúc, chúng ta sẽ suy xét chuyện có con, em ở nhà một mình cũng buồn. Vậy thì chúc mừng anh, Bí thư Nguyễn, Đại thường ủy tỉnh ủy. Tào Chân Nhi thật sự có tâm tư linh hoạt còn hơn cả Nguyễn Chấn Nhạc, nàng căn cứ vào lời nói mà hiểu ngay ý nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc là thế nào. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười không nói thêm điều gì, nhưng nơi khóe miệng lại biểu hiện hắn cực kỳ đắc ý với sự kiện này. Bây giờ trưởng phòng Lữ đang báo cáo với Bí thư Nhất Phong về phương diện Bí thư Thị ủy tiến vào thường ủy tỉnh ủy, tôi cực kỳ hy vọng Vương Tử Quân không nên bị nắm bắt. Tào Chân Nhi nở nụ cười với vẻ đắc ý của Nguyễn Chấn Nhạc. Khi trước mắt là thắng lợi thì một lời nói dối cũng là chân lý, hơn nữa sự kiện tiến lên thường ủy là thật, khi những bài viết trên mạng càng thêm nhiều, sẽ không biết có thêm bao nhiêu kịch hay đến với Vương Tử Quân. Chương 969, một dùng nước bọt dìm chết anh. Khi Vương Tử Quân nhận được tin tức thì lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Thư ký trưởng văn phòng thị ủy đồng chí Tân đến báo cáo, khi tìm đến phòng Vương Tử Quân thì đã chảy đầy mồ hôi trán. Bước tiến có chút rối loạn. Bí thư Vương, trên mạng có người nói bậy về ngài. Đồng chí Tân đi vào cửa thì vô thức nhìn cổ tay trái của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng báo cáo. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hỏi đồng chí Tân là có chuyện gì xảy ra. Thì ra một nhân viên của văn phòng thị ủy thấy được bài viết trên mạng, biết sự việc nghiêm trọng nên báo cáo cho lãnh đạo văn phòng, vì sợ chậm trễ nên trực tiếp phản ánh cho đồng chí Tân. Vừa nghe báo cáo thì đồng chí Tân còn có phản ứng không quá mạnh, nhưng khi lên mạng xem xét thì mới biết sự việc quá náo loạn. Hắn không tranh thủ chạy đến, khi thấy Vương Tử Quân thì lại càng hoảng sợ, vì trên tay Bí thư Vương là chiếc đồng hồ như vậy. Đồng chí Tân nghĩ đến chiếc đồng hồ mà không khỏi thầm kêu lên sợ hãi, nếu như nó thật sự là xa xỉ, chỉ sợ lần này Bí thư Vương sẽ thất bại. Người thông minh như Bí thư Vương sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế? Đồng chí Tân nghĩ vậy mà cảm thấy cực kỳ không yên, hắn không biết nên xử trí sự việc lần này sao cho phải. Vương Tử Quân mở máy tính ra, hắn nhanh chóng phát hiện ra người kia chính là mình. Đây là một trường âm mưu cố tình chĩa về mình, khi nhìn chiếc đồng hồ kia thì Vương Tử Quân cho ra kết luận như thế. Kiếp trước hắn từng xem qua những sự kiện ngoại tình trên Internet, bây giờ không ngờ mình lại là một nhân vật được người ta ném đá, hơn nữa sự việc còn náo loạn hơn nhiều. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ trên cổ tay mà không khỏi sinh ra cảm giác buồn cười, hắn cố gắng áp chế tâm tình mặt trái của mình, sau đó bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không tiếp tục nhìn vào bài viết, hắn đưa mắt nhìn đồng chí Tân. Đồng chí Tân cũng đang nhìn Vương Tử Quân, hơn nữa càng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân không nói gì, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng không yên nói. Bí thư Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng chí Tân thật sự luống cuống, hắn lần đầu tiên được lĩnh ngộ sự lợi hại của sự việc như vậy. Những lời công kích đến từ quá nhiều người làm cho hắn trở tay không kịp, không thể nghĩ ra phương án đối phó. Không có gì cả. Vương Tử Quân vung tay lên thản nhiên nói. Đồng chí Tân có chút do dự, sau đó hắn dùng giọng đề nghị nói. Bí thư Vương, có phải để cho phòng tuyên truyền tiến hành chào hỏi trang web kia, để cho bọn họ xóa bỏ bài viết kia đi không? Không cần, miệng trên người kẻ khác, không thể bịt lại được, cứ cho bọn họ bình luận. Vương Tử Quân biết rõ nếu để cho trưởng phòng tuyên truyền liên hệ và xóa bài, chỉ sợ hiệu quả sẽ càng thêm mạnh, tình hình càng thêm gay gắt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đồng chí Tân thật sự rất nôn nóng, hắn là cán bộ xuất thân La Nam, dù là từ chính hắn hay là xuất phát từ thành phố La Nam, hắn cũng không muốn Vương Tử Quân phải sụp đổ. Đứng ở vị trí hiện tại của đồng chí Tân, hắn biết rõ thành phố La Nam đang ở vào thời kỳ phát triển cao tốc, mà tất cả đều do một tay bí thư thị ủy Vương Tử Quân thúc đẩy. Vào thời điểm mấu chốt này, nếu như Vương Tử Quân rời khỏi La Nam, hắn không biết sẽ có ai có thể tiếp nhận được công tác mà bí thư Vương để lại. Từ từ xem xét, Vương Tử Quân thấy bộ dạng gấp gáp của đồng chí Tân, hắn thản nhiên nói. Đáng chết sẽ phải chết, không thì chẳng có vấn đề. Khi hai người Vương Tử Quân và đồng chí Tân đang trò chuyện với nhau, Nhan Sĩ Tắc gõ cửa đi vào. Nhan Sĩ Tắc vào cũng không quan tâm chào hỏi mà dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói.
Bí thư Vương, có người sử dụng in tê để tiến hành công kích ngài. Nhan sĩ tắc còn chưa nói hết lời, chợt thấy màn hình máy tính trên bàn làm việc của bí thư Vương, thấy trang web kia. Sau đó ánh mắt của hắn rơi lên cổ tay của bí thư Vương. Trời ạ, đúng là đồng hồ Fitech Philippe giá trị hơn triệu. Gương mặt nhan sĩ tắc chợt trở nên tái nhợt. Nhan sĩ tắc sở dĩ có thể tiến lên là nhờ sự giúp đỡ của bí thư Vương, khi thành phố La Nam liên tục phát triển thì hắn cảm thấy con đường làm quan của mình đang ở trên con tàu cao tốc. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hình như người đàn ông chèo chống cho hắn trước nay đang rơi vào tình huống ngã đổ. Là đồng hồ giá trị hơn triệu, với đồng lương của Vương Tử Quân thì căn bản không thể có được. Theo cảm giác của nhan sĩ tắc, Vương Tử Quân là người có cống hiến lớn lao cho La Nam, cho dù nhận ban thưởng cả triệu cũng là đương nhiên. Nhưng đây là cảm giác cá nhân của hắn, phương diện pháp luật và quy củ của đảng sẽ căn bản không cho phép luồn vào cảm giác cá nhân, nhân viên của Ủy ban kỷ luật sẽ không cho phép anh nói về phương diện này. Công tác đảng là công tác chung, sao có thể trả giá và nhận thù lao được? Chẳng lẽ bí thư Vương sẽ ngã vì sự kiện nhỏ nhặt này sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của nhan sĩ tắc, hắn khẽ khoát tay nói. Đừng lo, chuyện này các anh không cần lo lắng. Lúc này sự kiện bí thư thị ủy đeo đồng hồ tiền triệu thật sự là tiêu điểm của cư dân mạng, Vương Tử Quân nổi tiếng chỉ trong thời gian rất ngắn, sự kiện này cũng giống như đang đâm một vết thương vào trong lòng thị dân La Nam. Vương Tử Quân căn bản bị người ta nói xấu trên mạng, biết bao nhiêu người đang mở miệng mắng chửi, căn bản làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy sợ hãi. Đám người trên mạng cũng không phải chửi bới theo kiểu nghi vấn, bọn họ căn bản đều khẳng định Vương Tử Quân là một tham quan nhận hối lộ, đây là sự thật căn bản không thể nghi ngờ, là kết cục không có gì là bất ngờ. Trong phòng làm việc của Kim Điền Lạc, lúc này Kim Điền Lạc đang hút thuốc, trên trán là những giọt mồ hôi như hạt đậu. Dù sao bây giờ vẫn là mùa xuân, thời tiết còn hơi lạnh, thế nhưng hắn lại thấy sau lưng mình lấm tấm mồ hôi. Làm sao bây giờ? Đây chính là nghi vấn và là vấn đề lớn nhất của Kim Điền Lạc vào lúc hiện tại. Hắn là người tuyên hoành chính đàn La Nam nhiều năm, hắn có thể từ vị trí thư ký trưởng của bí thư Trình tự học và tiến vào trong lòng Vương Tử Quân, trở thành người được Vương Tử Quân tín nhiệm, tất nhiên phải có thủ đoạn mạnh mẽ của riêng mình. Nhưng dưới tình huống này thì Kim Điền Lạc hắn sẽ đi đường nào? Hắn là người theo Vương Tử Quân làm thư ký trưởng khá lâu năm, hắn biết rõ người trên mạng chính là Vương Tử Quân, cũng biết chiếc đồng hồ Patek Philippe được đeo trên tay của Vương Tử Quân. Trước kia hắn cảm thấy bí thư Vương là người có vẻ bề ngoài rất tuyệt, chiếc đồng hồ kia rất đẹp, nhưng không ngờ nó lại có giá trị cao như vậy. Là chiếc đồng hồ tiền triệu, thật sự nó đủ uy lực để chôn vùi một vị lãnh đạo. Chương 969-2, dùng nước bọt dìm chết anh. Nhưng trong ấn tượng của hắn thì Vương Tử Quân đi vào La Nam và luôn là người trong sạch, mặc dù là ngày lễ Tết thì các đồng chí bên dưới cũng không dám đưa đến món gì xa xỉ, huống hồ là tiền. Lẽ ra Vương Tử Quân là tấm gương tốt, nhưng chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay phải giải thích thế nào? Giá hơn 1 triệu, thậm chí lương cả đời của bí thư Vương cũng không đủ mua được. Kim Điền Lạc nhìn vào tình huống Vương Tử Quân xây dựng thành phố La Nam phát triển như lúc này, hắn tất nhiên cho rằng bí thư Vương là người cực kỳ có năng lực và khả năng. Hơn nữa xu thế phát triển mạnh mẽ của thành phố La Nam vào lúc này, làm cho Kim Điền Lạc cảm thấy đi theo Vương Tử Quân sẽ có tương lai phát triển cực mạnh. Khi Kim Điền Lạc luôn trung thành tận tụy đi theo bí thư Vương, bây giờ lại có sự việc xấu xảy ra, hắn phải làm sao đây? Một bài viết bình thường trên in tê sao lại có thể chọc ra sự kiện kinh thiên động địa như vậy? Kim Điền Lạc biết rõ lúc này sự việc mình nên làm nhất chính là đến phòng làm việc của bí thư Vương, báo cáo sự việc lần này với bí thư Vương, tích cực cùng lãnh đạo thương lượng đối sách. Nhưng một âm thanh khác nói cho hắn biết, chuyện này không thể dính vào. Xem ra Vương Tử Quân căn bản khó qua khỏi cửa ải lần này, chính mình cần phải làm chính là bảo trụ mình không dây vào. Làm sao bây giờ, có nên đi hay không? Hai âm thanh liên tục xuất hiện trong lòng Kim Điền Lạc, hai bên dây dưa với nhau và sinh ra cảm giác khó chịu. Nếu như không đi, hắn sẽ đứng bên ngoài theo dõi diễn tiến sự việc, đây là một kế sách cực kỳ tuyệt hảo để giữ mình. Nếu như là bí thư thị ủy khác thì hắn sẽ chọn phương án này, nhưng bây giờ nếu lựa chọn nó thì thật quá hổ thẹn, quá mức xin lỗi bí thư Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là người tín nhiệm cao độ với Kim Điền Lạc, thế
thế nên mới cất nhắc Kim Điền Lạc lên vị trí hiện tại. Nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn lúc Vương Tử Quân gặp rủi ro, người ta sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn mình? Rõ ràng mình là kẻ bo bo giữ mình, không dám đảm đương, là tiểu nhân bị ổi. Kim Điền Lạc đang cảm thấy rất bàng hoàng, hắn liên tục ngồi đốt thuốc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Kim Điền Lạc nói một câu mời vào, thư ký đi vào nói. Bí thư Kim, tôi vừa thấy thư ký trưởng Đồng và chủ tịch Nhan đến phòng làm việc của Bí thư Vương. Đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc đã đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, Kim Điền Lạc nhớ đến hai cái tên này mà cảm thấy tâm tình rối loạn. Nếu so sánh với hai người đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc thì Kim Điền Lạc lại có vị trí có thể tiến công và có thể phòng thủ ở thành phố La Nam. Nhưng hai người kia đều đã đi, nếu như mình không đi thì Bí thư Vương Tử Quân sẽ nghĩ như thế nào? Vương Tử Quân tuyệt đối sẽ không cho mình nói chuyện này, nhưng hai người Nhan Sĩ Tắc và đồng chí Tân sẽ không phải kẻ câm. Kim Điền Lạc nghĩ đến ánh mắt như cười như không của Vương Tử Quân nhìn mình, hắn nhanh chóng đứng lên, sau đó ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài phòng. Bí thư Kim, ngài đây là... Thư ký có chút do dự, hắn khẽ nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của thư ký, hắn chợt nói. Tôi đi đến chỗ Bí thư Vương một chuyến. Thư ký đi theo lãnh đạo thật sự là cùng chung vinh nhục, cùng chung tổn hại. Thư ký này đi theo Kim Điền Lạc khá lâu, lúc này thấy Kim Điền Lạc muốn đến chỗ Bí thư Vương, hắn có chút do dự, sau đó ấp úng nói. Bí thư Kim, bây giờ có không ít người nghị luận về sự việc liên quan đến Bí thư Vương. Kim Điền Lạc không nói gì, hắn đưa mắt nhìn thư ký của mình. Lúc này viên thư ký có chút do dự, hắn nói tiếp. Có người nói Bí thư Vương lần này thật sự khó xong chuyện. Kim Điền Lạc cũng thừa nhận lời nói của thư ký. Thế nhưng biểu hiện lại trầm giọng lên tiếng. Các cậu chỉ biết nói bừa nói bậy, rốt cuộc Bí thư Vương có chuyện gì hay không thì còn phải xem vào cơ quan kiểm tra kỷ luật, không phải tôi nói một câu có thể dìm chết anh ấy được. Ít nhất bây giờ anh ấy còn là Bí thư thành phố La Nam. Kim Điền Lạc nói rồi đi về phía phòng làm việc của Bí thư Vương Tử Quân. Khi Kim Điền Lạc đi đến hành lang phòng làm việc của Vương Tử Quân thì thấy Tống Ích Dân, hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều không nói gì, thế nhưng vẻ mặt lại căn bản là không thoải mái. Khi hai người đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, có không biết bao nhiêu người đang nhìn. Hà Khởi Duệ là chủ tịch thành phố La Nam, hắn chính là một thành viên trong số đó. Hôm nay tâm tình của Hà Khởi Duệ rất tốt, tuy kết quả phát triển mạnh mẽ của thành phố La Nam nằm dưới sự thúc đẩy của Bí thư Vương, thế nhưng hắn là chủ tịch thành phố, công lao của hắn là căn bản không thể thiếu được. Nếu Vương Tử Quân trở thành thường ủy tỉnh ủy, như vậy thời gian Vương Tử Quân đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy La Nam sẽ không còn quá lâu. Dựa theo những sắp xếp vị trí trong quan trường, phương diện ăn quả sẽ có quy tắc riêng biệt, Hà Khởi Duệ là người luôn hướng về phía vị trí bí thư của Vương Tử Quân, sau đó hắn sẽ tiến lên một bước nhận lấy chức vụ của Vương Tử Quân, đây sẽ là tình thế bắt buộc. Dựa vào tình huống phát triển của thành phố La Nam, nếu hắn làm bí thư thị ủy La Nam, không bao lâu sau sẽ kế tục bí thư Vương Tử Quân làm thường ủy tỉnh ủy. Như vậy hắn sẽ có một con đường phát triển như mơ. Hà Khởi Duệ thầm nghĩ như vậy mà không khỏi mở miệng hát khẽ một tiếng. Khi hắn đang hăng hái ngồi trong phòng làm việc của mình mơ về tương lai hạnh phúc, đột nhiên giấc mộng lại bị thư ký phá tan. Trên bàn làm việc của Hà Khởi Duệ cũng có một chiếc máy tính, màn hình máy tính là trang web có bài viết về bí thư Vương Tử Quân. Hơn 1 triệu. Tại sao lại như vậy? Xem ra vẫn là cán bộ trẻ tuổi, anh nó xem, sao lại có người ngốc như vậy? Đeo một thứ đồng hồ đáng chú ý như thế. Khi nhìn người trong tấm hình thì Hà Khởi Duệ nhanh chóng nhận ra Bí thư Vương Tử Quân, mà Bí thư Vương không phải có đeo một chiếc đồng hồ như vậy sao? Khi thấy bài viết như vậy thì Hà Khởi Duệ chợt mẫn cảm phát hiện ra phiền phức sắp kéo đến với Vương Tử Quân. Chẳng lẽ Vương Tử Quân xài một chiếc đồng hồ giả sao? Hà Khởi Duệ không tin, hắn cảm thấy với thân phận và địa vị của Vương Tử Quân, đối phương sẽ căn bản không dùng một món hàng giả, nhưng nếu thật sự là đồng hồ trên 1 triệu, như vậy giải thích như thế nào? Con người luôn luôn ích kỷ, Hà Khởi Duệ cũng không phải người ngoại lệ, hắn từ sâu trong lòng cảm thấy rất đau lòng, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là nên làm như thế nào? Nên giữ khoảng cách với Vương Tử Quân sao? Đây là cách đơn giản nhất.
nhưng Hà Khởi Duệ cảm thấy nếu mình làm như vậy thì thật sự không ra thể thống gì. Dù là Vương Tử Quân có nhận hối lộ hay không, đối phương căn bản đều có lòng dạ cực kỳ tốt với mình. Nếu như đúng lúc đối phương gặp chuyện không may, vào tình hình khốn khó mà mình bỏ đi, căn bản là khó thể yên ổn ở phương diện lương tâm. Nhưng nếu như bỏ đi, người ta sẽ nhìn mình như thế nào? Người ta có căn cứ vào đó để điều tra cả mình hay không? Chương 970, đứng thành hàng, một con đường đen tối. Hà Khởi Duệ cảm thấy trong lòng phát lạnh, hắn thật sự rất nôn nóng bất an, vì thế căn bản là mở miệng trách mắng một vị cục trưởng chạy đến báo cáo công tác. Động tác của Kim Điền Lạc và Tống Ích Dân không thể nghi ngờ gây ra áp lực rất lớn cho Hà Khởi Duệ, hắn nhìn hai người kia đi vào trong phòng làm việc của Bí Thư Vương, thế là bàn tay cầm thuốc có chút run rẩy. Đi thôi. Hà Khởi Duệ có chút do dự, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Tút tút tút. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên dồn dập, Hà Khởi Duệ có chút do dự, sau đó nhấc điện thoại lên. Alo, là Chủ tịch Hà phải không? Đầu đây bên kia truyền đến âm thanh của Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Nhị Bình. Tôi là Hà Khởi Duệ, chào Chủ tịch Lý. Tuy tâm tình rất phiền muộn nhưng Hà Khởi Duệ vẫn nhanh chóng để mình tỉnh táo trở lại. Hắn nói vào điện thoại theo đúng bản năng. Lý Nhị Bình ở bên kia mở miệng chào hỏi Hà Khởi Duệ, sau đó khẽ nói. Chủ tịch Hà, hôm nay tôi có chút không được khỏe, thế là đến bệnh viện đo huyết áp, bác sĩ nói tôi phải tĩnh dưỡng vài ngày. Anh nhà tôi nói tôi cần phải đến bệnh viện tĩnh dưỡng một phen, đi đến thành phố Sơn Viên trị liệu, thế nên bây giờ gọi điện thoại đặc biệt xin anh nghỉ vài ngày. Lý Nhị Bình nói ra lý do rất bình thường. Thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Hà Khởi Duệ liên tục cười lạnh. Người phụ nữ này quá thông minh, vào tình huống khó xử thì 36 kế chọn phương pháp chuồn là thượng sách. Tuy trong lòng Hà Khởi Duệ thật sự xem thường Lý Nhị Bình, thế nhưng đối phương làm như vậy thì hắn căn bản không thể làm gì được. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói vào đầu đây bên kia. Chủ tịch Lý, sức khỏe là quan trọng, chỉ cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Hà Khởi Duệ cúp điện thoại và nhận ra nhân tình ấm lạnh, lòng người quá dễ đổi thay. Trước đó khi biết được Vương Tử Quân sẽ tiến vào Thường ủy Tỉnh ủy, Lý Nhị Bình thật sự hoạt động rất mạnh, rất nhiều chuyện căn bản không báo cáo cho mình, trực tiếp đến tìm Vương Tử Quân. Cũng may Bí Thư Vương là người chú trọng quy củ, rất quan tâm đến cảm nhận của Hà Khởi Duệ, thế cho nên luôn đẩy những phạm vi quyền lực thuộc về phạm vi của mình vào trong tay chính mình. Hà Khởi Duệ nghĩ đến kinh nghiệm nhập gánh công tác trong thời gian 2 năm qua với Bí Thư Vương, tâm tư bàng hoàng của Hà Khởi Duệ chợt trở nên kiên định. Cây ngay không sợ chết đứng, chính mình trong sạch sẽ không sợ người ta dội nước bẩn lên người. Mặc kệ sau này Bí Thư Vương sẽ có kết quả gì, nhưng có một vấn đề có thể xác định, đây là một người cộng sự cực kỳ tuyệt vời, dưới tình huống này mình căn bản không thể nào không biết xấu hổ để chơi trò ném đá xuống giếng. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Hà Khởi Duệ nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lữ Hâm Sâm là một trong những vị Thường ủy Thị ủy biết được tin tức sớm nhất, phòng tuyên truyền có những người đặc biệt chú trọng in tê, hắn là trưởng phòng tuyên truyền thì càng là người đầu tiên được biết đến những tin tức quan trọng. Khi nghe đến sự việc này thì Lữ Hâm Sâm tất nhiên không tin là thật, nhưng khi hắn mở trang web kia lên, hắn nhìn vào người đàn ông trong hình, đó đúng là Vương Tử Quân. Dù Lữ Hâm Sâm không biết rõ chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân, nhưng trang web kia làm hắn cảm nhận được sự thật. Sau khi xác nhận sự việc, hắn thật sự sinh ra xúc động đến báo cáo với Vương Tử Quân. Nhưng khi Lữ Hâm Sâm rời khỏi bàn làm việc của mình thì lại ngồi xuống, những chuyện này chính mình nên báo cáo với Vương Tử Quân sao? Vương Tử Quân gặp phải sự kiện lần này thì sẽ rơi vào hoàn cảnh gì? Những ý nghĩ này điên cuồng xoay tròn trong đầu Lữ Hâm Sâm. Lữ Hâm Sâm là một người tham chính nhiều năm, hắn đã ngửi được từ trên trang web kia mùi hương âm mưu hại người. Vào đúng thời điểm này lại có một sự kiện như vậy xuất hiện, tuyệt đối là có mục đích. Không phải vì đang cố tình hỗ trợ một bên đang tham gia tranh chấp vị trí Thường ủy Tỉnh ủy đấy chứ. Trong số các vị Thường ủy Thị ủy La Nam, Lữ Hâm Sâm có thể nói là một người luôn ở ngoài vòng quan hệ của Vương Tử Quân. Tuy hắn thật sự rất muốn gia nhập vào vòng tay của Bí Thư Vương Tử Quân, thế nhưng mãi mà hắn vẫn không tìm được sự tín nhiệm của Bí Thư Vương. Sáng hôm nay Lữ Hâm Sâm còn đang suy nghĩ xem phải làm sao để đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
để mình lộ mặt ra với Bí Thư Vương, cũng cho Bí Thư Vương biết mình tận tâm tận tụy và trung thành như thế nào. Nhưng trang web kia làm cho tất cả những suy nghĩ của Lữ Hâm Sâm chợt biến đổi, lúc này Bí Thư Vương là người nhất ngôn cửu đỉnh ở thành phố La Nam đang gặp phải phiền toái, nếu điều tra có thể rơi xuống 9 tầng địa ngục. Chính mình nên làm gì bây giờ? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lữ Hâm Sâm chợt nhấc điện thoại lên gọi cho Phó Bí Thư Thị ủy Trương Hợp Tuân. Hắn và Trương Hợp Tuân có quan hệ không tệ, nếu sự việc bị thẩm tra, như vậy Trương Hợp Tuân sẽ có khả năng tiến lên. Trương Hợp Tuân nghe được tin tức này cũng giật mình líu lưỡi, hắn trầm ngâm giây lát rồi chỉ nói ra năm chữ. Giả vờ như không biết. Tuy chỉ là năm chữ nhưng bên trong lại ẩn giấu nội dung vô hạn, giả như không biết chính là một biểu hiện phân biệt giới tuyến với Vương Tử Quân, là một phương thức tự bảo vệ chính mình vào lúc này. Lữ Hâm Sâm hiểu tâm tư của Trương Hợp Tuân, đồng thời cực kỳ bội phục với phản ứng nhanh chóng của Trương Hợp Tuân. Đây là thời điểm cực kỳ mẫn cảm. Dù là gì cũng không thể phạm sai lầm, nếu làm như không biết gì và không quan tâm, như vậy là kế sách tốt nhất. Trong đầu Lữ Hâm Sâm liên tục có nhiều ý nghĩ, hắn trực tiếp đưa báo cáo vào trong một sấp văn kiện dày đặc trước mặt. Hắn rót cho mình một ly trà, ngồi lên ghế của mình, bắt đầu suy tính về những bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu có thẩm tra thì thành phố La Nam sẽ có biến hóa lớn, Lữ Hâm Sâm nhất định phải nắm chặt cơ hội trong sự biến hóa này. Hà Khởi Duệ cũng giống như Lữ Hâm Sâm, bây giờ đã là chủ tịch thành phố La Nam, đối phương sở dĩ được đề bạt vì là người đầu tiên tiến vào trong vòng tay của Vương Tử Quân. Nếu như mình có thể nắm bắt cơ hội, một vị trí phó bí thư thị ủy cũng không phải là vấn đề. Trong đầu chậm rãi nghĩ thông suốt, Lữ Hâm Sâm càng lúc càng nở nụ cười. Nhưng khi nghĩ đến Vương Tử Quân, hắn thầm thở dài một hơi. Tuy hắn và Vương Tử Quân có quan hệ bình thường, thế nhưng không thể không thừa nhận đó là một người có năng lực. Quá đáng tiếc. Nếu như không có việc gì khác thì mỗi ngày vào lúc 7 rưỡi thì Bí Thư Hào Nhất Phong sẽ đi đến phòng làm việc của mình. Những người quen thuộc với Bí Thư Nhất Phong đều biết nửa giờ sau khi lãnh đạo đi vào trong phòng làm việc chính là thời điểm căn bản không nên quấy rầy. Hào Nhất Phong sử dụng nửa giờ đầu tiên sau khi đi làm để tự suy nghĩ về nhiều vấn đề. Lão là Bí Thư Tỉnh ủy. Có quá nhiều chuyện yêu cầu lão phải quan tâm. Gần đây lão làm việc luôn luôn chú trọng công tác xem xét, thế nên cần có thời gian trải chuốt công tác của mình. Hào Nhất Phong viết ra 10 chữ trên giấy nháp, sau đó lão đứng lên khỏi ghế, cầm lấy chiếc bình tưới nước nhỏ đi đến bên cạnh chậu hoa. Nước đổ lên lá cây, nhìn qua thấy rất xanh tươi ướt át, nhưng Hào Nhất Phong tưới hoa có tâm tư không yên lòng, trong đầu nghĩ đến cuộc điện thoại đêm qua. Tối qua người gọi điện thoại đến là một vị bộ trưởng, tuy đối phương không quá quen thuộc với Hào Nhất Phong, thế nhưng ban ngành đối phương nắm trong tay lại căn bản là có thực quyền, không thể xem thường. Vị bộ trưởng kia nói chuyện cực kỳ hàm xúc, thế nhưng nội dung lời nói là thế nào thì Hào Nhất Phong hiểu rõ ràng. Tuy vị bộ trưởng đại nhân chỉ yêu cầu đồng chí Nhất Phong hỗ trợ một người, thế nhưng trước đó lại dùng hai chữ chúng ta. Hai chữ chúng ta không phải là một sai lầm trong cách dùng từ của vị bộ trưởng kia, mà cho thấy không phải là ý của một mình hắn. Hào Nhất Phong biết rất rõ, vị bộ trưởng kia nói không quá rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa bên trong đã mơ hồ di động, chỉ cần cẩn thận xem xét thì thấy rõ hương vị của nó là như thế nào. Lúc đó lão đã mở miệng cho qua, thế nhưng bây giờ lão nên chứng thực nó như thế nào đây? Chương 971 một nắm chắc phương hướng tạo nên xu thế mạnh mẽ. Phía dưới có hai người có khả năng, hơn nữa hai người kia căn bản là không phải thuộc về phía mình, điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy bức bối. Tuy nói lần này Hào Nhất Phong căn bản là không chen tay vào được, thế nhưng điều làm lão cảm thấy uất ức cũng không phải là phương diện này, mà là sự việc này căn bản không nằm trong tầm khống chế của lão. Các vị bí thư thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, đây thật sự là một cơ hội tốt để cho chính một vị bí thư tỉnh ủy có thể khẳng định quyền uy của mình. Nhưng Hào Nhất Phong lại cảm thấy mình căn bản là ngồi không ở sự kiện này. Hào Nhất Phong nhìn qua thì là người có quyền quyết định, hơn nữa lãnh đạo trung ương cũng cho lão tín nhiệm rất lớn. Nhưng lão biết rõ chỉ cần mình có biểu hiện vượt rào, như vậy sẽ tiếp nhận lấy đả kích từ tuyến trên. Nếu như bọn họ tình nguyện, sợ rằng sẽ có thể ép mình lăn qua lăn lại cả trăm lần. Từ khi nào Vương Tử Quân được bên trên coi trọng như vậy chứ?
Hào Nhất Phong thầm nói một câu bất mãn, đúng lúc này lão nghe thấy tiếng nước tí tách, thế là đưa mắt nhìn lại, phát hiện chậu hoa mình thích nhất đã bị tưới tràn trề. Trời, sao lại không chú ý như vậy? Hào Nhất Phong tranh thủ chọn phương pháp xử lý, thế nhưng đã rất chậm, nước đã chảy đầy xuống sàn. Nước cuốn theo đất chảy xuống sàn nhà, thế là sàn nhà biến thành màu vàng, điều này làm cho tâm tình của Hào Nhất Phong càng thêm không xong. Lão cố tình gọi điện thoại cho thư ký đến xử lý tình huống, thế nhưng thầm nghĩ không nên làm to chuyện, tự mình xử lý là được rồi. Sau khi làm xong công tác lau dọn, Hào Nhất Phong ngồi xuống bàn làm việc của mình, lão nhìn hai cái tên trên mặt bàn, thế là hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Phòng tổ chức vốn là một đơn vị nên nằm trong tầm khống chế của Hào Nhất Phong, thế nhưng đáng tiếc bây giờ người đứng đầu phòng tổ chức lại là người của Thạch Kiên Quân. Người phụ trách công tác tổ chức là Phó Bí Thư Đường Cảnh Ung, người này càng không phải đứng về một phía với mình. Mỗi lần nghĩ như vậy thì Hào Nhất Phong hầu như sinh ra cảm giác bị phỏng. Nhưng lần này Lữ Tiến Binh sẽ báo cáo với mình như thế nào? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Hào Nhất Phong nghĩ đến Lữ Tiến Binh mà gương mặt không khỏi biến thành màu đen. Lữ Tiến Binh là một cán bộ đến từ Ủy ban Cải cách Trung ương, có không ít người quen ở thủ đô, có lẽ lúc này cũng căn bản là không dễ chịu chút nào. Hào Nhất Phong nghĩ đến tình huống Lữ Tiến Binh chắc chắn đang bị đám người vây quanh tấn công mãnh liệt, thế là tâm tình của lão chuyển biến tốt hơn một chút. Nhưng lão lại thầm khinh bỉ suy nghĩ của mình, lão là bí thư tỉnh ủy, nếu cứ nghĩ mãi về những chuyện nhỏ nhặt thế này thì căn bản là không nên. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ truyền đến, Hào Nhất Phong có hơi nhíu mày, lão không thích có người quấy rầy mình vào lúc này. Khi lão có chút bất mãn với thư ký của mình, ánh mắt mơ hồ nhìn lên đồng hồ. 8 giờ 5 phút, xem ra thời gian trôi qua quá nhanh. Hào Nhất Phong thầm cảm khái một câu, sau đó trầm ngâm giây lát, cuối cùng lạnh giọng nói một câu mời vào. Thư ký Tiểu Lý nhanh chóng đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong, hắn cầm trong tay một phần văn kiện, nhanh chóng báo cáo những sắp xếp công tác hôm nay cho lãnh đạo của mình. Khi nào trưởng phòng Lữ đến? Hào Nhất Phong nghe xong thì khẽ hỏi. Vừa rồi trưởng phòng Lữ gọi điện thoại đến, nói là 10 phút sau sẽ đến. Tiểu Lý thầm lau mồ hôi rồi khẽ nói. Hào Nhất Phong không nói gì thêm, lão vùi đầu xem văn kiện. Tiểu Lý thở dài một hơi, hắn khẽ rời khỏi phòng làm việc của bí thư Nhất Phong. 10 phút sau trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lữ Tiến Binh đi đến phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Lữ Tiến Binh là một vị trưởng phòng tổ chức theo sát tiến độ của Chủ tịch Thạch Kiên Quân, điều này làm cho Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Tiến Binh thì Hào Nhất Phong lộ ra nụ cười bình dị gần gũi. Sau khi mời Lữ Tiến Binh đi đến ngồi xuống đối diện bàn làm việc, Hào Nhất Phong chợt cười nói. Trưởng phòng Tiến Binh, anh cũng nên đưa em dâu đến đây là hơn. Đến độ tuổi của chúng ta, nếu cứ tiếp tục làm đàn ông độc thân thì thật sự không khác gì đang chịu tội. Trên mặt Lữ Tiến Binh lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn chợt dùng giọng ảo não nói. Bí thư Nhất Phong, vẫn là ngài hiểu tôi, tất nhiên tôi đã sớm có ý nghĩ muốn điều cô ấy đến, thế nhưng cô ấy căn bản chỉ quan tâm đến cháu nội, vứt tôi sang một bên, tôi cũng không có biện pháp nào cả. Ha ha, nếu không thì tôi sẽ làm công tác tư tưởng đưa cả bà và cháu đến Sơn Nam. Tuy tỉnh Sơn Nam chúng ta không bằng thủ đô, thế nhưng phương diện cuộc sống cũng là rất tốt. Hào Nhất Phong nói rồi ném cho Lữ Tiến Binh một điếu thuốc. Lữ Tiến Binh hút thuốc cũng không phải quá nhiều, hắn cầm lấy thuốc không hút, lại cười nói. Bí thư Nhất Phong, trước đây ít năm tôi hút thuốc rất nhiều, nhưng sau khi nhận lấy lệnh giới nghiêm, tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng. Ôi, anh nói tôi nghe xem, nếu như thật sự có tác dụng, như vậy sẽ phổ biến rộng trong ban ngành, sẽ tiêu diệt những kẻ nghiện thuốc đang phát triển quá mạnh. Hào Nhất Phong đang định đốt thuốc, sau khi nghe Lữ Tiến Binh nói như vậy thì không khỏi có chút hứng thú. Phương pháp này tôi lấy được khi công tác ở tỉnh Thanh Hải, khi hút thuốc thì đặt vào trong tay, chỉ nhìn mà không hút, như vậy sẽ nhịn được một chút. Sau đó không nhịn được thì lấy ra ngửi mùi thuốc, sẽ kéo dài được chút thời gian, cuối cùng nếu thật sự không nhịn được thì mới hút. Lữ Tiến Binh nói xong thì nở nụ cười tự chế giễu, sau đó thẹn thùng nói. Phương pháp này thực tế cũng chỉ là kéo dài thời gian, nhưng thời gian càng dài thì hút thuốc sẽ ít đi. Kéo dài thời gian, Hào Nhất Phong nhìn gương mặt của Lữ Tiến Binh,
thế là hai mắt chợt xoay chuyển, trong miệng cười nói. À, biện pháp là rất tốt, đáng giá mở rộng. Hai người nói đùa vài câu, sau đó Hào Nhất Phong chợt thay đổi chủ đề. Trưởng phòng tiến binh, các anh có nhân tuyển gì cho chỉ thị đẩy bí thư thị ủy Tiến vào thường ủy tỉnh ủy? Vẻ mặt Lữ Tiến binh chợt trở nên ngưng trọng, hắn ngồi đoan chính trước bàn làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, sau đó trầm giọng nói. Phòng tổ chức chúng tôi đã tổ chức họp bàn với sự kiện này, sau đó tiến hành nghiên cứu. Dựa theo tinh thần chỉ thị của Trung ương, chúng tôi cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân của thành phố La Nam và đồng chí Nguyễn Trấn Nhạc của thành phố Đông Bộ là phù hợp với tinh thần văn kiện nhất. Lữ Tiến binh trả lời không vượt ra ngoài dự đoán của Hào Nhất Phong, Lữ Tiến binh đã nói ra hai nhân tuyển là Vương Tử Quân và Nguyễn Trấn Nhạc. Xem ra sự kiện này Lữ Tiến binh cưỡi ngựa nhẹ đi đường quen, cực kỳ lão luyện. Nhưng chỉ cần nhìn vào cách sắp xếp khi nói ra danh sách nhân tuyển là biết ngay Lữ Tiến binh đang nghiêng về phía giúp đỡ cho Vương Tử Quân. Chương 971-2, nắm chắc phương hướng tạo nên xu thế mạnh mẽ. Hào Nhất Phong sờ lên đầu, lão chợt khẽ nói. Hai đồng chí này là rất tốt, hơn nữa công tác hai năm qua đã biết rõ tròn méo. Vấn đề là phương diện tiến vào thường ủy tỉnh ủy căn bản làm cho người ta cảm thấy khó thể phân định, khó thể nói là lấy hay bỏ. Lữ Tiến binh nghe lời nói của Hào Nhất Phong mà không nói tiếp, hắn dù đã có lựa chọn một trong hai nhân tuyển của mình, thế nhưng hắn căn bản không thể bày tỏ thái độ trước mặt bí thư Nhất Phong cho được. Nhưng Hào Nhất Phong cũng không buông tha cho Lữ Tiến binh, lão cầm bật lửa đốt thuốc hít một hơi, sau đó nói. Cho dù khó lựa chọn thì chúng ta vẫn phải chọn ra một trong số hai vị đồng chí này. Trưởng phòng tiến binh, anh cảm thấy lựa chọn ai thì tốt nhất? Dựa theo tinh thần văn kiện của thượng cấp thì phải chọn ra người ưu tú nhất. Lữ Tiến binh trả lời không chút do dự, nói năng cực kỳ khí phách, thế nhưng câu trả lời lại căn bản là không quá rõ ràng. Hào Nhất Phong cười cười, tâm tình muốn tham khảo Lữ Tiến binh đã biến mất không còn chút nào, thế nên cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ dù là mình nói thế nào cũng vô dụng. Trưởng phòng Lữ Tiến binh sẽ căn bản không bao giờ biểu hiện thái độ của mình. Nếu một khi có quyết định mở hội nghị thường ủy, như vậy đối phương mới chịu để lộ thái độ. Không phải là người của mình, căn bản là không dễ sử dụng. Hào Nhất Phong đã sớm có ý nghĩ chuyển rời vị trí của Lữ Tiến binh, bây giờ đối thoại với Lữ Tiến binh một phen, càng cảm thấy ý nghĩ này cực kỳ bức thiết, càng mạnh mẽ. Lão cười cười nói với Lữ Tiến binh. Vậy thì chúng ta nghiêm khắc chứng thực tinh thần văn kiện của lãnh đạo, đợi đến khi mở hội nghị thường ủy thì trưng cầu ý kiến các đồng chí khác. Sau khi nói về vài sự kiện khác, Lữ Tiến binh rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn văn kiện mà Lữ Tiến binh để lại, thế là trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Trưởng Ban Dương còn chưa có chỉ thị gì với sự kiện này, chính mình nên xử lý hai người bọn họ ra sao? Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, Hào Nhất Phong thu lại những ý nghĩ trong lòng, lúc này mới trầm giọng nói. Vào đi. Người đi vào là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ, lúc này trên mặt thư ký trưởng Quan có chút hưng phấn. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của bí thư Nhất Phong, hắn không nhịn được dùng giọng hưng phấn nói. Bí thư Nhất Phong, có một tin tức tốt. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt của Quan Vĩnh Hạ mà chợt sững sờ. Lão biết rõ tính cách của Quan Vĩnh Hạ, nếu đối phương vui vẻ như vậy, tin tức sẽ không phải quá đơn giản. Là việc gì? Hào Nhất Phong áp chế cảm giác xúc động của mình, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Nhất Phong, ngài xem đây là cái gì? Quan Vĩnh Hạ nói rồi đặt một phần văn kiện mới được in ra lên bàn làm việc của Hào Nhất Phong. Vẻ mặt Hào Nhất Phong liên tục biến đổi, lão lật qua lật lại văn kiện, tốc độ thật sự rất nhanh. Quan Vĩnh Hạ luôn quan sát vẻ mặt của bí thư Nhất Phong, khi thấy bí thư cực kỳ chú tâm thì cảm thấy lần này mình xem như thành công. Dù Vương Tử Quân và Nguyễn Trấn Nhạc căn bản không phải là nhân tuyển tốt và đặc biệt không phải là người của Hào Nhất Phong, nhưng nếu so với Vương Tử Quân, Hào Nhất Phong vẫn có chút hảo cảm với Nguyễn Trấn Nhạc. Dù sao Vương Tử Quân cũng là người liên tục khiêu chiến với uy quyền của bí thư Hào Nhất Phong trong tỉnh Sơn Nam. Cũng là vì Vương Tử Quân mà đám thường ủy vốn vây quanh bí thư Nhất Phong đã mất đoàn kết chia ra làm ba phần. Dù Hào Nhất Phong là người có lòng dạ rộng lớn thì cũng làm sao có thể tha thứ cho một hạng người kiêu ngạo không tuân theo chỉ thị như vậy được. Nếu như tất cả là sự thật,
như vậy sẽ là một tình huống rút củ cải kéo theo cả bùn đất với Vương Tử Quân, xem như gặp tai ương ngay tại vị trí bí thư thị ủy. Vĩnh Hạ, thứ này lấy ở đâu ra? Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi mới trầm giọng hỏi quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ bây giờ cũng nghĩ đến thái độ của bí thư Hào Nhất Phong với sự việc này, hắn chợt không kịp phản ứng. Nhưng hắn là người đi theo bí thư Hào Nhất Phong nhiều năm, hắn chỉ ngây người rồi trầm giọng nói. Bí thư Nhất Phong, chính là các đồng chí văn phòng tỉnh ủy lấy được từ trên INT. Những lời kia căn bản là bình luận trên INT, tôi đã xem xét qua, chúng rất bất lợi cho hình tượng của tỉnh Sơn Nam. Vì sợ công tác của lãnh đạo tỉnh ủy sẽ rơi vào thế bị động, thế cho nên tôi mới cho người in ra và đưa đến đây. Quan Vĩnh Hạ trả lời làm cho Hào Nhất Phong cực kỳ hài lòng, tuy là hoạt động không hay nhưng có ý toàn cục, những câu nói đầy ý nghĩa của Quan Vĩnh Hạ thật sự là rất tuyệt. Hào Nhất Phong cười nói với Quan Vĩnh Hạ. Vĩnh Hạ, tính mẫn cảm chính trị của anh rất mạnh, thứ này rất tốt. Quan Vĩnh Hạ vốn tưởng rằng Hào Nhất Phong sẽ có sắp xếp cho mình, nhưng sau khi nói một câu thì căn bản không nói gì thêm. Quan Vĩnh Hạ nhìn gương mặt tiếp tục trở nên âm trầm của bí thư Hào Nhất Phong. Hắn vốn có lời để nói nhưng lại chỉ có thể thầm nuốt xuống bụng. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, lúc này bí thư Nhất Phong giống như đang chuẩn bị cho ra một hành động lớn gì đó. Thanh niên bây giờ ra tay thật sự vừa hung ác vừa chuẩn, căn bản là không đổ máu không chịu bỏ qua. 2 phút sau Hào Nhất Phong ngẩng đầu lên, lão dùng giọng có vài phần cảm khái, cũng giống như đang nói với Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ hiểu thanh niên bây giờ trong lời nói của bí thư Hào Nhất Phong là ai. Thật ra sau khi nhìn xu thế mạnh mẽ trên INT, khi thấy quần chúng nhân dân kích động vì tham quan, Quan Vĩnh Hạ đã nghĩ đến một người, chính là viên cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi của thành phố Đông Bộ. Người đứng phía sau đâm cho Vương Tử Quân một đao chí mạng chỉ có thể là Nguyễn Chấn Nhạc mà thôi. Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ, biết đâu không phải chỉ là đối với Vương Tử Quân. Dù là bất kỳ kẻ nào đối mặt với tình huống hủy diệt như vậy cũng cảm thấy cực kỳ kinh hồn sợ hãi. Quan Vĩnh Hạ cũng rất tán thành những lời cảm khái của bí thư Hào Nhất Phong, một đao chém xuống sẽ thấy máu. Lần này Nguyễn Chấn Nhạc công kích Vương Tử Quân không chỉ muốn giành vị trí, còn muốn trực tiếp đánh cho Vương Tử Quân rơi vào 9 tầng địa ngục. Bí thư Hào, chúng ta không phải. Quan Vĩnh Hạ cũng không nói hết lời, hắn tin Hào Nhất Phong sẽ hiểu ý của mình. Hào Nhất Phong khoát tay áo nói. Chờ chút. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt càng thêm nghiêm túc của Hào Nhất Phong, lại nhìn bộ dạng trầm ngâm không nói của Hào Nhất Phong, hắn đã hiểu tâm ý của Hào Nhất Phong. Bất cứ chuyện gì cũng phải làm theo quy củ. Hào Nhất Phong nói xong những lời này thì ném tờ giấy trong tay xuống đống văn kiện trước mặt. Làm theo quy củ. Quan Vĩnh Hạ nghe 4 chữ được nói ra từ miệng lãnh đạo, càng nghĩ càng thấy có hương vị. Lúc này Hào Nhất Phong tuy rất muốn trực tiếp nắm bắt Vương Tử Quân, thế nhưng sau lưng Vương Tử Quân có người trợ giúp, vì thế nên áp dụng phương án lấy tính chế động, cứ dựa theo quy củ. Như vậy chẳng những đạt được mục đích, thậm chí còn làm cho chính mình không bị dính bùn. Bí thư Hào, tôi biết nên làm gì. Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, giống như chưa từng có sự việc gì phát sinh, nhưng khi hắn đi lại, cả tòa nhà văn phòng tỉnh ủy giống như được bao bọc trong bầu không khí đặc biệt. Hào Nhất Phong chậm rãi thưởng thức ly trà ngon. Vừa rồi lão còn cảm thấy lao lực quá độ, bây giờ báo cáo của Quan Vĩnh Hạ làm cho lão sinh ra hy vọng, thầm nghĩ cứ để cho đám người kia quấn lấy nhau thôi. Chương 972, Sóng Gió. Thạch Kiên Quân nhìn tấm ảnh bằng ánh mắt lấp lánh, những ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu. Lúc đầu tiên mới nhìn vào người trong tấm ảnh thì hắn nhận ra ngay đó là Vương Tử Quân, chiếc đồng hồ kia là Patek Philippe. Hắn đã lên mạng xem xét, đã thấy được cái giá làm cho người ta khó thể hít thở, thế là không tin đó là sự thật. Còn không phải sao, trong ký ức của Thạch Kiên Quân thì đã gặp chiếc đồng hồ kia, hơn nữa nó được đeo trên cổ tay của Vương Tử Quân. Nhiều người chú ý thì sự kiện xem như đã bùng phát. Dù là Thạch Kiên Quân cũng không thể áp chế sự việc này xuống. Lúc này Vương Tử Quân ở giữa vòng xoáy, chỉ sợ sẽ. Thạch Kiên Quân nghĩ đến đây mà không khỏi muốn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nhưng cuối cùng thì hắn vươn tay ra và co lại. Thanh niên đắc chí, thật sự không phải là chuyện gì tốt. Thạch Kiên Quân nhìn bộ dạng tràn đầy tinh thần của người thanh niên trong tấm ảnh, thế là trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy.
Nếu như không phải mang chiếc đồng hồ tiền triệu đi rêu rao khắp nơi, chỉ sợ con đường phát triển trong tương lai sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy tranh chấp vị trí thường ủy tỉnh ủy lần này với đối thủ là Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng Thạch Kiên Quân vẫn cảm thấy cơ hội thắng của Vương Tử Quân là rất lớn. Nhưng bây giờ tình hình biến đổi đột ngột, tất cả đã giống như hóa thành bọt nước. Chính mình nên tỏ thái độ thế nào? Thạch Kiên Quân có chút do dự, sau đó hắn gọi điện thoại cho Lữ Tiến Binh. Chào ngài, Chủ tịch Thạch, tôi là thư ký Tiểu Ngô của trưởng phòng Lữ. Trưởng phòng Lữ đã đi đến báo cáo công tác với bí thư Nhất Phong, bây giờ còn chưa về. Người đàn ông ở đầu dây bên kia mở miệng báo cáo thân phận, sau đó dùng giọng cung kính nói với Thạch Kiên Quân. Đi đến chỗ Hào Nhất Phong, Thạch Kiên Quân không khỏi chau mày, nhưng hắn không thể biểu hiện cảm giác không thoải mái của mình. Hắn dặn dò để cho Tiểu Ngô nói với Lữ Tiến Binh, để trưởng phòng Lữ đến phòng làm việc của mình một chuyến. Thạch Kiên Quân đốt điếu thuốc và tâm tư khẽ xoay chuyển, lần này là tranh chấp giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc với vị trí thường ủy tỉnh ủy, cuối cùng hắn chọn lựa Vương Tử Quân. Hắn nghĩ rằng chỉ khi nào hợp tác với Vương Tử Quân thì mình mới có được lợi ích tốt nhất ở tỉnh Sơn Nam, không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một sự kiện không hay vào đúng thời điểm thế này. Tin tức được xào nóng trên Inter, nếu không có người thao tác sau lưng thì căn bản là không thể nào. Vào thời điểm này thì người cho ra một kích chí mạng với Vương Tử Quân chỉ là Nguyễn Chấn Nhạc. Không hổ danh là người được các lão gia tử chọn chúng, người này ra tay thật sự không phải hung ác như thường. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lữ Tiến Binh đi đến phòng làm việc của Thạch Kiên Quân. Với quan hệ giữa hắn và Thạch Kiên Quân thì đến nơi này khá tùy ý, nhưng hắn lại luôn đắn đo rất đúng mực. Chủ tịch Thạch, nghe nói ngài rất tinh thông phương diện máy tính, tôi thì căn bản không là gì, ngoài phương diện xem tin tức thì căn bản chẳng biết gì cả. Lữ Tiến Binh ngồi xuống đối diện với Thạch Kiên Quân, dùng giọng đùa giỡn nói. Thạch Kiên Quân ném cho Lữ Tiến Binh một điếu thuốc, sau đó trầm giọng nói. Anh đã gặp Bí thư Nhất Phong rồi sao? À, tôi đã tiến hành báo cáo với Bí thư Nhất Phong về phương án chọn người của phòng tổ chức. Lữ Tiến Binh nói. Hắn cảm thấy gương mặt Thạch Kiên Quân có hơi lạ, thế là dùng giọng hoài nghi hỏi. Chủ tịch Thạch, có chuyện gì sao? Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu, sau đó xoay màn hình máy tính sang nói. Anh đến xem đi. Lữ Tiến Binh nhìn bài viết nóng nảy trên mạng, vẻ mặt càng thêm khó nhìn. Nhưng sự việc phát triển đến tình trạng này, Lữ Tiến Binh cũng là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, hắn xem xong thì hiểu ngay sự việc đã rất lớn. Nếu như đó là thật, như vậy Vương Tử Quân sẽ xong đời. Lúc này Lữ Tiến Binh và Thạch Kiên Quân đang cố gắng liên thủ thúc đẩy cho Vương Tử Quân tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy, nhưng sự việc này lại xảy ra, liệu hắn có bị liên lụy vào bên trong hay không? Còn nữa, dưới tình huống này, phía mình nên làm gì đây? Một loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu của Lữ Tiến Binh, cuối cùng hắn đưa mắt nhìn Thạch Kiên Quân, chờ đợi những sắp xếp của Chủ tịch Thạch. Thạch Kiên Quân hít vào một hơi, loại chuyện này xảy ra làm hắn cảm thấy rất khó xử. Tuy trên Inter đã nói quá rõ ràng, thế nhưng bây giờ sự việc mới chỉ là bắt đầu, sau đó tiến hành điều tra mới thật sự là thật. Chờ thôi. Thạch Kiên Quân cuối cùng dúi điếu thuốc trong tay vào trong gạt tàn, sau đó cho ra quyết định, đó chính là chờ đợi, cũng không nhúng tay vào mà chỉ xem kết quả. Lữ Tiến Binh đã nghĩ qua đủ mọi phương pháp. Thế nhưng rõ ràng cách xử lý của Thạch Kiên Quân là cực kỳ phù hợp với bọn họ vào lúc này. Nhưng nếu không có được sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân, chỉ sợ khoảng thời gian sau đó của Vương Tử Quân sẽ càng thêm khổ sở. Lữ Tiến Binh nghĩ đến vị bí thư thị ủy trẻ tuổi của thành phố La Nam, hắn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Tuy hắn đến tỉnh Sơn Nam chưa lâu nhưng lại hiểu rất rõ về thành phố La Nam, biết rõ đó là một thành phố cực kỳ lạc hậu nhưng phát triển đến mức độ này. Đó là sự kiện căn bản không dễ dàng gì. Thành tích quá rõ ràng của thành phố La Nam càng xuất phát từ chính bí thư Vương Tử Quân. Một người có khả năng, có thể làm việc, có thể đảm đương như Vương Tử Quân sẽ phạm vào sai lầm như vậy sao? Khi Lữ Tiến Binh đang trầm ngâm thì trên trang web bắt đầu có một hình ảnh mới, tấm hình này căn bản không được xử lý, nó giống như tấm ảnh đã được xử lý trước kia, nhưng gương mặt người đàn ông trong hình đã quá rõ ràng, bí thư thị ủy La Nam. Vương Tử Quân. Sau khi có tấm ảnh rõ ràng về Vương Tử Quân, lại có thêm nhiều tấm ảnh khác, nhưng tất cả là ảnh chụp Vương Tử Quân tham gia các hoạt động.
có tấm Vương Tử Quân đang phát biểu, có tấm đang đi xúc tiến giai đoạn 2 của khu du lịch Cô Yên Sơn. Từng tấm ảnh được đưa lên trang web, hầu như đã là câu trả lời rõ ràng cho suy đoán của mọi người. Đúng là dạng chó hình người, thật sự là đại tham quan. Hừ, còn trẻ như vậy đã là bí thư thị ủy, không tham ô là không thể nào. Tham tiền mới có thể chạy quan, trở thành quan mới có tiền, đây là vòng tuần hoàn ác tính. Đủ mọi lời bình luận liên tục xuất hiện, điều này không khỏi làm cho Lữ Tiến Minh đổ mồ hôi hột. Dưới tình huống bị nhân dân oanh tạc, chuyện này dù có người đứng ra áp chế cũng không xong. Vương Tử Quân đã làm nhiều chuyện tốt cho thành phố La Nam, đây là có người cố ý hãm hại, các người nếu không tin thì đến thành phố La Nam xem đã biến đổi như thế nào rồi. Lúc này Lữ Tiến Minh chợt thấy được một lời bình luận có lợi cho Vương Tử Quân, nhưng ngay sau đó đã bị bao phủ bởi những bài bình luận mắng chửi của những người còn lại. Chương 973, một tin đồn là cỏ trong kẽ đá. Khi nhóm người Kim Điền Lạc rời khỏi phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân đã cơ bản có phương án đối phó với sự kiện lần này. Tuy hắn biết Nguyễn Chấn Nhạc sẽ ra tay với mình, nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay dựa vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Là một chiếc đồng hồ tiền triệu. Khi nhìn vào những bài viết kia thì Vương Tử Quân thật sự rất sợ hãi, thế nhưng hắn không sợ nó mang lại ảnh hưởng với mình, chỉ sợ xu thế to lớn của sự kiện này mang đến. Lúc trước khi Mạc Tiểu Bắc tặng cho Vương Tử Quân chiếc điện thoại, hắn nghĩ rằng chiếc điện thoại này rất đẹp, cũng không ngờ nó có giá trị cao như vậy. Kiếp trước kiếp này hắn căn bản không hiểu nhiều về những sản phẩm xa xỉ, vì vậy căn bản là không có nhiều kinh nghiệm để phân biệt. Nếu như hắn biết chiếc đồng hồ này đáng giá như vậy, hắn sẽ không đeo nó đi rêu rao khắp nơi. Điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui mừng chính là lúc này ngôn ngữ trên Internet còn chưa thịnh hành, ít nhất đến bây giờ còn chưa có những ngôn từ dành riêng cho tham quan. Vì nguồn gốc của chiếc đồng hồ này không có vấn đề, thế cho nên Vương Tử Quân căn bản là không quá bối rối. Lúc này hắn không cần phải ứng phó với những cơn gió đang xảy ra trên mạng, chủ yếu là phải tiếp đón những con sóng dữ về sau này. Đáng chết sẽ chết, đáng sống sẽ sống, nếu anh đã có tâm tư như vậy, thế thì chúng ta cùng thử sức. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, hắn chuẩn bị gọi đi, đúng lúc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn vang lên. Tử Quân, bên kia có chuyện gì xảy ra? Người gọi điện thoại đến là Vương Quang Vinh, lúc này lão ở bên kia cực kỳ lo lắng. Dù Vương Quang Vinh thật sự rất yên tâm về con của mình, thậm chí vài sự việc xảy ra còn trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, nhưng bây giờ lão thật sự có chút luống cuống. Dù biết con mình làm ra không ít tiền, nguồn gốc cũng hợp pháp, thế nhưng sự việc được người ta làm loạn thì cũng không có lợi với con đường phát triển trong tương lai của Vương Tử Quân. Vì vậy sau khi biết tin thì Vương Quang Vinh gọi điện thoại cho con trai, muốn nghe Vương Tử Quân giải thích. Vương Tử Quân nghe được những lời quan tâm của Vương Quang Vinh, thế là trong lòng bùng lên dòng nước tình cảm ấm áp. Đúng là người thân, cắt đứt xương nối gân, vừa rồi có bao nhiêu người chạy đến phòng làm việc của hắn, vì bọn họ là người cùng chung chiến tuyến, bọn họ không hy vọng hắn gặp chuyện không may, nhưng bố hắn thì khác, đây là người thật sự lo lắng cho hắn. Bố, không có việc gì. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng thoải mái nói. Nói như vậy là có người vu hãm con. Nếu thật sự là như thế, bố sẽ cho người điều tra, ông sẽ không tha cho kẻ nào dám mở miệng nói bậy bạ. Vương Tử Quân nghe thấy một người cha với xuất thân giảng viên đại học nói ra những lời như vậy, thế là cảm thấy rất bất ngờ, thật sự có chút bất ngờ. Vương Tử Quân tranh thủ thời gian an ủi bố mình. Người ta cũng không phải là hãm hại, thật sự con có đeo một chiếc đồng hồ như vậy, là Tiểu Bắc tặng cho con. Ôi, tiểu tử ngốc này! Sao con có thể đeo thứ đắt đỏ như vậy được? Vương Quang Vinh hiểu rõ ra thế của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng lão vẫn không khỏi dùng giọng căm tức mắng. Lúc này điều quan trọng nhất với Vương Tử Quân chính là ổn định vững vàng vượt qua thời điểm quá độ. Nhiều khi lãnh đạo thượng cấp lựa chọn cán bộ cũng không phải nhìn xem anh có bao nhiêu danh tiếng, mà nhìn xem anh có ổn định hay không. Càng là cán bộ cấp cao thì càng phải ổn định, nó là một phương diện được chú trọng cao độ. Trước mặt người khác thì Vương Tử Quân có thể mở miệng từ chối, thế nhưng trước mặt bố mình là Vương Quang Vinh, hắn cũng không thể che giấu mà nở nụ cười tự giễu nói. Bố, con cũng không biết điều này. Con trai, mang loại trừ những ảnh hưởng mặt trái.
Bố cảm thấy con nên nói rõ ràng với tổ chức về vấn đề này, hoàn toàn có thể chào hỏi trang web của bộ tuyên truyền, những chuyện này không thể cho nó tiếp tục lan tràn. Vương Quang Vinh đã yên tâm hơn rất nhiều, lão lên tiếng dặn dò con trai. Vương Tử Quân không hy vọng bố mình lo lắng về chuyện này, thế là dùng giọng điềm nhiên như không để an ủi. Bố, ngài đừng lo lắng, đó là chiếc điện thoại mà Tiểu Bắc tặng con khi kết hôn, tổ chức không can thiệp được. Nói ra thì việc này ngài cũng có sai sót, nếu như hồi nhỏ ngài cho con sống qua cuộc sống xa hoa, con cũng không đến mức đeo chiếc điện thoại tiền triệu mà căn bản không biết gì. Cậu tạm thời đừng nói những lời đùa giỡn như vậy, tôi thế nào cho cậu tiếp xúc với cuộc sống đó được, bố của cậu cũng là lần đầu tiên nghe nói có một chiếc đồng hồ giá cả triệu bạc. Vương Quang Vinh lúc này đã có tâm tình tốt hơn, lão cười mắng Vương Tử Quân một tiếng. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà nụ cười trên mặt biến mất không ít, nếu như dựa theo cách nói của bố mình, phương án đã quá rõ ràng. Hắn nên tìm bộ tuyên truyền để xóa đi những bài viết kia, là kế rút củi đáy nồi, nhưng như vậy thì bùn đất vẫn phải giữ lại trên người. Vương Tử Quân có kinh nghiệm sống hai đời, hắn biết rõ Inte là thứ gì. Lúc này những tin đồn trên mạng giống như cỏ trong khe đá, anh càng muốn che giấu nó càng mọc ra từ những ngõ ngách khó ngờ. Nếu như Vương Tử Quân muốn che chắn nó lại, sau này sẽ là một bất lợi rất lớn cho phát triển tương lai. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn, tiến thêm một bước hoàn thiện kế hoạch của mình. Nếu đối phương đã làm cho sự việc bây giờ đến mức độ không thể nào thu thập được, điều mình cần làm chính là dựa đà phát triển, nghĩ biện pháp biến chuyện xấu thành tốt. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân bị cắt đứt dòng suy tư nên có chút căm tức. Hắn miễn cưỡng nhìn qua con số trên màn hình điện thoại, sau đó gương mặt chợt tươi sáng. Tử Quân, chuyện cái đồng hồ. Mạc Tiểu Bắc còn chưa nói dứt lời thì đã khóc nghẹn ngào. Vương Tử Quân biết Mạc Tiểu Bắc nhiều năm, hắn vẫn cảm thấy mình là người hiểu rõ về vợ. Rất nhiều sự việc Mạc Tiểu Bắc tỏ ra lãnh đạm, thế nhưng căn bản lại có thể vì một việc nhỏ mà khóc như mưa. Mạc Tiểu Bắc vừa vặn nghe được tin tức bất lợi cho chồng trên Inte, thế là nàng hầu như choáng váng, mãi đứng yên như tượng giống như trời sập xuống đầu. Khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng vì Vương Tử Quân đang tranh chấp một vị trí thường ủy tỉnh ủy, điều này nàng biết rất rõ, dù nàng không tham dự nhưng vẫn luôn trông ngóng Vương Tử Quân có thể đạt được ước nguyện. Nhưng vì một chiếc đồng hồ có giá trị mà hầu như biến thành con sóng dữ muốn cuốn trôi tất cả, điều này hầu như là cực kỳ khó chịu. Mạc Tiểu Bắc tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nàng biết người đàn ông của mình sẽ căn bản không bị xử song quy, thế nhưng nhìn vào lời lẽ của người ngoài mà không khỏi khóc giống lên. Khoảnh khắc này nàng chợt hiểu Vương Tử Quân đã là một bộ phận không thể tách rời của mình, giống như Tiểu Bảo Nhi con trai của nàng vậy, nàng là một người làm mẹ, nàng cũng giống như tất cả những người mẹ trên thiên hạ, nàng luôn cẩn thận sủng nịnh con trai bảo bối nhà mình. Chương 973, hai tin đồn là cỏ trong kẽ đá. Khi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc khóc như mưa giống như một đứa bé bị người ta lấy mất món đồ chơi mà mình yêu thích. Sau khi khóc đủ rồi thì nàng mới hỏi Vương Tử Quân. Chồng, chúng ta có nên mua vài chai rượu cho lãnh đạo hay không? Hoặc là mua vài cây thuốc, anh nói đi em sẽ mua, em không hiểu, thật sự không hiểu về phương diện này. Mạc Tiểu Bắc thật sự không hiểu, nàng là một người xuất thân gia đình danh môn và có bối cảnh, lại là đệ nhất phu nhân thành phố La Nam, nàng căn bản chưa từng phải chuẩn bị quà lễ cho bất kỳ người nào ở La Nam. Không có gì đâu, vợ, em đừng lo lắng. Vương Tử Quân vội vàng an ủi Mạc Tiểu Bắc. Vợ, đồng hồ là em đường đường chính chính mua cho anh có gì mà phải hổ thẹn chứ? Đừng nói là bọn họ nói trên Inte, dù là ban ngành kiểm tra kỷ luật đến đây. Anh cũng là người đứng thẳng, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ đến gõ cửa. Nhưng sự việc sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh. Mạc Tiểu Bắc dù không quan tâm đến phương diện chính mình thăng chức, thế nhưng nàng dù sao cũng có xuất thân thế gia, thế cho nên biết nhiều hơn phụ nữ bình thường. Nàng biết rõ ràng sự việc lần này căn bản sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến Vương Tử Quân. Có gì mà không tốt chứ? Biết đâu sẽ là chuyện tốt, cứ để cho bọn họ tuyên truyền. Đến khi Ủy ban kỷ luật công bố kết quả điều tra, để cho bọn họ tha hồ mà hâm mộ, ai bảo anh cưới được một người vợ tốt. Vương Tử Quân cười hì hì nói lời trêu đùa với Mạc Tiểu Bắc.
Tâm tình nặng nề của Mạc Tiểu Bắc giảm đi vài phần, nàng ở nhà lên Inte và biết về sự kiện này. Sau khi nhìn những lời bình luận như sóng dữ, nàng cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc này. Sau khi tự trách mình thì Mạc Tiểu Bắc nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, dù nàng thật sự rất bàng hoàng nhưng sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân thì dần khôi phục lại như thường. Tử Quân, nếu không em sẽ hack trang web kia nhé. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Mạc Tiểu Bắc khẽ mở lời đề nghị. Khi thời gian trôi qua thì Vương Tử Quân đã biết rõ kỹ thuật về máy tính của Mạc Tiểu Bắc đã đạt đến trình độ thế nào, nhưng sau đó lại càng không rõ ràng. Nhưng hắn tin với trình độ của nàng, hack một trang web cũng không là vấn đề. Vợ, thôi đi, bây giờ cũng không phải chỉ một trang web có thông tin như vậy. Vương Tử Quân nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn phải cố gắng áp chế cảm giác sảng khoái trong lòng. Đừng lo, chúng ta rất mạnh, dù ai có thông tin cũng có thể hack sạch. Tuy cách xa vài km nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như ác ma của Mạc Tiểu Bắc, xem ra vợ mình thật sự quá mạnh mẽ. Không cần, chồng của em có biện pháp riêng, cứ để cho bọn họ nói mỏi miệng. Hi hi, đến lúc đó để cho bọn họ biết có một vài sự kiện rõ ràng là lấy đá đập chân mình. Vương Tử Quân vội vàng bỏ đi ý nghĩ điên cuồng của Mạc Tiểu Bắc. Lại dùng giọng trấn an nói. Sau khi nói vài câu với Mạc Tiểu Bắc, để nàng từ bỏ ý định hack các trang web, sau đó hắn mới cúp điện thoại. Nhà có vợ hung hãn, Vương Tử Quân nghĩ đến những lời nói nghiến răng nghiến lợi của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi nở nụ cười. Lúc này chút cảm giác mất hứng vì sự việc đang diễn ra cũng đã tan biến sạch sẽ. Nhưng khi Vương Tử Quân nhắc đến người vợ hung hãn của mình, hắn chợt phát hiện đó chỉ là bắt đầu. Hắn vừa buông điện thoại thì chuông lại vang lên. Là Tần Hồng Cẩm, Vương Tử Quân nhìn dãy số điện thoại gọi đến, sau đó hắn nghe máy. Tử Quân, có thể nói chuyện không? Tần Hồng Cẩm vừa nối thông điện thoại thì đã dùng giọng dồn dập nói. Tuy cách xa ngàn núi vạn sông nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được hơi thở hổn hển của Tần Hồng Cẩm. Không có gì. Vương Tử Quân cười nói. Em phải tin tưởng vào anh giống như tin chính mình. Anh có biện pháp xử lý tốt tất cả. À, em đã phái người thu mua trang web này, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tần Hồng Cẩm giống như khôi phục bản sắc của một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng có chút bình tĩnh, sau đó nghiêm mặt nói với Vương Tử Quân. Thu mua trang web. Vương Tử Quân có chút ngây người, hành động như vậy hình như có gì đó quá lớn thì phải. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Không cần. Bây giờ cũng không phải chỉ một trang web làm như vậy. Không có gì, bây giờ em đang cho người đàm phán với những trang web kia, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tần Hồng Cẩm nói bằng giọng điệu cực kỳ tự tin, tất nhiên nguyên nhân của nó chính là thực lực hung hãn của tập đoàn Quân Thành vào lúc này. Đồng thời em cũng đã nghĩ kỹ, cái đồng hồ nói là em đưa cho lão gia tử, mà lão gia tử lại giao lại cho anh, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Tần Hồng Cẩm không chờ Vương Tử Quân mở miệng mà tiếp tục nói. Với lực ảnh hưởng của Tần Hồng Cẩm vào lúc này, nếu nàng xuất hiện thì sẽ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy, nhưng vì mình nàng vẫn không nói gì, bây giờ vung tay quyết định xử lý sự việc. Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn cười cười nói. Hồng Cẩm, em không cần xen vào sự kiện chiếc đồng hồ này, anh sẽ xử lý tất cả. Em đừng quên Tiểu Bắc có thu nhập từ cổ phần. Là một người có tiền. Tần Hồng Cẩm ở bên kia trầm mặc giờ lát, sau đó nàng nở nụ cười vui sướng, chợt nghe thấy nàng nói. À, sao em lại quên mất một tiểu phú bà như vậy nhỉ, em đúng là. Anh biết rồi, đợi chuyện này qua đi chúng ta sẽ gặp mặt. Vương Tử Quân tuy lúc này tràn đầy tình cảm ấm áp, thế nhưng lúc này hắn lại căn bản không nói nên lời. Ừ, Tần Hồng Cẩm hiểu ý của Vương Tử Quân. Nàng cười cười nói. Y Phong ở bên cạnh em, cô ấy rất sốt ruột, muốn nói với anh hai câu. Y Phong tiếp lấy điện thoại, nàng dùng giọng tỉnh táo nói. Chuyện này, Tử Quân anh nhất định phải xử lý cho tốt, tuy xét từ phương diện pháp luật là không có vấn đề, thế nhưng ngôn luận rất đáng sợ. Lúc này Y Phong đã không còn là một người phụ nữ tràn đầy dịu dàng tình cảm như trước, nàng đã biến thành một nữ thẩm phán. Vương Tử Quân trầm giọng nói. Anh biết rồi. À, em cũng không thể giúp gì được cho anh, chỉ có thể đăng ký làm một thành viên, tiến hành giải thích cho anh mà thôi. Y Phong cúp điện thoại,
nàng biết rõ lúc này là thời điểm quan trọng của Vương Tử Quân, mà nàng cũng dùng phương thức của mình để nói ra lời giúp đỡ với người yêu. Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng tràn đầy tình cảm, hắn siết chặt nắm đấm, cảm thấy xúc động vì điện thoại của bọn họ người phụ nữ của mình. Đồng thời hắn cũng có chút tự trách chính mình không cho các nàng một gia đình đúng nghĩa, thật sự quá xấu hổ. Khi Vương Tử Quân đang tự trách mình, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này Vương Tử Quân không xem số người gọi đến, hắn trực tiếp nhận điện thoại. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân với tâm tình còn chưa thể bình tĩnh, hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Chương 974, một tư tưởng tốt. Tử Quân, là em, anh bây giờ đừng lo lắng quá. Một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi gọi điện thoại đến, lúc này nàng đang ở nước ngoài, trước đó lại ít liên lạc với Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân vì việc công tác có chút bận rộn, thế nhưng cũng có một tâm tư muốn giải thoát cho Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng bây giờ lúc Vương Tử Quân rơi vào tình thế nguy hiểm, Lâm Dĩnh Nhi vẫn gọi điện thoại đến. Anh không sao. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Thật sự không gạt em đấy chứ. Lâm Dĩnh Nhi nói đến đây thì tiếp tục. Em vừa gọi điện thoại cho bố, yêu cầu bố giúp đỡ anh. Vương Tử Quân nghe thấy Lâm Dĩnh Nhi gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn, hắn rung giọng sốt ruột cắt ngang lời. Em nói gì vậy? Em nói ra tất cả. Cái gì là tất cả, Lâm Dĩnh Nhi không nói ra quan hệ giữa hai người đấy chứ. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Lâm Trạch Viễn biết tất cả những gì xảy ra giữa mình và Lâm Dĩnh Nhi, thế là trên người vã mồ hôi hột. Điều này, em đem quan hệ giữa hai người chúng ta. Vương Tử Quân lúc này thật sự đã trở nên lắp bắp. Quỷ nhát gan, em còn chưa nói gì, nhưng bố nói rất khó xử lý, vì lãnh đạo tuyến trên rất chú ý đến sự kiện này. Lâm Dĩnh Nhi nói đến đây thì dùng giọng lo lắng hỏi. Thật sự không sao đấy chứ. Lãnh đạo thượng cấp, có mấy người được Lâm Trạch Viễn gọi là lãnh đạo thượng cấp. Xem ra sự việc của mình làm cho quá nhiều người chú ý, nếu như mình không xử lý cho tốt, chỉ sợ sẽ có hàng loạt phong ba chờ đón. Vương Tử Quân nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình, hắn chợt bùng lên xúc động chiến đấu, hắn dùng giọng đầy tự tin nói. Yên tâm đi, anh khi nào thì nói dối chứ. Chỉ là chút vấn đề mà thôi, không là gì với anh cả. Thật sự không là vấn đề đấy chứ. Tất nhiên rồi. Nếu không có gì thì em an tâm. Lâm Dĩnh Nhi nói đến đây thì dùng giọng trêu chọc nói. Anh họ. Trương Lộ Giai gọi điện thoại đến muộn nhất, hơn nữa trong điện thoại còn nói cho Vương Tử Quân vài phần tin tức. Đó chính là các cơ quan đơn vị ở tỉnh ủy đều bàn luận về chuyện này, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cho rằng đây là vụ án trọng đại, dư luận xã hội mãnh liệt, chuẩn bị cho ra hành động. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ vì Ủy ban Kỷ luật chuẩn bị hành động, dù sao thì sự việc truyền bá quá mạnh mẽ, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy không cho ra hành động mới không phải là bình thường. Sau khi nghe Vương Tử Quân luôn miệng đảm bảo không có chuyện gì thì Trương Lộ Giai mới cúp điện thoại. Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã chọn lựa phương án hành động, Vương Tử Quân thầm suy đoán trình tự xử lý của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, sau đó hắn nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Thiên Tâm. Trương Thiên Tâm nhanh chóng tiếp điện thoại, hơn nữa giọng điệu giống như căn bản không nghe nói về sự kiện liên quan đến Vương Tử Quân, không biết lúc này trên Inte đang sôi sục phong trào đánh chết tham quan. Làm việc thế nào? Vương Tử Quân khẽ hỏi Trương Thiên Tâm. Tử Quân, cậu yên tâm, đang được tiến hành theo kế hoạch. Lúc này đã có bản điều tra về nước sông Lam Hà, những sinh viên đang chuẩn bị phản ánh tư liệu điều tra cho các ban ngành tương quan. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói. Những ban ngành kia không thể nào không biết tình huống dòng sông Lam Hà bị ô nhiễm trầm trọng, sở dĩ đến bây giờ còn chưa có phản ứng, rõ ràng là bị người ta áp chế. Cứ để cho bọn họ đi đến phản ánh với các ban ngành tương quan, tốt nhất là để cho bọn họ ném bản nghiên cứu của mình cho thị dân biết được. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm một chút. Dù sao thì hệ thống cung cấp nước sinh hoạt có liên quan đến cuộc sống của người dân. Tôi hiểu rồi. Trương Thiên Tâm trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Nguồn tungsoans.com. Vương Tử Quân cũng không nói thêm điều gì, hắn đã nói rất rõ ràng, hắn tin tưởng Trương Thiên Tâm sẽ hiểu ý của mình. Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại,
Trương Thiên Tâm đi ra khỏi phòng khách sạn, hắn trầm ngâm giây lát rồi gõ cửa phòng đối diện. Anh Trương! Vài tên thanh niên đang thu dọn đồ đạc, khi thấy Trương Thiên Tâm thì cả đám đều nở nụ cười vui vẻ. Trương Thiên Tâm nhìn đám người thanh niên tràn đầy năng lượng, hắn cười cười nói. Triệu Đại Hải, tôi cảm thấy các cậu nên chú ý một chút, vì đây không phải là chuyện nhỏ. Anh Trương, em biết rõ anh là vì tốt cho chúng em, nhưng dòng sông Lam Hà đã ô nhiễm đến mức căn bản là không thể nào phục hồi được nữa. Nếu như để tùy ý cho Thượng Du tiếp tục sản xuất ô nhiễm, như vậy thật sự là giết hại nhân dân sống dọc theo ven sông. Người được Trương Thiên Tâm gọi là Triệu Đại Hải chính là một tên thanh niên dáng người chắc nịch, hắn vung vẫy bàn tay nói. Những chuyện này có liên quan đến vấn đề an toàn nguồn nước của nhân dân, chúng tôi sẽ tuyệt đối không làm như không thấy. Đúng vậy, chúng tôi là sinh viên học viện thủy lợi, chúng tôi không thể nào trở thành những kẻ không có lương tâm được, tôi tin tưởng chính quyền sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề. Một tên thanh niên đeo kính đứng bên cạnh Triệu Đại Hải chợt dùng giọng nóng nảy nói. Trương Thiên Tâm nhìn những người thanh niên tràn đầy nhiệt tình và ước mơ trước mặt, hắn cảm thấy không thoải mái vì mình lợi dụng bọn họ. Nhưng hắn nghĩ đến tình huống thành công, như vậy sẽ điều trị tận gốc vấn đề nguồn nước sạch cho hàng triệu dân, thế là tất cả tâm tình vừa rồi chợt tan biến. Đề nghị của các cậu là rất tốt, tôi cảm thấy nếu chỉ dựa vào các cậu là chưa đủ, dù sao thì nhiều người cũng có lực lượng lớn hơn. Theo ý của tôi, các cậu nên nói cho nhiều người biết hơn. Mọi người cùng nhau đấu tranh, như vậy sẽ khiến cho lãnh đạo coi trọng. Anh Trương nói đúng, chúng ta nên tìm thêm vài người nữa, đồng thời học viện chúng ta có nhiều đại biểu quốc hội, có thể phản ánh sự kiện này cho các vị giáo sư biết. Triệu Đại Hải là người dẫn đầu đoàn người, hắn nói, nụ cười trên mặt thêm tươi sáng hơn. Thủ tướng nở nụ cười nghiêm túc rồi vươn tay ra nói. Chúc các cậu thành công. Cảm ơn anh Trương. Tôi tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ thành công. Triệu Đại Hải vươn tay bắt chặt tay Trương Thiên Tâm, những người khác cũng nhanh chóng chùm tay lên trên. Trương Thiên Tâm cảm nhận được quyết tâm của bọn họ, thế là tâm tình cũng nóng lên. Bí thư Vương, giám đốc Thành của công ty Bất Lão Khang muốn gặp ngài. Khương Long Cương khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Trước đó Khương Long Cương căn bản rất sợ hãi vì sự kiện xảy ra với lãnh đạo của mình, thế nhưng hắn dần bình tĩnh trở lại. Hắn tuy không biết Vương Tử Quân sẽ hóa giải một kích chí mạng vào lúc này như thế nào, nhưng hắn biết rõ mình là thư ký của Bí Thư Vương, mình tuyệt đối không nên bối rối vào lúc này. Chương 974, 24 tưởng tốt. Vương Tử Quân dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, sau đó hắn thản nhiên nói. Thành kiếm xã nói có chuyện gì sao? Anh ta không nói có chuyện gì cụ thể. Khương Long Cương dùng giọng chuẩn xác nói. À, cho anh ta vào. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó khẽ nói. Hai phút sau thành kiếm xã cất bước đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi huyền lộ dịch có được thành công vang dội, thành kiếm xã càng thêm mập mạp, vừa đi vào trong phòng đã vươn hai tay nói. Bí thư Vương. Tôi thật sự nhớ ngài muốn chết. Thành kiếm xã là người rất kiêu ngạo, là người kinh doanh đều hiểu rõ điều này. Nhưng mỗi lần đến gặp Vương Tử Quân thì thành kiếm xã đều tỏ ra cực kỳ ẩn nhẫn, giống như biến thành một chú mèo ngoan ngoãn. Vương Tử Quân cùng bắt tay với thành kiếm xã, chờ Khương Long Cương pha trà xong, hắn cười nói. Giám đốc Thành đến chỗ tôi có gì chỉ giáo sao? Thành kiếm xã nhìn gương mặt ung dung bình tĩnh và cực kỳ trưởng thành lão luyện của Vương Tử Quân, thế là trong lòng càng thêm bội phục. Làm một người thương nhân, hắn nhất định phải nắm giữ các nguồn thông tin xung quanh. Làm như vậy được gì? Như vậy thì các nguồn tài nguyên cuồn cuộn sẽ chảy đến bên người. Hắn là người thành công trong thương trường, tất nhiên phải là kẻ cực kỳ nhanh nhạy với mọi thông tin trong xã hội. Hắn không thể nào không biết sự kiện đang bùng phát trên Inter vào lúc này. Hắn biết sự việc này đến vì ai? Bí thư Vương, có chuyện tôi cần phải nói lời xin lỗi với anh. Thành kiếm xã chờ Khương Long Cương khẽ đóng cửa phòng làm việc, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân chợt sững sờ, thành kiếm xã trước nay luôn bộc trực, hôm nay đi đường vòng như vậy là có ý gì? Tuy trong lòng cực kỳ buồn bực nhưng ngoài miệng hắn lại cười nói. Giám đốc Thành nói gì vậy, đúng là mây mù dày đặc, tôi phản ứng chậm chạp. Thật sự không biết anh đang nói gì. Bí thư Vương,
chiếc đồng hồ trên tay ngài là sơ sót của tôi, khỏi đó tôi đưa đến tặng cho ngài, chỉ là muốn biểu đạt lòng biết ơn, chỉ sợ ngài không nhận nên lấy một chiếc hộp bình thường để bao bọc, không ngờ lại chọc ra phiền toái lớn như vậy cho ngài. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, com. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn lập tức hiểu ý của Thành Kiếm xã, đã quá rõ ràng rồi, đối phương đang tìm cớ cho mình. Người không biết không có tội, né ăn hu Vương Tử Quân căn bản không biết giá trị của thứ này, chỉ coi nó như một vật kỷ niệm, tuy không đến mức quét sạch dư luận xã hội vào lúc này, thế nhưng ít nhất cũng có thể giảm nhẹ lực ảnh hưởng. Thành Kiếm xã thấy rõ vẻ mặt của Vương Tử Quân, trong lòng có chút không yên. Tuy hắn cảm thấy Vương Tử Quân không nên từ chối ý tốt của mình, thế nhưng hắn nghĩ đến những phương pháp xử lý bình thường của Vương Tử Quân, thế nên hắn cảm thấy mình căn bản không nắm chắc phần thắng. Thành Kiếm xã sau khi biết rõ Vương Tử Quân bị công kích trên mạng Inte thì nóng lòng như lửa đốt, hắn biết rõ sự việc lần này sẽ tạo ra thương tổn nhất định cho Vương Tử Quân. Bất Lão Khang có luật sư riêng của mình, sau khi cố vấn hậu quả sự việc, Thành Kiếm xã rất lo lắng cho Vương Tử Quân. Thành Kiếm xã ở thành phố La Nam thật sự vừa kính trọng vừa sợ hãi Vương Tử Quân. Vì có một vị bí thư trẻ tuổi có năng lực như vậy mà công ty Bất Lão Khang mới ở lại thành phố La Nam, hơn nữa mới có xu thế phát triển như hôm nay. Thành Kiếm xã thấy cống hiến cho Vương Tử Quân đối với Bất Lão Khang đừng nói là 1 triệu, dù đưa cho bí thư Vương cả 10 triệu thì hắn vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng Thành Kiếm xã cho là như vậy cũng chỉ có tác dụng ở Bất Lão Khang, ra khỏi cổng công ty thì căn bản không dám nói gì khác. Hắn phải làm gì để giúp Vương Tử Quân? Hắn đã suy xét rất lâu, cuối cùng nghĩ ra chiêu này để giảm xuống thấp nhất những phiền toái sẽ đến với Vương Tử Quân. Chỉ cần ở sau đồng hồ có chữ vật lưu niệm của công ty Bất Lão Khang, ít nhất cũng không ép Bí Thư Vương vào tình thế khó thể mở miệng giải thích. Bí Thư Vương, biết rõ chuyện này thì tôi thật sự không thể nào ngủ ngon, tôi sẽ phản ánh tình huống với lãnh đạo thượng cấp, tôi sẽ tiếp nhận trừng phạt tương xứng với hành vi ngu muội của mình. Thành Kiếm xã nói đến đây thì dùng giọng hời hợt nói. Bí Thư Vương, lòng tốt lại thành chuyện xấu, không có vấn đề gì cả, việc này ngài đừng bận tâm. Vương Tử Quân đứng lên vỗ vỗ vai Thành Kiếm xã, sau đó hắn trầm giọng nói. Giám đốc Thành, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng chút lý do thoái thác của anh chỉ nói ở đây với tôi là xong, sau này không nên nhắc lại nữa. Bí Thư Vương, ngài không nên vì chút chuyện nhỏ mà mất lớn được. Thành Kiếm xã thấy Vương Tử Quân mở miệng từ chối thì căn bản có chút nôn nóng gấp gáp. Vương Tử Quân gật đầu dùng giọng khẳng định nói. Giám đốc Thành, tôi nắm chắc vấn đề, anh tin tưởng tôi, căn bản không có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì sao? Bí Thư Vương, cái đồng hồ này là giả sao? Thành Kiếm xã nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân, trong lòng chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lúc này trong nước có nhiều xí nghiệp làm giả đủ loại sản phẩm, giá cả mặt hàng chính thức ở nước ngoài là vài trăm ngàn nhưng từ trong tay đám người này sản xuất ra chỉ có giá vài trăm đồng, thậm chí còn thấp hơn. Chẳng lẽ chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân đeo trên tay là hàng giả sao? Vương Tử Quân căn bản không muốn giải thích nhiều với Thành Kiếm xã, hắn dùng giọng trôi chảy nói. Anh cứ yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì đâu. Tôi biết Bí Thư Vương không phải là người tham vài đồng tiền, nếu như ngài muốn kiếm tiền, không phải chỉ đơn giản là một bữa sáng thôi sao? Chưa nói những thứ khác, mượn chuyện rượu huyền lộ dịch, chỉ cần Bí Thư Vương ngài cố tình. Bây giờ đã là phú ông tiền tỷ rồi. Thành Kiếm xã nói rồi lại vỗ lên đầu mình. Tôi đúng là gấp quá hóa ngốc, với thân phận đường đường là bí thư thị ủy của ngài, sao có thể là hàng giả được. Vương Tử Quân nhìn nụ cười sảng khoái của Thành Kiếm xã mà có chút buồn bực, mình sao lại giống như là một tên thủ lĩnh sơn tặc thế này. Nhưng đưa mắt nhìn Thành Kiếm xã thoải mái bỏ đi, hắn thật sự có chút cảm động. Bí thư Nguyễn, hôm nay trưởng phòng Trần phòng tuyên truyền tỉnh ủy đã đến thành phố Đông Bộ chúng ta khảo sát, trưởng phòng Đồng hỏi xem ngài có thời gian rảnh hay không. Triệu Đức Càn ngồi đối diện với Nguyễn Trấn Nhạc rồi khẽ nói. Tuy Triệu Đức Càn bây giờ là thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng vẫn giữ thói quen tốt đến báo cáo với bí thư Nguyễn Trấn Nhạc. Nhưng thói quen của hắn thật sự làm cho thư ký của Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua Nguyễn Trấn Nhạc lại tỏ ra tán thưởng thái độ cẩn thận công tác của Triệu Đức Càn, lãnh đạo tán thưởng tất nhiên sẽ là động lực để Triệu Đức Càn thường xuyên đến báo cáo công tác.
Nguyễn Trấn Nhạc khẽ gật đầu, trưởng phòng Trần trong miệng Triệu Đức Càn cũng không phải là thường ủy tỉnh ủy kiêm trưởng phòng tuyên truyền, chính là một vị phó phòng mà thôi. Trước kia những loại nhân vật như vậy căn bản không thể lọt vào trong mắt của Nguyễn Trấn Nhạc. Chương 975, một làm người cần phải kẹp chặt đuôi. Anh để cho trưởng phòng Đồng tiếp đãi là được, giữa trưa để chủ tịch Trình đi ra tiếp đãi. Nguyễn Trấn Nhạc có chút suy tư, sau đó hắn cho ra sắp xếp với Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn nghe được những lời sắp xếp của Nguyễn Trấn Nhạc mà có chút do dự, hắn cũng không bỏ đi mà tiếp tục ngồi xuống. Nguyễn Trấn Nhạc thấy Triệu Đức Càn ngồi bất động giống như không có ý đi ra, thế là nụ cười có vẻ đông cứng trên mặt. Còn có chuyện gì sao? Nguyễn Trấn Nhạc cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Vẻ mặt Triệu Đức Càn có chút xấu hổ, hắn nói. Bí thư Nguyễn, phó phòng Trần là người rất có thực lực ở phòng tuyên truyền, anh xem. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn thoáng qua Triệu Đức Càn, sau đó giống như chợt bừng tỉnh. À, ý của anh là tôi phải đi nâng ly với anh ấy sao? Triệu Đức Càn đỏ mặt tía tai nói. Ngài là lãnh đạo tất nhiên hiểu rõ cái gì nặng nhẹ, điều này. Cũng phải xem ngài có thời gian hay không. Nguyễn Trấn Nhạc chợt có chút không vui, tuy biểu hiện này nhanh chóng biến mất, thế nhưng Triệu Đức Càn là thư ký trưởng phục vụ cho Nguyễn Trấn Nhạc lâu năm vẫn mẫn cảm biết được. Hắn biết hôm nay mình căn bản rất khó khăn rồi. Gần vua như gần cọp, chỉ cần có chút vấn đề là bị điều đi ngàn dặm. Triệu Đức Càn hầu hạ Nguyễn Trấn Nhạc nhiều năm, hắn luôn làm tốt công tác của mình. Hôm nay sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Dưới tình huống bình thường thì những sắp xếp của lãnh đạo đều là lời vàng ngọc, nào đâu đến lượt mình vung tay múa chân. Bí thư Nguyễn không đồng ý chắc chắn có ý nghĩ của mình, anh nếu cứ tiếp tục cố gắng, chẳng phải lắm lời sao? Tuy Nguyễn Trấn Nhạc cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của mình, thế nhưng nhất định là không thoải mái. Ôi, nếu sớm biết thế thì hắn căn bản không đồng ý với anh Đồng làm gì. Giải thích cho bí thư Nguyễn biết sao? Rõ ràng là vẽ rắn thêm chân. Triệu Đức Càn thầm lắc đầu, hắn từ chối ý nghĩ của mình, sau đó mỉm cười chuyển chủ đề. Bí thư Nguyễn, con tôi hôm qua lên mạng nói cho tôi biết một chuyện mới lạ, không biết ngài đã nghe qua chưa? Chuyện gì? Nguyễn Trấn Nhạc cười nhạt hỏi. Lúc này trên mạng đang truyền đi thông tin bí thư Vương của thành phố La Nam đeo đồng hồ tiền triệu, hơn nữa còn có không ít hình ảnh. Thế là bầu không khí càng thêm náo động. Triệu Đức Càn nói đến đây thì dùng giọng vô cùng đau đớn nói. Bí thư Nguyễn, nếu như bị thẩm tra, tôi nghĩ rằng kết quả là bị rơi đầu. Rơi đầu. Nguyễn Trấn Nhạc thầm cười, thế nhưng ngoài mặt lại vung tay nói. Thư ký trưởng Triệu, anh phải nhớ kỹ, anh là thư ký trưởng thành phố Đông Bộ, là cán bộ lãnh đạo, những tin vỉa hè kia căn bản không có căn cứ gì thực chất cả. Người ta có thể tùy tiện tin tưởng và nghị luận với nhau, nhưng anh không thể nào bảo sao hay vậy, anh biết tôi nói gì chứ? Tuy Nguyễn Trấn Nhạc phê bình rất nghiêm khắc nhưng Triệu Đức Càn vẫn cảm thấy giọng điệu của lãnh đạo đã thay đổi, gương mặt giãn ra một chút, xem ra vẫn rất thích nghe những chuyện thế này. Trước mặt lãnh đạo thì cấp dưới không nên có biểu hiện hoàn mỹ, nhất định phải có khiếm khuyết, có sơ hở. Nếu một cấp dưới trơn như cá trạch, luôn làm người cẩn thận, như vậy lãnh đạo sao có thể yên tâm? Triệu Đức Càn thầm cảm thấy đáng tiếc, nhưng sau khi nghĩ như vậy lại thấy thoải mái hơn. Bí thư Nguyễn, tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ cố gắng sửa lại trong công tác. Người thông minh chỉ cần nhìn sự việc là hiểu, Triệu Đức Càn đã cảm nhận được thái độ của Nguyễn Trấn Nhạc, tất nhiên sẽ không dám tiếp tục dây dưa. Triệu Đức Càn báo cáo thêm vài hạng mục công tác, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Nguyễn Trấn Nhạc. Khi Triệu Đức Càn khẽ đóng cửa phòng lại, Nguyễn Trấn Nhạc mở trang web trên máy tính lên. Vẫn là trang web cũ, nhưng lúc này những lời bình luận đã lên đến con số 20.000, mà cũng không thiếu các trang web khác đăng lại bài viết bên này. Tuy đăng lại bài thế nhưng topic vẫn rất nóng, thậm chí có vài trang web đã đưa cả tên của Vương Tử Quân lên bài viết của mình. Bước tiếp theo thì Ủy ban kỷ luật nên hành động là vừa. Bây giờ tấm màn đã được kéo ra. Nguyễn Trấn Nhạc biết việc mình cần làm vào lú này chính là không phải trợ giúp, mà là phải ổn định. Có câu ngồi nhìn thủy triều lên xuống, thế nhưng cái hắn cần là sự biểu hiện. Tuy người thông minh đều đoán được trong chuyện lần này có bóng dáng của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Mất đầu sao, hình như còn chưa đến mức, thế nhưng lao ngục thì căn bản là không thiếu.
Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Trấn Nhạc ngây người giây lát rồi cầm điện thoại lên. Alo, chào anh, xin hỏi có phải là bí thư Nguyễn không? Một giọng nói kèm theo nụ cười truyền đến từ đầu dây bên kia. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không nhìn rõ dãy số gọi đến, vì vậy cũng không biết đối phương là ai, hắn trầm giọng nói. Chào anh, tôi là Nguyễn Trấn Nhạc. Chào bí thư Nguyễn, tôi là tiểu lý của văn phòng tỉnh ủy, khu thường trú muốn trò chuyện với anh. Người thanh niên tự xưng là tiểu lý ở bên kia dùng giọng cung kính nói. Thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ sao? Khi đầu đây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Quan Vĩnh Hạ thì Nguyễn Trấn Nhạc vội vàng nói. Chào thư ký trưởng, tôi là Nguyễn Trấn Nhạc. Chào bí thư Nguyễn, báo cáo của thành phố Đông Bộ về khu công nghiệp Lam Hà là thật sự rất tốt, được bí thư Nhất Phong cực kỳ coi trọng, nói các anh đã làm tốt công tác dẫn đầu toàn tỉnh Sơn Nam. Lãnh đạo yêu cầu các anh không ngừng cố gắng, đẩy công tác của thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới, tiến lên bậc thang mới. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng khá lớn để khích lệ Nguyễn Trấn Nhạc. Tài liệu về khu công nghiệp Lam Hà là một phần văn bản rất bình thường, căn bản không phải là thứ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ có thể cầm ra để hát bài ca tụng cho Nguyễn Trấn Nhạc. Sau đó Quan Vĩnh Hạ còn mở miệng khích lệ một chập, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Trấn Nhạc ý thức được đây là cái cớ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ lấy để gọi điện thoại cho mình. Nhưng dù đó là cái cớ hay bất cứ cái gì khác của Quan Vĩnh Hạ cũng tốt, lúc này thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy chủ động lấy lòng Nguyễn Trấn Nhạc. Ít nhất thì hắn cũng phải mở miệng ứng đối. Đây là thời điểm quan trọng để hắn có thể tiến lên, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải kẹp chặt đuôi làm người, phải sống qua thời điểm khó khăn vào lúc này. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, com. Cảm ơn thư ký trưởng, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ chứng thực tinh thần chỉ thị của bí thư Nhất Phong và ngài, sẽ cố gắng đẩy khu công nghiệp Lam Hà tiến lên bậc thang phát triển mới. Ừ, bí thư Trấn Nhạc có cái tâm như vậy là được. Lúc này thành phố Đông Bộ nên chú trọng công tác ổn định. Cơ hội lần này của cậu là không dễ dàng gì, thế cho nên phải nắm thật chắc. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì dùng giọng nói khác lạ nói. Công tác làm không hết được, tiến lên một bước thì khung cảnh sẽ mở rộng hơn. Chương 975, một làm người cần phải kẹp chặt đuôi. Anh để cho trưởng phòng Đồng tiếp đãi là được, giữa trưa để chủ tịch Trình đi ra tiếp đãi. Nguyễn Trấn Nhạc có chút suy tư, sau đó hắn cho ra sắp xếp với Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn nghe được những lời sắp xếp của Nguyễn Trấn Nhạc mà có chút do dự, hắn cũng không bỏ đi mà tiếp tục ngồi xuống. Nguyễn Trấn Nhạc thấy Triệu Đức Càn ngồi bất động giống như không có ý đi ra, thế là nụ cười có vẻ đông cứng trên mặt. Còn có chuyện gì sao? Nguyễn Trấn Nhạc cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Vẻ mặt Triệu Đức Càn có chút xấu hổ, hắn nói. Bí thư Nguyễn. Phó phòng Trần là người rất có thực lực ở phòng tuyên truyền, anh xem. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn thoáng qua Triệu Đức Càn, sau đó giống như chợt bừng tỉnh. À, ý của anh là tôi phải đi nâng ly với anh ấy sao? Triệu Đức Càn đỏ mặt tía tai nói. Ngài là lãnh đạo tất nhiên hiểu rõ cái gì nặng nhẹ, điều này. Cũng phải xem ngài có thời gian hay không. Nguyễn Trấn Nhạc chợt có chút không vui, tuy biểu hiện này nhanh chóng biến mất. Thế nhưng Triệu Đức Càn là thư ký trưởng phục vụ cho Nguyễn Trấn Nhạc lâu năm vẫn mẫn cảm biết được. Hắn biết hôm nay mình căn bản rất khó khăn rồi. Gần vua như gần cọp, chỉ cần có chút vấn đề là bị điều đi ngàn dặm. Triệu Đức Càn hầu hạ Nguyễn Trấn Nhạc nhiều năm, hắn luôn làm tốt công tác của mình, hôm nay sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Dưới tình huống bình thường thì những sắp xếp của lãnh đạo đều là lời vàng ngọc, nào đâu đến lượt mình vung tay múa chân. Bí thư Nguyễn không đồng ý chắc chắn có ý nghĩ của mình, anh nếu cứ tiếp tục cố gắng, chẳng phải lắm lời sao. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của mình, thế nhưng nhất định là không thoải mái. Ôi, nếu sớm biết thế thì hắn căn bản không đồng ý với anh Đồng làm gì. Giải thích cho bí thư Nguyễn biết sao, rõ ràng là vẽ rắn thêm chân. Triệu Đức Càn thầm lắc đầu, hắn từ chối ý nghĩ của mình, sau đó mỉm cười chuyển chủ đề. Bí thư Nguyễn, con tôi hôm qua lên mạng nói cho tôi biết một chuyện mới lạ, không biết ngài đã nghe qua chưa? Chuyện gì? Nguyễn Trấn Nhạc cười nhạt hỏi. Lúc này trên mạng đang truyền đi thông tin bí thư vương của thành phố La Nam đeo đồng hồ tiền triệu, hơn nữa còn có không ít hình ảnh, thế là bầu không khí càng thêm náo động.
Triệu Đức Càn nói đến đây thì dùng giọng vô cùng đau đớn nói. Bí thư Nguyễn, nếu như bị thẩm tra, tôi nghĩ rằng kết quả là bị rơi đầu. Rơi đầu. Nguyễn Trấn Nhạc thầm cười, thế nhưng ngoài mặt lại vung tay nói. Thư ký trưởng Triệu, anh phải nhớ kỹ, anh là thư ký trưởng thành phố Đông Bộ, là cán bộ lãnh đạo, những tin vỉa hè kia căn bản không có căn cứ gì thực chất cả. Người ta có thể tùy tiện tin tưởng và nghị luận với nhau, nhưng anh không thể nào bảo sao hay vậy, anh biết tôi nói gì chứ. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc phê bình rất nghiêm khắc nhưng Triệu Đức Càn vẫn cảm thấy giọng điệu của lãnh đạo đã thay đổi, gương mặt giãn ra một chút, xem ra vẫn rất thích nghe những chuyện thế này. Trước mặt lãnh đạo thì cấp dưới không nên có biểu hiện hoàn mỹ, nhất định phải có khiếm khuyết, có sơ hở. Nếu một cấp dưới trơn như cá trạch, luôn làm người cẩn thận, như vậy lãnh đạo sao có thể yên tâm? Triệu Đức Càn thầm cảm thấy đáng tiếc, nhưng sau khi nghĩ như vậy lại thấy thoải mái hơn. Bí thư Nguyễn, tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ cố gắng sửa lại trong công tác. Người thông minh chỉ cần nhìn sự việc là hiểu, Triệu Đức Càn đã cảm nhận được thái độ của Nguyễn Trấn Nhạc, tất nhiên sẽ không dám tiếp tục dây dưa. Triệu Đức Càn báo cáo thêm vài hạng mục công tác, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Nguyễn Trấn Nhạc. Khi Triệu Đức Càn khẽ đóng cửa phòng lại, Nguyễn Trấn Nhạc mở trang web trên máy tính lên. Vẫn là trang web cũ, nhưng lúc này những lời bình luận đã lên đến con số 20.000, mà cũng không thiếu các trang web khác đăng lại bài viết bên này. Tuy đăng lại bài thế nhưng topic vẫn rất nóng, thậm chí có vài trang web đã đưa cả tên của Vương Tử Quân lên bài viết của mình. Bước tiếp theo thì Ủy ban kỷ luật nên hành động là vừa. Bây giờ tấm màn đã được kéo ra, Nguyễn Trấn Nhạc biết việc mình cần làm vào lú này chính là không phải trợ giúp, mà là phải ổn định. Có câu ngồi nhìn thủy triều lên xuống, thế nhưng cái hắn cần là sự biểu hiện. Tuy người thông minh đều đoán được trong chuyện lần này có bóng dáng của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Mất đầu sao, hình như còn chưa đến mức, thế nhưng lao ngục thì căn bản là không thiếu. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Trấn Nhạc ngây người giây lát rồi cầm điện thoại lên. Alo, chào anh, xin hỏi có phải là bí thư Nguyễn không? Một giọng nói kèm theo nụ cười truyền đến từ đầu dây bên kia. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không nhìn rõ dãy số gọi đến, vì vậy cũng không biết đối phương là ai, hắn trầm giọng nói. Chào anh, tôi là Nguyễn Trấn Nhạc. Chào bí thư Nguyễn, tôi là tiểu lý của văn phòng tỉnh ủy, khu thường trú muốn trò chuyện với anh. Người thanh niên tự xưng là tiểu lý ở bên kia dùng giọng cung kính nói. Thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ sao? Khi đầu đây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Quan Vĩnh Hạ thì Nguyễn Trấn Nhạc vội vàng nói. Chào thư ký trưởng, tôi là Nguyễn Trấn Nhạc. Chào bí thư Nguyễn, báo cáo của thành phố Đông Bộ về khu công nghiệp Lam Hà là thật sự rất tốt, được bí thư Nhất Phong cực kỳ coi trọng, nói các anh đã làm tốt công tác dẫn đầu toàn tỉnh Sơn Nam. Lãnh đạo yêu cầu các anh không ngừng cố gắng, đẩy công tác của thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới, tiến lên bậc thang mới. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng khá lớn để khích lệ Nguyễn Trấn Nhạc. Tài liệu về khu công nghiệp Lam Hà là một phần văn bản rất bình thường, căn bản không phải là thứ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ có thể cầm ra để hát bài ca tụng cho Nguyễn Trấn Nhạc. Sau đó Quan Vĩnh Hạ còn mở miệng khích lệ một chặp, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Trấn Nhạc ý thức được đây là cái cớ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ lấy để gọi điện thoại cho mình. Nhưng dù đó là cái cớ hay bất cứ cái gì khác của Quan Vĩnh Hạ cũng tốt. Lúc này thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy chủ động lấy lòng Nguyễn Trấn Nhạc, ít nhất thì hắn cũng phải mở miệng ứng đối. Đây là thời điểm quan trọng để hắn có thể tiến lên, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải kẹp chặt đuôi làm người, phải sống qua thời điểm khó khăn vào lúc này. Cảm ơn thư ký trưởng, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ chứng thực tinh thần chỉ thị của bí thư Nhất Phong và ngài, sẽ cố gắng đẩy khu công nghiệp Lam Hà tiến lên bậc thang phát triển mới. Bí thư Trấn Nhạc có cái tâm như vậy là được. Lúc này thành phố Đông Bộ nên chú trọng công tác ổn định. Cơ hội lần này của cậu là không dễ dàng gì, thế cho nên phải nắm thật chắc. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì dùng giọng nói khác lạ nói. Công tác làm không hết được, tiến lên một bước thì khung cảnh sẽ mở rộng hơn. Chương 975, 2, làm người cần phải kẹp chặt đuôi. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi biết rõ nên làm thế nào. Nguyễn Trấn Nhạc đã nghe không ít những lời nhắc nhở như vậy,
nhưng hắn vẫn phải mở miệng cảm tạ sự quan tâm của thư ký trưởng đại nhân với mình. Ừ, tôi tin tưởng Trấn nhà cậu nhất định sẽ làm tốt. Quan Vĩnh Hạ nói thêm hai câu chuyện phiếm rồi cúp điện thoại. Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại đến thật sự là một tin tức tốt, Nguyễn Trấn Nhạc đặt điện thoại xuống và sinh ra ý nghĩ như vậy. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, là người cực kỳ linh thông tin tức, lúc này hắn gọi điện thoại đến cho Nguyễn Trấn Nhạc, tất nhiên nói rõ vị trí thường ủy tỉnh ủy sẽ rơi lên đầu mình. Đối phương gọi điện thoại thể hiện sự quan tâm đến mình, càng muốn mình nợ một phần nhân tình. Quan Vĩnh Hạ này rõ ràng là sắp thành tinh, nhưng đối phương có chút thông minh dù không sai, thế nhưng lại xem ra có tâm tư không quá mạnh mẽ. Khi Nguyễn Trấn Nhạc đang đánh giá về Quan Vĩnh Hạ, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Khi hắn nói mời vào, đúng lúc thư ký và quyền chủ tịch Trình Hiểu Bình đi vào. Chủ tịch Hiểu Bình, có chuyện gì sao? Sau khi khoát tay cho Trình Hiểu Bình ngồi xuống thì Nguyễn Trấn Nhạc trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Trình Hiểu Bình có chút nghiêm túc, nàng tiếp nhận ly trà từ trong tay thư ký của Nguyễn Trấn Nhạc, sau đó mới nói. Bí thư Nguyễn, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Chủ tịch Lục, Chủ tịch Trần của thành phố Yên Hư sẽ đưa theo người của Phòng Tài nguyên Môi trường đến thành phố chúng ta, chuẩn bị tiến hành trao đổi về vấn đề của sông Lam Hà. Trao đổi. Nguyễn Trấn Nhạc có hơi nhíu mày, hắn biết rõ sự kiện dòng sông Lam Hà đang ô nhiễm và căn bản là không thể đạt chuẩn. Nhưng vì nó liên quan đến thành tích của mình, hắn cố gắng nhắm một mắt mở một mắt xem như không biết mà thôi. Nhưng bây giờ một vị phó chủ tịch thành phố Yên Hư chạy đến, rõ ràng trong tay bọn họ có nhiều thứ, nếu không cũng sẽ chẳng chạy đến thành phố Đông Bộ. Nguyễn Trấn Nhạc chần chừ giây lát rồi trầm giọng nói. Có phải là khu công nghiệp lại để dò dỉ chất thải rồi không? Dò dỉ chất thải? Trình Hiểu Bình nghe thấy Nguyễn Trấn Nhạc nói như vậy mà thầm hừ một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ làm bí thư đúng là thoải mái, chỉ cần nói một chữ đã đẩy trách nhiệm ra khỏi người mình. Anh cũng không phải không biết những xí nghiệp kia gây ô nhiễm như thế nào, còn giả vờ với tôi làm gì. Nhưng Trình Hiểu Bình căn bản không dám nói ra những lời đang nghĩ trong lòng, dù sao thì nàng cũng là cấp dưới của Nguyễn Trấn Nhạc, vị trí của nàng lại do điện thoại lấy về đưa vào trong tay. Bí thư Nguyễn, tôi phải làm kiểm điểm với anh, chúng tôi không làm tốt công tác của mình. Trình Hiểu Bình có chút do dự, sau đó nàng nhanh chóng mở miệng làm kiểm điểm. Nguyễn Trấn Nhạc cười thầm một câu, hắn và Trình Hiểu Bình đều là người hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói. Làm không tốt công tác, để xuất hiện tình huống rò rỉ chất thải. Chủ tịch Hiểu Bình, chị mới tiến lên chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, có một số công tác cũng xem như luống cuống tay chân, được này mất kia, điều này là rất bình thường. Nhưng sau này chỉ công tác cần phải học phương pháp dùng 10 ngón tay đánh dương cầm, chỉ như vậy mới biến thành một người cầm lái phù hợp. Một thành phố chỉ có một người cầm lái, bây giờ Nguyễn Trấn Nhạc nói ra những lời này, rõ ràng là một lời ám hiệu cho Trình Hiểu Bình. Quả nhiên Trình Hiểu Bình sau khi nghe được những lời của Nguyễn Trấn Nhạc thì chợt cảm thấy vui mừng như điên. Trở thành người cầm lái thành phố Đông Bộ, như vậy thì rõ ràng là con đường làm quan của nàng sẽ có bước tiến lớn. Bí thư Nguyễn, tôi nhất định nhớ rõ chỉ thị của ngài, sẽ không ngừng đổi mới là học tập kinh nghiệm công tác. À, biết sai có thể sửa, liên tục hoàn thiện chính mình mới là xu hướng tốt. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì nhìn Trình Hiểu Bình nói. Chị nói đến người của thành phố Yên Hư sao? Trình Hiểu Bình thấy Nguyễn Trấn Nhạc nói như vậy thì thở dài một hơi, nàng biết rõ chỉ cần là bí thư Nguyễn ra tay, sẽ không có vấn đề gì không giải quyết được. Thế là nàng dùng giọng khẳng định nói. Là thành phố Yên Hư. Nguyễn Trấn Nhạc khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, ngay sau đó hắn bấm một số điện thoại. Khi điện thoại nối thông thì hắn cười nói. Chào Chủ tịch Từ, tôi là Nguyễn Trấn Nhạc. Trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, Triệu Quân Dũng đi đến phòng làm việc của mình thì thấy vài đồng chí đang đứng đó nhỏ to bàn luận gì đó. Khi thấy tình cảnh kia thì vẻ mặt của hắn khẽ biến đổi. Triệu Quân Dũng ho khan một tiếng, những người kia nhanh chóng quay về vị trí của mình như ruồi bọ bị xua đuổi. Triệu Quân Dũng không nói gì mà đi vào phòng, sau khi uống trà thì hắn cảm thấy đầu rất nặng, cuối cùng ngồi một lúc lâu mới tỉnh táo một chút. Thật lòng thì lúc này hắn lại nghĩ đến tình huống đám nhân viên nhỏ to với nhau, thế là hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Dù Triệu Quân Dũng không nghe rõ bọn họ đang nói về vấn đề gì,
thế nhưng hắn cảm thấy giống như bọn họ đang nghị luận về mình. Sau sự kiện điều tra ở thành phố La Nam, Triệu Quân Dũng biết được mình có một biệt hiệu mới, Bá Nhạc. Đó là một biệt hiệu làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy căn bản là cực kỳ phá hoại, hắn biết rõ ngoại hiệu này do chủ nhiệm thường Triệu Dũng đặt ra, chủ yếu là châm chọc mình đến thành phố La Nam với đoàn người hùng hậu chẳng những không tìm ra được phần tử nào biến chất, ngược lại còn điều tra và bảo vệ được một đồng chí cán bộ điển hình. Sự việc kia vốn cũng không phải là thứ gì quá xấu, thế nhưng thường Triệu Dũng lại dùng cái lưỡi ba tấc của mình để phá hoại, những lời được phát ra khỏi miệng căn bản là có hương vị khác hẳn. Triệu Quân Dũng nghe những lời như vậy mà giống như có một miếng xương đang đính trong họng mình. Con bà nó, có nên báo cáo sự việc này cho Bí Thư Mục hay không? Triệu Quân Dũng thật sự cảm thấy rất do dự. Nếu như là dĩ vãng thì hắn nhất định sẽ báo cho Bí Thư Mục biết ngay, nhưng sau khi từ thành phố La Nam quay về, gương mặt Bí Thư Mục luôn âm trầm, điều này làm cho hắn không còn dũng khí báo cáo công tác với lãnh đạo của mình. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, hắn nhanh chóng đứng lên tiếp điện thoại, trầm giọng nói. Bí Thư Mục, tôi là Triệu Quân Dũng. Quân Dũng, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Giọng nói của Bí Thư Mục vẫn rất bình thản, thế nhưng nghe vào trong tai Triệu Quân Dũng lại giống như chỉ thị từ Trung ương. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đi về phía phòng làm việc của Bí Thư Mục. Phòng làm việc của Bí Thư Mục ở lầu 3. Triệu Quân Dũng đi lên bậc thang thấy có top 5 top 3 người đang đứng đó nghị luận về việc gì đó, âm thanh của bọn họ không quá lớn, hắn căn bản không nghe thấy rõ ràng. Khi Triệu Quân Dũng đi qua thì không hiểu vì sao đám người kia lại dừng lời không tiếp tục nói. Không có lửa sao có khói. Triệu Quân Dũng công tác nhiều năm trong cơ quan, hắn biết rõ sự việc nào cũng có nguyên nhân và đạo lý. Hắn nhìn hai nhân viên công tác nở nụ cười với mình, thế là trong lòng thầm nghĩ. Xảy ra chuyện gì? Khi lên lầu 3, Triệu Quân Dũng chợt nghĩ đến những lời nghị luận khi mình đi vào trong phòng làm việc, không phải lãnh đạo đang bất mãn với mình, đang định tiếp tục di rời công tác nữa sao? Chương 976, Hoa trong bụi cỏ. Triệu Quân Dũng nghĩ đến khả năng này mà không khỏi cảm thấy run lên. Hắn tiến lên vị trí này mà bỏ ra công sức nhiều năm, mất không ít tâm tư, mới tu thành chính quả. Một khi rời khỏi nơi này, như vậy những nguy hại với hắn là rất nhiều. Triệu Quân Dũng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn. Vào thời điểm toàn quân đang gào thét tiến lên thì bị đá ra khỏi đội ngũ, như vậy còn có khả năng tiến vào nữa không? Dưới tình huống khó hiểu hắn muốn hút điếu thuốc giải sầu, thế nhưng lại căn bản không tìm ra được bật lửa ở chỗ nào. Triệu Quân Dũng xem như là nhà dột gặp đêm mưa. Con người một khi gặp chuyện không may thì uống nước lạnh cũng tắc răng. Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó thầm nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Làm sao bây giờ, nếu như thượng cấp thật sự muốn nắm bắt mình, như vậy mình nên đi nơi nào? Lúc này Triệu Quân Dũng hầu như không còn tâm tư vội vàng như vừa rồi, hắn cũng không muốn vội đi gặp Bí Thư Mục. Bây giờ điều hắn cần làm nhất chính là chậm chân một chút, cố gắng nghĩ ra kế sách đối ứng. Anh Triệu! Anh còn đứng đây làm gì? Bí Thư Mục đang chờ anh đến kìa. Khi Triệu Quân Dũng đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy có người bên cạnh hô lên một tiếng. Triệu Quân Dũng ngẩng đầu, hắn chợt phát hiện đó là phó chủ nhiệm phòng giám sát số 3 tên là Âm Trường Phát. Người này nhỏ hơn Triệu Quân Dũng vài tuổi, bây giờ đã là cán bộ cấp phó cục, thật sự là người phát triển rất tốt trong đơn vị. Tôi sẽ đi qua, sẽ qua ngay. Triệu Quân Dũng muốn nghe ngóng chút tình huống từ Âm Trường Phát, thế nhưng lại nghĩ về những gì sắp xảy ra với mình, thế cho nên nuốt lời vào bụng. Chỉ dựa vào tiểu tử này mà còn muốn làm chủ nhiệm sao? Hừ, cũng không biết soi gương nhìn lại mình. Chờ sau khi Âm Trường Phát đi xa thì Triệu Quân Dũng mới thầm mắng một câu. Triệu Quân Dũng bước vào trong phòng làm việc của Bí Thư Mục, sau khi khẽ gõ cửa đi vào thì thấy Bí Thư Mục đang mỉm cười khoát tay. Quân Dũng đến đấy à, ngồi đi. Nụ cười của Bí Thư Mục làm cho tâm tình của Triệu Quân Dũng âm trầm hơn một chút, hắn là lãnh đạo đơn vị nhiều năm, tất nhiên có kinh nghiệm tiếp kiến lãnh đạo. Chỉ cần lãnh đạo tìm gặp anh và nở nụ cười, như vậy càng nói rõ anh sắp đương đầu với chuyện không hay. Chẳng lẽ mình thật sự mất luôn cả vị trí vào lúc này sao? Triệu Quân Dũng nghĩ đến một vài thủ đoạn của Bí Thư Mục, thế là tâm tình trở nên ảm đạm, hắn có chút trầm ngâm.
sau đó cảm thấy mình không thể cứ để bị nắm bắt theo kiểu như vậy được. Bí thư Mục, dù tôi làm việc có không ít sai sót, thế nhưng tôi luôn theo sát tiến độ của lãnh đạo. Kính xin lãnh đạo cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ chăm chú làm tốt công tác của mình, tuyệt đối không làm cho lãnh đạo mất mặt. Bí thư Mục nghe Triệu Quân Dũng đột nhiên nói ra những lời như vậy mà gương mặt không khỏi trầm xuống, nhưng lúc này trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Hắn dùng ngón tay gõ mặt bàn, sau đó chỉ vào Triệu Quân Dũng rồi trầm giọng nói. Cậu đấy, nghĩ đi đường nào vậy? Bí thư Mục, tôi. Triệu Quân Dũng chợt sững sờ, hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt của Bí thư Mục, lúc này chỉ có một ý nghĩ, chính là mình đoán sai. Hừ, tôi đã nói với cậu biết bao lần rồi chứ. Nhất định phải đặt tâm tư lên phương diện công tác, không cần phải suốt ngày lo lắng đường tắt ngõ ngang, như vậy sẽ không tốt với cậu. Bí thư Mục nói đến đây thì dùng ngón tay chỉ vào Triệu Quân Dũng. Cậu đã biết chuyện xảy ra trên mạng chưa? Chuyện trên mạng, nguồn chuyện TUNGHOANHCOM. Nói thật thì Triệu Quân Dũng căn bản là không biết, phần lớn thời gian hắn đều dùng để cân nhắc tâm tư của người khác. Thậm chí lúc này cuộc sống của hắn cũng đang có chút khó khăn, nào có thời gian lên mạng xem xét này nọ. Vâng, cũng có nghe nói. Triệu Quân Dũng thầm suy tư rồi trầm giọng đáp lời. Câu trả lời của Triệu Quân Dũng có thể dùng ở mọi lúc mọi nơi, cũng không làm cho Bí thư Mục phải chú ý. Lúc này vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã không quá chú tâm đến những thứ khác, phần lớn tâm tư đặt lên trên trang web đang nói về Vương Tử Quân. Lúc này những lời nghị luận trên Internet là quá lớn, Ủy ban Kỷ luật chúng ta cũng nên tỏ thái độ, cần phải xem xét các vấn đề. Cậu viết một tài liệu về sự việc trên Internet. Sau đó nói rõ ý kiến của phòng giám sát số 2, sau đó đưa cho tôi sẽ đưa lên báo cáo với Bí thư Mã. Bí thư Mã trong miệng của Bí thư Mục chính là Bí thư Ủy ban Kỷ luật Mã Nghênh Tường. Người này là Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật, là một vị trí cực kỳ quan trọng ở tỉnh Sơn Nam. Tuy Triệu Quân Dũng là chủ nhiệm phòng giám sát số 2, thế nhưng lại ít khi được gặp mặt vị lãnh đạo này của đơn vị mình. Có việc gì cần báo cáo với Bí thư Mã? Triệu Quân Dũng đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc, thế nên cũng không dám mở miệng nói lung tung, nếu lần này hắn lại gây ra trò cười, chỉ sợ chẳng khác nào tự treo cổ chính mình. Bí thư Mục, ngài nói xem phần tài liệu này chúng tôi cần phải chú tâm vào điểm nào. Triệu Quân Dũng do dự một lát rồi dùng phương pháp phu hồi mở miệng hỏi. Trong điểm chính là giá trị của thứ kia cùng với tiền lương của nhân viên công tác bình thường. Bí thư Mục là người công tác lâu năm ở ban ngành kiểm tra kỷ luật, câu nói đầu tiên là dắt lỗ mũi trâu, thế nhưng đáng tiếc là người phối hợp lúc này lại còn có chút mê mang. Bí thư Mục, tôi. Khi Triệu Quân Dũng đang cảm thấy cực kỳ khó hiểu và tiếp tục mở miệng hỏi, Bí thư Mục giống như có phản ứng. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Quân Dũng, sau đó trầm giọng nói. Là chuyện về Vương Tử Quân, cậu chỉ cần lên mạng tìm nhiều hình ảnh về Vương Tử Quân là được. Chuyện về Vương Tử Quân, tiểu tử kia thì thế nào? Triệu Quân Dũng nghĩ đến nụ cười trên khóe miệng của Bí thư Vương vào thời điểm trước, thế là chợt sinh ra cảm giác rất nhục nhã. Không phải lúc này ông trời đã mở mắt rồi chứ? Bí thư Mục, Vương Tử Quân làm sao vậy? Triệu Quân Dũng lúc này cũng không cần giả vờ đã biết, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi Bí thư Mục. Bí thư Mục vẫy vẫy tay với Triệu Quân Dũng, sau đó mở tấm ảnh ra. Triệu Quân Dũng nhìn bài viết trên trang web cùng hàng triệu lời bình luận về Vương Tử Quân, thế là hắn chợt cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân cũng có ngày hôm nay sao? Những ngày qua Triệu Quân Dũng thật sự cảm thấy có chút không yên, tuy hắn là một cán bộ trung tầng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, thế nhưng Vương Tử Quân tiến vào trong vị trí thường ủy tỉnh ủy làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không yên. Nếu như Vương Tử Quân tiến vào thường ủy tỉnh ủy, như vậy mình có phiền toái gì không? Hắn phải làm sao để ứng phó với những đòn đả kích của Vương Tử Quân? Điều này trở thành một tâm bệnh của Triệu Quân Dũng, nhưng không ngờ vào đúng thời điểm quan trọng thì Vương Tử Quân lại xuất hiện vấn đề. Xem ra không người nào có thể đắc ý mãi được, Triệu Quân Dũng thầm nghĩ như vậy, hắn chợt cảm thấy người thanh niên đang nở nụ cười cực kỳ vui tươi trong tấm ảnh giống như đang rơi xuống địa ngục. Quân Dũng, cậu đi làm đi. Bí thư Mục cũng không trách phạt tình huống thất thố của Triệu Quân Dũng. Trong lòng lại có thêm vài phần vui mừng.
Trong quá trình tranh đoạt vị trí thường ủy tỉnh ủy lần này, hắn vốn cũng không quá xem trọng Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng bây giờ sự việc bùng phát, Nguyễn Chấn Nhạc hầu như đã nắm rất chắc chiến thắng trong tay. Nếu Nguyễn Chấn Nhạc trở thành thường ủy tỉnh ủy, như vậy sao có thể quên một người đã ra sức giúp đỡ cho mình? Biết đâu sau này bí thư Mã tiến lên thì mình sẽ là người tiếp nhận vị trí còn trống ở đơn vị. Bí thư Mục nghĩ đến lời hứa của người kia với mình, thế là trong lòng chợt bùng lửa nóng. Hơn 20 phút sau, Triệu Quân Dũng cầm theo một phần tài liệu đã được đóng dấu đưa đến phòng làm việc của bí thư Mục. Sau khi lật qua xem xét ý kiến của phòng giám sát, trên mặt bí thư Mục xuất hiện nụ cười. Lúc này tuy ủy ban kỷ luật của bọn họ chưa chọn lựa phương pháp hành động, thế nhưng đã có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào sự kiện này. Hắn dám khẳng định dù là bí thư ủy ban kỷ luật Mã Nghênh Tường hay là người đứng đầu tỉnh ủy cũng đã biết chuyện này, cũng đang chờ bọn họ báo cáo. Bí thư Mục thay đổi vài nội dung đơn giản, sau đó nở nụ cười vui vẻ. Hắn nói với Triệu Quân Dũng đang đứng ở bên cạnh. Cậu Triệu, chúng ta đi gặp bí thư Mã. Mã Nghênh Tường có phòng làm việc của mình ở văn phòng tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, thế nhưng phần lớn thời gian thì bí thư Mã đều ở văn phòng tỉnh ủy. Vì có hẹn trước, vì vậy hôm hai người bí thư Mục và Triệu Quân Dũng nhanh chóng được gặp mặt lãnh đạo. Mã Nghênh Tường tiến lên làm bí thư ủy ban kỷ luật cũng không quá lâu, nhưng chỉ cần lãnh đạo ra mặt thì hầu như làm cho cán bộ trong tỉnh cực kỳ sợ hãi. Anh Mục đến đấy à? Khi nhóm người bí thư Mục tiến vào thì Mã Nghênh Tường đang phê văn kiện chỉ thị, khi thấy hai người bí thư Mục thì khẽ gật đầu. Hắn bắt chuyện một câu với bí thư Mục, còn Triệu Quân Dũng thì trực tiếp bỏ qua không quan tâm. Triệu Quân Dũng đi theo bí thư Mục ngồi lên ghế salon nhưng trong lòng lại thầm nghĩ hốc mắt của lãnh đạo giống như biển rộng. Chính mình là một người cùng đến theo bí thư Mục, thế nhưng bí thư Mã căn bản không nhìn thấy mình, giống như chỉ có một mình bí thư Mục đi đến nơi này. Điều này không khỏi làm cho Triệu Quân Dũng có chút chua xót, thế nhưng khi bí thư Mã buông bút, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Bí thư Mã, vừa rồi phòng giám sát đã gửi cho tôi một phần tài liệu về bí thư Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Theo tài liệu này, chiếc đồng hồ trên tay bí thư Vương có nhãn hiệu Patek Philippe, giá trị trên 1 triệu, đã được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Phòng giám sát cho rằng ủy ban kỷ luật chúng ta nên tiến hành điều tra, dùng hành động thực chất để loại trừ những ảnh hưởng bất với hình tượng của tỉnh Sơn Nam. Bí thư Mục ngồi nghiêm chỉnh, hắn giọng điệu nghiêm túc báo cáo với bí thư Mã Nghênh Tường. Mã Nghênh Tường tiếp nhận tài liệu trong tay bí thư Mục rồi nhìn qua một lượt, gương mặt thêm thâm đen khó coi. Lúc này Triệu Quân Dũng ngồi bên cạnh bí thư Mục, thế nhưng trong lòng lại đang thưởng thức những lời của bí thư Mục. Con bà nó thật sự là hoa trong bụi cỏ. Triệu Quân Dũng nghĩ đến tình huống bí thư Mục ném tất cả về phía đám người bên mình, thế là cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Triệu Quân Dũng biết rõ thuộc hạ đôi khi phải lãnh tiếng xấu thay cho lãnh đạo, nhưng bây giờ nghe thấy bí thư Mục ném tất cả ý nghĩ này về phía mình, hắn vẫn thật sự cảm thấy không thoải mái. À, tính mẫn cảm của phòng giám sát là rất mạnh, điều này nói các đồng chí vẫn đang tận tâm tận lực công tác. Mã Nghênh Tường đặt phần tài liệu lên bàn, cũng không nói ra lời bình mà tiến hành khen ngợi Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng nhận được lời khen của lãnh đạo đứng đầu đơn vị, thế là không khỏi cảm thấy say máu như gà trọi. Hắn vội vàng đứng lên nói. Bí thư Mã, phòng giám sát chúng tôi sở dĩ có được thành tích nhỏ hoàn toàn nhờ vào sự lãnh đạo của bí thư Mục, nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc của ngài và bí thư Mục, chỉ sợ chúng tôi cũng khó thể công tác đến trình độ như lúc này. Triệu Quân Dũng nói làm cho hai vị bí thư nở nụ cười, thế nhưng cũng không đặt thời gian nhiều lên người Triệu Quân Dũng. Mã Nghênh Tường gọi điện thoại cho bí thư Hào Nhất Phong, một phút sau hai người Mã Nghênh Tường và bí thư Mục đi đến phòng làm việc của bí thư Nhất Phong. Triệu Quân Dũng nhìn hai vị lãnh đạo rời đi mà trong lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ, cũng không biết bí thư Mục có phải là người tiếp nhận tiếng xấu thay cho bí thư Mã hay không. Khi Triệu Quân Dũng đang suy tư về vấn đề này, hai vị bí thư đã đi mất dạng. Đồng chí Triệu Quân Dũng, cho anh một nhiệm vụ, anh hỗ trợ bí thư Mục đi đến thành phố La Nam một chuyến, điều tra sự việc này cho rõ ràng. Bí thư Mã Nghênh Tường nhìn Triệu Quân Dũng rồi trầm giọng nói. Ôi! Lý Chính Nam nhìn những bài bình luận trên trang web, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Chính Nam đã phấn đấu 17-18 giờ, tốc độ viết bài bình luận cũng ngày càng nhanh, thế nhưng dù hắn cố gắng bao nhiêu,
thậm chí người hỗ trợ ngày càng nhiều, thế nhưng những lời bình luận giải thích cho Vương Tử Quân của bọn họ cũng bị người ta nhấn chìm. Anh Nam, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Một tên thanh niên cao gầy với gương mặt đầy mụn trứng cá thanh xuân đi đến bên cạnh Lý Chính Nam khẽ khuyên nhủ. Lý Chính Nam thật sự rất bất đắc dĩ với tình huống này, hắn lắc đầu, sau đó nhìn những người bạn đang rất mệt mỏi ở chung quanh nói. Chúng ta đi ăn cơm cái đã, quay về nói sau. Anh Nam, coi như xong đi, 10 người chúng ta cũng căn bản là không làm được gì, căn bản không có người tin tưởng, rõ ràng là phí công vô ích. Lúc này thái độ của tên thanh niên cao gầy khá tiêu cực. Đúng vậy, chúng ta ngồi đây cả buổi đã xem như không phụ lòng Bí Thư Vương, xem như dừng lại ở đây thôi. Lý Chính Nam nhìn hai người đồng bạn của mình mà cảm xúc rơi xuống đáy cốc, đây là hai người đi theo hắn phấn đấu hơn chục giờ, trước đó các bên còn chưa quen nhau, sau khi nghe lời kêu gọi của Lý Chính Nam thì bọn họ mới gia nhập vào đội ngũ làm việc nghĩa không chùn bước. Bỏ qua những lời chửi rủa của đám người trên mạng, thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng ra tay viết bài bình luận cho Bí Thư Vương, dùng lực lượng uy thế và sự bền bỉ của mình nói thay lời cho Bí Thư Vương. Chương 977, nước lạnh buốt răng. Tuy người trên mạng khẳng định Bí Thư Vương là quan tham ô ngày càng nhiều, thế nhưng Lý Chính Nam không tin, cũng căn bản là không muốn tin. Hắn biết người đang bị mắng trên mạng đã làm cho cha mẹ mình có công việc, làm cho bọn họ có được một căn nhà riêng của mình vào thời buổi mà thành phố La Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cũng chính là vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia đã thay đổi diện mạo thành phố La Nam, kéo ngắn thời gian từ thành phố La Nam đến thành phố Sơn Viên chỉ trong thời gian một giờ. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Chính Nam thật sự cảm thấy không thoải mái, cuối cùng hắn đứng lên, cảm thấy hai chân mình đã sưng tấy. Ông chủ, tính tiền. Lý Chính Nam sờ vào 100 đồng trong túi áo mà trong lòng có chút run rẩy, hắn biết rõ chút tiền của mình đã dư tính tiền in tê. Thế nhưng những người bạn của mình cũng đã ngồi khá lâu, có thể giúp người ta thanh toán được sao? Cùng lắm là ký sổ thôi. Trong đầu Lý Chính Nam lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn đang suy nghĩ nên mở miệng giải thích với ông chủ quán như thế nào, đúng lúc này ông chủ thò đầu ra nói. Anh em, xem như tôi mời khách. Tiền này các người dùng đi ăn cơm, khỏi phải trả. Lý Chính Nam thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình, hắn là khách quen của cửa hàng in tê này, đã thấy ông chủ vì 5 đồng tiền mà đánh một tên thanh niên tối tăm mặt mũi, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao. Ông chủ, thật sự xấu hổ quá. Khi Lý Chính Nam không biết nói gì cho phải, chợt nghe thấy ông chủ quán vung tay nói. Tôi cũng là một công nhân viên chức nghỉ việc, cuộc sống gia đình không quá tốt. Lúc này vợ tôi đã có việc làm, cũng mua được nhà, tôi ở nhà mở cửa hàng này cũng là nhờ vào tiền cho vay bằng chính sách quan tâm đến nhân viên nghỉ việc của Bí Thư Vương. Có thể nói không có Bí Thư Vương thì không có cuộc sống của tôi bây giờ, lúc này có người dám dội nước bẩn lên người lãnh đạo, tôi cũng thật sự cảm thấy rất tức tối. Ông chủ quán nói đến đây thì khoát tay. Các anh đi ăn cơm đi, tôi ở lại tiếp tục phấn đấu. Hừ, đám người kia đúng là không biết cái quái gì. Cũng không hỏi rõ tình huống mà mắng người lung tung, thật sự là ngu như heo. Theo tôi, với những cống hiến của Bí Thư Vương cho thành phố La Nam, đừng nói anh ấy không tham ô, cho dù là tham ô cũng không là vấn đề. Lúc này tâm tình uể oải của Lý Chính Nam mới ấm trở lại, lời nói của ông chủ quán làm cho hắn cảm thấy những cố gắng của mình là căn bản không uổng phí. Lát nữa tôi sẽ quay lại trả tiền cho anh. Lý Chính Nam nói rồi quay sang đám đồng bạn phía sau. Chúng ta đi ăn cơm, tôi mời khách. Trong những âm thanh ồn ào rộn rã, Lý Chính Nam cảm thấy mình như một anh hùng, hắn đang dùng năng lực của mình để bảo vệ chính nghĩa của lòng mình. Tiểu tử này, ngày hôm qua đi đâu vậy? Lên mạng với trả lên mạng, tôi nói với cậu thế nào? Nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ cắt đứt chân cậu cho ở nhà luôn. Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tai anh hùng Lý Chính Nam, điều này không khỏi làm cho hắn khẽ run lên. Ngay sau đó hắn đã thấy được hình bóng hùng dũng của bố mình. Bố của Lý Chính Nam là công nhân nhà máy cơ giới, đã có nửa đời tiếp xúc với máy móc, điều này làm cho cơ thể ông chắc nịch vào khỏe mạnh, thế cho nên từ nhỏ đến lớn đều áp dụng phương pháp gậy gộc để giáo dục Lý Chính Nam. Bố! Lý Chính Nam lớn tiếng chào hỏi, trong đầu bùng lên một xúc động muốn bỏ chạy. Tiểu tử dám chạy thử xem.
tôi sẽ cho cậu biết tay. Ông Lý hùng hổ lao vào trong quán, vừa vào đã chửi ầm lên. Dưới uy thế mạnh mẽ của bố, Lý Chính Nam cực kỳ e sợ, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó ngoan ngoãn đi về phía bố mình. Con của anh thật sự rất tốt, đừng mắng nó. Khi Lý Chính Nam đang không biết nói sao cho phải, đột nhiên ông chủ quán lên tiếng khuyên nhủ. Này, anh đừng dở trò đứng yên nói chuyện không sợ đau lưng, con của anh một đêm không về, anh có lo lắng không? Anh Lý vừa nghe thấy ông chủ quán lên tiếng thì mở miệng bằng giọng điệu cũng không mấy thân mật, sau đó trừng mắt nhìn con trai, lại dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Mày cũng không còn nhỏ nữa rồi, suốt ngày chỉ biết lên mạng chơi game. Như vậy thì hỏi xem người làm cha làm mẹ như chúng tôi sao có thể yên tâm được. Lý Chính Nam cảm thấy rất uất ức, hắn khẽ giải thích. Bố, con cũng không chơi game. Cậu không chơi game thì làm trò gì, không phải là chát chít nói chuyện trời ơi sao? Thứ mạng mỏ này thật sự không ra gì, làm hư cả thế hệ thanh thiếu niên. Bố của Lý Chính Nam dùng giọng không khách khí nói. Con nói lời biện luận cho người ta, bố nhỏ giọng một chút được không? Lý Chính Nam nghe thấy bố mình nói năng lỗ mãng như vậy thì tranh thủ thời gian khuyên can. Ông Lý nhìn gương mặt gấp gáp của con trai, thế là càng thêm hiểu rõ vấn đề, hắn cười lạnh một tiếng với Lý Chính Nam. Biện luận, cậu thì biện luận cái gì? Nói cho tôi xem, có chuyện quốc gia đại sự gì cần cậu phải biện luận? Trên mạng có người mắng Bí Thư Vương là tham quan, con không phải đang biện luận cho Bí Thư Vương sao? Ông Lý vốn đang nổi giận đùng đùng. Nhưng sau khi nghe lời con trai thì tâm tình ổn định trở lại. Cậu nói cả đêm qua bỏ thời gian ngồi nói lời giải thích giúp đỡ cho Bí Thư Vương sao? Vâng, con cảm thấy không thể để cho người ta tùy tiện nhục mạ Bí Thư Vương được. Con là một người của thành phố La Nam, con cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giải thích rõ ràng. Lý Chính Nam nói xong thì ánh mắt vốn luôn né tránh đã dám nhìn thẳng vào bố mình. Con trai tốt, con đã làm đúng. Ông Lý vỗ vỗ vai Lý Chính Nam rồi cười ha hả nói. Ngày hôm qua bố có nghe nói về chuyện này, thật sự là nhổ nước miếng cũng có thể giết người, nếu không có người ta thì bố cậu còn đang thất nghiệp ngồi ở nhà. Đi thôi, hãy nói vài lời hữu ích thay bố với ân nhân của nhà mình. Chú Lý, chúng cháu đã mười mấy giờ chưa ăn cơm rồi. Tên thanh niên cao gầy thấy Lý Chính Nam và bố nói chuyện đã có chuyển biến, thế là cười nói. Ừ. Không thể nhịn được, ăn cơm trước thôi. Con trai, bố ủng hộ con. Ông Lý vừa nói vừa móc túi lấy ra vài tờ tiền nhét vào trong tay con trai. Lý Chính Nam nhìn vào vẻ mặt của bố mình, hắn cảm thấy hai mắt có hơi cay cay. Hắn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Đúng lúc có một nhóm người đi đến, những người này đều 3-40 tuổi, ai cũng mặc quần áo lao động, dù nhìn thế nào cũng không phải thuộc nhóm thường hay lên mạng. Ông chủ! Chúng tôi muốn 20 máy. Một tên công nhân đi đầu lên tiếng nói với ông chủ quán, vừa nói vừa lấy ra vài tờ 100 đồng. Ông chủ quán có chút sững sốt, định mở miệng phân phó mở máy, đúng lúc này ông Lý lên tiếng. Anh Vương, các người đến đây làm gì? Tôi nghe Tiểu Hà của văn phòng nói chúng ta cũng có thể lên mạng viết bình luận, thế cho nên kéo cả tổ đến đây. Có người nói bậy về Bí Thư Vương, bọn họ tưởng chúng tôi không biết mở miệng sao. Anh Vương là một người đàn ông hơn 40 tuổi, khi thấy ông Lý thì vung tay lên nói. Ha ha, anh Vương, anh đã đến chậm rồi, con trai của tôi và nhóm bạn của nó đã biện luận hơn chục giờ rồi, lúc này tôi cho bọn nó đi ăn cơm, sau đó sẽ quay về tiếp tục. Ông Lý nói đến đây thì gương mặt có vẻ rất sảng khoái giống như con trai mình đã làm một chuyện gì đó thật sự kinh thiên động địa. Lúc này từng cặp mắt nhìn về phía Lý Chính Nam. Điều này không khỏi làm cho Lý Chính Nam có chút đỏ mặt. Xuất hiện tình huống ủy ban kỷ luật tỉnh ủy xuống điều tra sự việc. Một tên thanh niên đang lên mạng chợt ngẩng đầu lớn tiếng nói. Âm thanh của người này không khỏi làm cho đám người đang nói chuyện chợt trở nên im lặng, sau đó cả đám đi về phía máy tính, bên trên là một bản tin, tỉnh ủy Sơn Nam quyết định điều tra về sự việc liên quan đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết tin tức ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ xuống điều tra sớm hơn đám người Lý Chính Nam, nhưng hắn cũng không biết ở thành phố La Nam có một nhóm thanh niên đang góp chút lực gầy yếu để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình. Bí Thư Vương, nghe nói dẫn đầu đội ngũ lần này là một vị phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy,
chính là trưởng phòng giám sát Mục Hoài Trụ. Đồng chí Tân ngồi bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tuy không quen thuộc Mục Hoài Trụ, lại biết sự kiện liên quan đến Nhan Sĩ Tắc chính là trò hay của đối phương. Lúc này đối phương tiến hành dẫn đội ngũ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đến La Nam, rõ ràng đang hướng về phía mình. Nhưng Vương Tử Quân đã có tính toán, hắn cũng không hề bối rối, hắn cười nói với đồng chí Tân. Đến cũng tốt, cứ cho bọn họ điều tra, dù sao bây giờ tôi cũng đang cảm thấy rất vô tư thoải mái. Đồng chí Tân nở nụ cười, tuy hắn cũng tin Vương Tử Quân sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ câu chuyện về chiếc điện thoại trên tay Bí Thư Vương đã được người ta xào nấu quá nóng, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa sự việc này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến sự kiện Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy, nhưng làm cho đồng chí Tân lo lắng nhất chính là làm sao để bình ổn Trường Phong ba lần này, dù sao thì Bí Thư Vương còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Bí Thư Vương, chúng ta tiếp đãi thế nào? Đồng chí Tân có chút do dự, hắn nói tiếp. Theo ý của Chủ tịch Hà thì chúng ta cố gắng tiếp đón theo quy cách cao. Hà Khởi Duệ đề xuất nghi thức tiếp đón với quy cách cao chính là nể mặt đám người Mục Hoài Trụ, nếu như là bình thường thì Vương Tử Quân sẽ không quan tâm đến chút nghi thức xã giao như vậy, nhưng bây giờ hắn lại tuyệt đối không làm như vậy. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân trầm giọng nói. Nếu là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật, như vậy để cho người của Bí Thư Kim tiếp đãi, tôi không tham dự. Để cho người của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy tiếp đãi, theo ý của Hà Khởi Duệ thì cũng không cần quá quan tâm đến đám người Mục Hoài Trụ. Đồng chí Tân biết rõ điều này, vì Hà Khởi Duệ đã bỏ qua những hoạt động sắp tới của mình, chuẩn bị đặc biệt tiếp đón người của tổ điều tra. Nhưng cuối cùng đồng chí Tân lại không nói ra, hắn đã nhiều lần được thấy thủ đoạn lật tay làm mưa của Bí Thư Vương Tử Quân, vào thời điểm mấu chốt hắn nên phục tùng theo những sắp xếp của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, tôi biết rồi. Đồng chí Tân nói xong cũng không rời đi, hắn nhìn về phía cánh cửa, sau đó khẽ nói. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy trong thành phố chúng ta có vài cán bộ lãnh đạo căn bản không quá ổn định. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, đồng chí Tân nói đến ai thì hắn đã quá rõ ràng. Hắn khẽ cười cười nói với đồng chí Tân. Trời sắp mưa, gái sắp lấy chồng, cứ để tùy ý bọn họ. Bây giờ điều chúng ta cần làm là lợi dụng cơn gió đông của Hội nghị Phát triển Kinh tế thành phố La Nam, đẩy mạnh xây dựng phát triển kinh tế, tiếp tục theo dõi những hạng mục đã được ký kết, đồng thời tranh thủ thời gian yêu cầu bọn họ chứng thực. Bí Thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt phương diện này. Đồng chí Tân thật sự không ngờ vào lúc này Vương Tử Quân vẫn quan tâm đến những thứ kia, thế là trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác cảm động. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Tử Quân nhìn về phía điện thoại theo bản năng, sau đó phát hiện đó không phải là điện thoại bàn, mà là điện thoại di động. Vương Tử Quân nhìn tên người gọi đến lóe lên trên màn hình, hắn khẽ nhíu mày. Đồng chí Tân đứng bên cạnh thấy lãnh đạo nhíu mày, hắn biết mình nên nhanh chóng rời đi. Liêu An Như, vì sao lại gọi điện thoại cho mình? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nhấn nút nghe. Bí Thư, chào Bí Thư Vương. Sau khi điện thoại kết nối, Liêu An Như ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu có chút do dự nói. Đối với người vợ kiếp trước là Liêu An Như, Vương Tử Quân cố gắng duy trì khoảng cách với nàng. Bây giờ nghe cách nàng xưng hô với mình, hắn chợt sinh ra cảm giác không thoải mái. Càng ngày càng xa. Tuy Vương Tử Quân có chút cảm khái nhưng trước nay vất vả lắm mới bảo trì và kéo giãn khoảng cách, thế cho nên hắn trầm giọng nói. Chào cô, Liêu nữ sĩ đã có khoảng thời gian dài chưa đến thành phố La Nam chúng tôi, lúc này có không ít người hâm mộ ở thành phố chúng tôi đang chờ mong ngài. Nếu so sánh với lời nói của Liêu An Như thì giọng điệu của Vương Tử Quân càng thêm khách khí hơn, nhưng lời nói khách khí như vậy có đôi khi làm cho người nói cảm thấy đau đớn. Liêu An Như trầm ngâm một lát, nàng cũng không tiếp nhận chủ đề của Vương Tử Quân mà khẽ nói. Bí Thư Vương, tôi thấy vài tin tức bất lợi cho ngài trên mạng Internet, ngài không có việc gì đấy chứ? Không có gì. Vương Tử Quân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, sau đó trong lòng bùng lên chút ấm áp. Dù thế nào thì Liêu An Như gọi điện thoại đến cho mình, ít nhất cũng xem mình là bạn. Là một vài sự kiện nhỏ nhặt, căn bản không có vấn đề gì. À, tôi cũng tin Bí Thư Vương không có chuyện gì.
Liêu An Như khẽ thở ra một hơi rồi nói. Hai người nói thêm vài câu không mặn không nhạt, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và trầm ngâm giây lát, sau đó bắt đầu suy tư về việc khác. Lúc này trong một gian phòng khách sạn cách phòng làm việc của Vương Tử Quân 1 km, Liêu An Như đang nhìn hình ảnh trong nhật báo La Nam mà trở nên trầm tư. Chương 978, phóng về phía trước như viên đạn. Đó là hình ảnh Vương Tử Quân đang chủ trì hội nghị phát triển kinh tế lần thứ 2 ở thành phố La Nam. Bí thư Vương mặc một bộ tây phục đen có vẻ cực kỳ trưởng thành lão luyện, tinh thần tươi sáng, dưới ánh mắt của đám lãnh đạo doanh nghiệp bốn phía, hắn giống như sao sáng quanh trăng. Anh ấy là ánh trăng trên trời, mình không nên suy nghĩ nhiều. Liêu An Như thầm chế giễu mình như vậy, lúc này đột nhiên những dòng lệ tuôn trào rơi lên hình ảnh Vương Tử Quân. Liêu tiểu thư, cô có việc gì không? Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, giọng nói quen thuộc truyền vào. Liêu An Như cầm khăn tay lau mắt, sau đó nàng mới đi ra mở cửa. Khi thấy đó là người đại diện quen thuộc, nàng miễn cưỡng cười nói. Anh Triệu, có chuyện gì sao? Không có gì, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Liêu tiểu thư hôm nay có sắp xếp gì không? Khi người quản lý đối mặt với ánh mắt của Liêu An Như thì giống như có chút hoảng hốt. Nhưng chút hoảng hốt đó nhanh chóng tan biến, Liêu An Như lúc này đang đặt tâm tư lên người Vương Tử Quân. Thế cho nên cũng không quan tâm quá nhiều đến kẻ đại diện cho mình. Không có sắp xếp gì cả, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Liêu An Như nói rồi đóng cửa lại. Người đại diện nhìn cánh cửa đóng lại mà vẻ mặt có chút âm trầm, cũng có chút do dự. Hắn cầm điện thoại gọi đi, sau khi nối thông thì hắn khẽ lên tiếng báo cáo. Liêu tiểu thư hôm nay đang ở thành phố La Nam. Vì điều tra sự kiện liên quan đến Vương Tử Quân mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã triệu tập đủ đội hình binh hùng tướng mạnh, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật kiêm Phó Phòng Giám sát đã dẫn một đội ngũ hơn 10 người đi đến thành phố La Nam theo đường cao tốc Sơn La. Triệu Quân Dũng và Mục Hoài Trụ ngồi cùng một xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên làm cho bầu không khí trong xe rất thoải mái. Triệu Quân Dũng ngồi song song với Mục Hoài Trụ ở hàng ghế sau xe, nhưng đãi ngộ thế này làm cho hắn cảm thấy rất gò bó. Dù hắn là thủ hạ cho Mục Hoài Trụ từ rất lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Quân Dũng được ngồi gần bên cạnh lãnh đạo. Hắn đưa mắt nhìn ánh mắt khép hờ của lãnh đạo, do dự một chút, đành phải tìm lời nói. Bí thư Mục, lần này chúng ta đến thành phố La Nam, chỉ sợ có vài người rất khó chịu. Mục Hoài Trụ mở mắt nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng, cũng không tiếp lời mà cười nói. Quân Dũng, lần này người đến La Nam đều là binh hùng tướng mạnh. Cậu chuẩn bị triển khai mở rộng công tác như thế nào? Bí thư Mục, tôi là thủ hạ, là lính của ngài, tôi hiểu tính cách của ngài, chỉ cần ngài mở miệng, tôi sẽ tuyệt đối cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Câu trả lời chém đinh chặt sắt của Triệu Quân Dũng làm cho Mục Hoài Trụ thêm vui vẻ. Làm lãnh đạo chính là như vậy, ai cũng có nghiệp lớn muốn bò lên trên, nếu chỉ dựa vào sức mạnh bản thân và chút nhiệt huyết là không đủ, không thể nào chỉ là lý luận suông được. Mặc dù Triệu Quân Dũng luôn không làm cho người ta sinh ra cảm giác tươi đẹp như đóa hoa, thế nhưng ít nhất đối phương cũng có thái độ trung thành tận tâm. Mục Hoài Trụ lấy từ trong túi ra một gói thuốc, rút một điếu đưa cho Triệu Quân Dũng, sau đó cười nói. Quân Dũng, rất tốt, những năm qua cậu đã xử không ít vụ án, Bí thư Mã cũng rất hài lòng với công tác của cậu. Triệu Quân Dũng nhận lấy điếu thuốc của Mục Hoài Trụ mà không khỏi có chút cảm giác mang ơn. Triệu Quân Dũng cúi đầu khom lưng liên tiếp nói vài câu cảm ơn, vì kích động nên đầu óc hắn chợt bừng sáng. Hắn là một tên thủ hạ cấp dưới, hắn ra sức công tác không phải vì muốn có được sự tán thưởng của lãnh đạo sao. Tuy Mục Hoài Trụ nhắc đến Bí thư Mã nhưng Triệu Quân Dũng cũng biết rõ lúc này mình nên tỏ thái độ như thế nào, hắn không nói hai lời mà đưa Bí thư Mã về vị trí xa xôi, sau đó trực tiếp tỏ thái độ. Cảm ơn Bí thư Mục. Nếu không có được sự bồi dưỡng tận tâm của ngài, tôi cũng không có được thành tích như bây giờ. Quân Dũng, cậu cũng không cần khiêm tốn, có một số việc chính là kết quả của sự cố gắng của chính bản thân mình. Mục Hoài Trụ nói đến đây thì tiếp tục. Nhân sự trong tỉnh sẽ có điều chỉnh ở biên độ nhỏ, đây là cơ hội tốt, Quân Dũng, cậu nên nắm bắt cho tốt. Cảm ơn Bí thư Mục. Triệu Quân Dũng thật sự giống như được tiêm thuốc kích thích, lúc này cực kỳ có tinh thần. Quân Dũng, lần này đến thành phố La Nam,
cậu chuẩn bị triển khai mở rộng công tác như thế nào? Mục Hoài Trụ nói đến đây thì dùng ánh mắt như diều hâu nhìn vào mặt Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng cũng đã suy xét cực kỳ cẩn thận với tình huống mình triển khai mở rộng công tác như thế nào. Lúc này nghe Mục Hoài Trụ mở miệng hỏi, hắn trầm giọng nói. Bí thư Mục, tôi cảm thấy chúng ta nên tiến hành điều tra từ người Vương Tử Quân, chỉ cần chúng ta nắm giữ chứng cứ, chứng minh chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân, như vậy chúng ta đã thành công hơn phân nửa rồi. Gương mặt Mục Hoài Trụ không có gì thay đổi, thế nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy không yên, chỉ sợ lời nói của mình có vấn đề gì đó. Quân Dũng, rất tốt, rất có ý nghĩ. Một bàn tay dày rộng vỗ lên vai Triệu Quân Dũng, điều này không khỏi làm cho áp lực của Triệu Quân Dũng giảm đi hơn phân nửa. Tút tút tút. Khi Triệu Quân Dũng chuẩn bị tiến thêm một bước nói lời trung thành tận tâm, đột nhiên điện thoại của Mục Hoài Trụ vang lên. Mục Hoài Trụ nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nở nụ cười nói. Bí thư Trương, đã 2 ngày rồi không liên hệ, lần này biết đâu sẽ phải quấy rầy anh rồi. Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì đó, chợt nghe Mục Hoài Trụ cười nói. Anh bây giờ không phải là bí thư ủy ban kỷ luật, nhưng anh vẫn là cán bộ lãnh đạo đảng, ở phương diện chấp hành chỉ thị thì chúng ta cũng là trăm sông đổ về biển, cùng nhất trí một mục tiêu. Hơn nữa trước nay tôi và bí thư Mã đều căn bản không xem anh là người ngoài. Sau khi nghe những lời của Mục Hoài Trụ thì Triệu Quân Dũng đã có vài phần hiểu người gọi điện thoại đến là ai. Hắn nghĩ đến thân phận của đối phương, thế là càng tin tưởng vào chuyến đi lần này của mình đến thành phố La Nam. Khi xe đi vào đầu đường cao tốc, Triệu Quân Dũng thấy 2 chiếc xe dừng bên rìa đường. Bên cạnh 1 chiếc xe trong số đó chính là Phó Bí thư Thị ủy kiêm Bí thư ủy ban kỷ luật Kim Điền Lạc của thành phố La Nam, còn có vài vị cán bộ của ủy ban kỷ luật Thị ủy đứng đó. Bí thư Mục, đó là Kim Điền Lạc của thành phố La Nam. Triệu Quân Dũng thấy Kim Điền Lạc thì khẽ nói với Mục Hoài Trụ. Mục Hoài Trụ cũng thấy đoàn người Kim Điền Lạc, hắn hiểu ý của Triệu Quân Dũng. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ dùng giọng lạnh nhạt nói. Nếu đồng chí thành phố La Nam đã đến đây nghênh đón, chúng ta xuống gặp mặt thôi. Triệu Quân Dũng nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Mục Hoài Trụ, hắn có vài lời muốn nói nhưng lại thôi, đành nuốt xuống bụng. Chương 979, làm người như nước làm việc như núi. Lái xe căn bản không cần Mục Hoài Trụ phải mở miệng phân phó, hắn dừng xe lại ở bên cạnh Kim Điền Lạc. Lúc này Kim Điền Lạc đã chuẩn bị kỹ càng, hắn nhanh chóng đi về phía chiếc xe của lãnh đạo. Chào Bí thư Mục, chào mừng ngài đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Khi Mục Hoài Trụ xuống xe, Kim Điền Lạc đã nhanh chóng dùng 2 tay bắt chặt tay lãnh đạo. Mục Hoài Trụ cười ha hả nói. Bí thư Kim quá khách khí rồi, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải tỏ ra khách khí như vậy. Lần này tôi đại biểu cho lãnh đạo xuống đây tìm hiểu tình huống. Anh nên truyền đạt ý nghĩ của chúng tôi thật đúng đắn cho Bí thư Vương mới được. Ha ha, Bí thư Mục, tôi sẽ nhanh chóng truyền đạt chi tiết cho lãnh đạo. Bí thư Vương vốn tự mình muốn đến tiếp đón ngài, thế nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, chỉ sợ sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho ngài, thế nên đành ở lại trong văn phòng thị ủy chờ đợi ngài. Kim Điền Lạc nói rồi siết chặt 2 tay của Mục Hoài Trụ. Bí thư Vương để tôi nói lời xin lỗi, đồng thời cũng mong Bí thư Mục hiểu cho. Bí thư Vương thật sự là quá khách khí, chúng ta không phải là người ngoài, đâu cần phải khách khí như vậy. Mục Hoài Trụ vung tay rất có khí độ, hắn cười ha hả nói. Hai bên gặp mặt có bầu không khí rất phù hợp, sau khi bắt chuyện với Triệu Quân Dũng một câu, Kim Điền Lạc cười nói. Bí thư Mục, nơi đây không hợp nói chuyện, không bằng chúng ta đến nhà khách thành phố La Nam nghỉ ngơi rồi nói sau. Tốt, Mục Hoài Trụ căn bản là không từ chối. Hắn đồng ý một tiếng rồi lên xe của mình. Kim Điền Lạc thấy Mục Hoài Trụ cũng không có ý mời mình lên xe, thế là lại leo lên chiếc Nissan Bluebird mới tinh của mình, nhưng nụ cười trên mặt hắn đã có vài phần âm trầm. Kim Điền Lạc là bí thư ủy ban kỷ luật chưa quá lâu, vì vậy căn bản không có quá nhiều liên hệ với Mục Hoài Trụ. Nhưng lúc này hắn căn cứ vào giọng điệu của đối phương, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương đang đề phòng với mình. Cảm giác như vậy càng làm cho hắn hiểu được ý đồ của đám người này khi đến thành phố La Nam. Kim Điền Lạc lấy điện thoại ra, hắn bấm số, nhưng sau đó lại đặt điện thoại xuống.
Chỉ hơn 10 phút sau thì bốn chiếc xe nối đuôi nhau đi vào nhà khách La Nam, vì đã có chỉ thị từ trước, thế cho nên nhân viên công tác nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho các điều tra viên. Mục Hoài Trụ đi rửa mặt sau đó cười nói với Triệu Quân Dũng ở trong phòng của mình. Chủ nhiệm Triệu, từ khi tiến vào thành phố La Nam thì chúng ta sẽ coi như tiến vào trạng thái công tác, có một thứ cần phải nhớ kỹ chính là nhìn xa trông rộng, xử lý cả những sự việc nhỏ, căn bản không cho ra sơ hở. Bí thư Mục cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ra một đáp án cực kỳ tươi đẹp với ngài. Triệu Quân Dũng nói những lời này cũng không phải là qua loa cho xong, đây cũng là những lời từ tận đáy lòng hắn. Lần trước hắn đến thành phố La Nam điều tra về Nhan Sĩ Tắc, hắn hầu như mất hết mặt mũi, khi đó hắn là một điển hình điều tra phản diện lại ra gương người tốt việc tốt với các đơn vị ban ngành trong tỉnh. Đáng lý ra đó là thành tích, thế nhưng đối với ban ngành kiểm tra kỷ luật thì lại là chuyện cười muôn thuở. Thậm chí còn có người nói gở, sở dĩ có kết quả như vậy là vì trên người chủ nhiệm Triệu bừng bừng chính khí, trực tiếp đồng hóa tội phạm thành tấm gương điển hình. Lời nói này nghe vào tai giống như khen người. Nhưng thực tế nó có ý nghĩa gì thì tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng. À, cậu mời Bí Thư Kim đi theo, chúng ta triển khai mở rộng công tác còn phải nhờ vào sự phối hợp của bọn họ. Mục Hoài Trụ khoát tay áo với Triệu Quân Dũng, sau đó khẽ phân phó. Bí Thư Mục, Kim Điền Lạc là tâm phúc của Vương Tử Quân, tôi cảm thấy nên bảo trì khoảng cách với bọn họ thì hay hơn. Triệu Quân Dũng suy tư giây lát rồi khẽ dùng giọng đề nghị nói. Mục Hoài Trụ lắc đầu nói. Điều này cậu không cần lo lắng, cho dù Kim Điền Lạc có muốn giở thủ đoạn với chúng ta, hắn cũng không dám thực hiện rõ ràng. Hơn nữa chúng ta đến La Nam và chưa quen cuộc sống nơi đây, không tìm bọn họ thì tìm ai? Chưa quen nơi đây, Triệu Quân Dũng căn bản không ủng hộ những lời này của Mục Hoài Trụ. Trên đường đi thì Trương Hợp Tuân đã gọi điện thoại đến, có một người trước kia là bí thư ủy ban kỷ luật của thành phố La Nam mở lời. Như vậy còn quan tâm gì đến Kim Điền Lạc? Nhưng quan cao hơn có thể đè chết người, huống hồ Mục Hoài Trụ không phải chỉ lớn hơn Triệu Quân Dũng một cấp bậc. Lúc này Mục Hoài Trụ đã cho ra quyết định, Triệu Quân Dũng dù muốn hay không cũng chỉ có thể chấp hành mà thôi. Kim Điền Lạc đứng chờ Mục Hoài Trụ ngoài cửa, Triệu Quân Dũng đi ra nói lời mời, Kim Điền Lạc đi vào trong phòng. Hắn vừa vào cửa thì đã nở nụ cười tràn đầy nói với Mục Hoài Trụ. Bí thư Mục. Điều kiện ở thành phố La Nam chúng tôi có chút lạc hậu, kính mong lãnh đạo thông cảm cho. Bí thư Điền Lạc, anh quá khách khí rồi, nếu như điều kiện thành phố La Nam mà lạc hậu, chỉ sợ các thành phố khác sẽ không thể nào nói gì được nữa. Mục Hoài Trụ dù nói có chút khoa trương nhưng đó lại là sự thật. Khi tình hình tài chính của thành phố La Nam càng ngày càng tốt đẹp, trước đó nhà khách La Nam đã tiến hành đại tu, tuy bây giờ so ra kém khách sạn 5 sao. Thế nhưng căn bản mạnh hơn rất nhiều nhà khách thuộc các thành phố khác. Sau khi hai bên hàn huyên một lúc, Kim Điền Lạc mở miệng nói. Bí thư Mục, đã đến giờ dùng cơm, vừa rồi Chủ tịch Hà gọi điện thoại đến, nói là nhất định phải uống với các vị lãnh đạo vài ly. Tôi nghe nói Chủ tịch Khởi Duệ là người tửu lượng cao vời, thật sự muốn uống một bữa sảng khoái với anh ấy. Nhưng này Bí thư Kim, anh nên giúp tôi nói lời cảm ơn với Chủ tịch Hà. Chúng tôi đến đây lần này chủ yếu là vì sự kiện trên mạng đang bàn tán xôn xao về hình ảnh của Bí Thư Vương. Mục Hoài Trụ móc ra một điếu thuốc, Triệu Quân Dũng ngồi bên cạnh tranh thủ thời gian lấy bật lửa châm cho lãnh đạo. Tỉnh ủy cực kỳ coi trọng sự kiện này, trước khi chúng tôi đến thì Bí Thư Mã đã cho ra chỉ thị đặc biệt, đó là chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất để cho ra chân tướng sự việc, loại trừ những ảnh hưởng mặt trái của sự việc với hình tượng các cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Sơn Nam. Vì không muốn mất thời gian quá lâu, chúng tôi đã chuẩn bị triển khai mở rộng công tác ngay từ lúc này. Kim Điền Lạc nghe xong lời nói của Mục Hoài Trụ mà trong lòng thầm rung động, thế nhưng biểu hiện lại rất phối hợp với công tác của nhóm người Mục Hoài Trụ. Bí thư Mục, nếu lãnh đạo thượng cấp đã có chỉ thị như vậy, Ủy ban kỷ luật thành phố La Nam nhất định sẽ phối hợp chăm chú. Ngài có gì cứ phân phó với chúng tôi sẽ dùng toàn lực phối hợp. Mục Hoài Trụ nở nụ cười nói. Cảm ơn Bí Thư Kim đã hiểu cho, tôi cũng không khách khí, dù sao thì sớm một ngày giải quyết xong vấn đề cũng xem như miễn cho Bí Thư Vương bị oan thêm một ngày. Quân Dũng, bây giờ còn 2 giờ nữa là đến lúc dùng cơm trưa, chúng ta nên tranh thủ tiếp xúc với đồng chí Vương Tử Quân, để giải thích tình huống.
Triệu Quân Dũng chỉ chờ những lời này của Mục Hoài Trụ, sau khi nghe được lời phân phó của lãnh đạo thì lập tức đồng ý. Hắn nói với Kim Điền Lạc. Bí thư Kim, làm phiền anh mời nhân viên công tác ở bên cạnh Bí thư Vương, chúng tôi muốn tìm hiểu tình huống. Mặc dù là thương lượng nhưng đó lại là mệnh lệnh, Kim Điền Lạc gật đầu nói. Được, tôi sẽ đi sắp xếp. Kim Điền Lạc rời khỏi phòng làm việc của Mục Hoài Trụ, hắn đi đến phòng của mình. Sau khi xác nhận đã khóa trái cửa, hắn nhanh chóng bấm điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi là Kim Điền Lạc, vừa rồi Mục Hoài Trụ từ chối bữa tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Hà, cũng muốn tiến hành tiếp xúc với nhân viên công tác bên cạnh ngài, xem ra bọn họ đến đây căn bản không có ý gì tốt. N thầm hiểu ý nghĩ của Mục Hoài Trụ, tuy hắn cảm thấy ý nghĩ của đối phương là không tệ, thế nhưng lại dùng giọng khinh thường nói. Lãng phí thời gian vào việc này làm gì? Tôi cũng không phải chối bỏ tất cả, cứ đến hỏi thăm thẳng mặt không tốt sao? Được, tôi sẽ điều Khương Long Cương và Lý Đức Trụ đi qua. Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho Chí Tân, cho anh ấy thông báo với nhân viên công tác trong văn phòng thị ủy, để cho bọn họ cũng đi đến. Chúng ta cần phải tích cực phối hợp với công tác của Ủy ban Kỷ luật Thượng cấp. Vâng, Bí thư Vương. Kim Điền Lạc đang định lên tiếng thì nuốt lời vào bụng. Hắn là một cán bộ công tác nhiều năm, hắn biết rõ có vài việc nên đến điểm thì dừng, vì làm gì có vị lãnh đạo nào đầu óc đơn giản, suy nghĩ kém cỏi hơn anh. Kim Điền Lạc từng là thư ký trưởng cho Vương Tử Quân, hắn có quan hệ không tệ với đồng chí Tân. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó gọi điện thoại cho đồng chí Tân. Bí thư Kim, tình huống thế nào? Đồng chí Tân nghe máy rồi dùng giọng vội vàng nói. Kim Điền Lạc rất hiểu thái độ hiện tại của đồng chí Tân, hai người bọn họ đều là cán bộ được Bí thư Vương đề bạt, hơn nữa lại đi lại rất gần với Bí thư Vương. Nếu như thật sự có vấn đề, chỉ sợ đồng chí Tân còn bị liên lụy sâu hơn mình. Không tốt lắm, Mục Hoài Trụ lần này đến đây căn bản là chẳng có ý gì tốt. Kim Điền Lạc nói chuyện với đồng chí Tân thì giảm đi vài phần kiêng kỵ. Đồng chí Tân ở bên kia thầm mắng một câu, sau đó trầm giọng nói. Có gì cần tôi xử lý không? Anh nói đi. Vừa rồi Mục Hoài Trụ yêu cầu nói chuyện tham khảo với những nhân viên công tác ở bên cạnh Bí thư Vương, tôi đã thông báo cho Đức Trụ và Long Cương, mà anh cũng nên cho vài người đến. Nên tìm cán bộ tốt, phải có tố chất chính trị vượt qua thử thách mới được. Tuy Kim Điền Lạc không phân phó nhưng Kim Điền Lạc vẫn phải nói ra những lời như vậy. Lăn lộn nhiều năm trong quan trường thì có vài lời căn bản không thích hợp mở miệng. Nhưng lại có những lời có ý nghĩa tương tự để thay thế. Ví dụ như tố chất chính trị vượt qua thử thách, lời này có thể có thể giãn, nói ở những địa điểm và thời gian khác biệt thì vô cùng có ý nghĩa. Bây giờ Kim Điền Lạc nói như vậy, hắn tin tưởng đồng chí Tân sẽ hiểu ngay. Anh yên tâm, tôi rất nắm chắc. Đồng chí Tân nói rồi cúp điện thoại. Sau khi sắp xếp tất cả thì Kim Điền Lạc lại quay về phòng làm việc của Mục Hoài Trụ. Lúc này Mục Hoài Trụ đang nhàn nhã xem tivi. Bí thư Kim, tôi đang xem Tam Quốc, loại người như lã bố là phải chết, nhưng hắn lại có nhiều chiến công, chết cũng đáng tiếc. Đây là Trang Tuấn Kiệt trẻ tuổi, chẳng qua thông minh một đời mà hồ đồ khoảnh khắc. Mục Hoài Trụ mời Kim Điền Lạc đến ngồi bên cạnh, sau đó mở miệng bàn luận về nhân vật trong Tam Quốc. Kim Điền Lạc nghe những lời nói tràn đầy ẩn dấu của Mục Hoài Trụ, hắn sao lại không hiểu cho được. Hắn thầm cười lạnh một tiếng, sau đó mới cười nói. Tôi cũng đã xem qua Tam Quốc vài lần, phim này được làm rất tốt, nhưng tôi cảm thấy Từ Thứ mới thật sự là bi kịch, nếu hắn có thể kiên định một chút cũng không làm cho mẹ mình mất mạng, hơn nữa một thân tài hoa cũng bị mai một. Ha ha, không ngờ Bí thư Kim cũng có nghiên cứu về Tam Quốc, chúng ta nên thừa dịp nhàn hạ này để trao đổi một chút. Hai mắt Mục Hoài Trụ chợt có hơi tăm tối. Nhưng sau đó nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Bí thư Mục, một lát nữa nhân viên công tác bên cạnh Bí thư Vương đã đến. Kim Điền Lạc vừa mời thuốc Kim Điền Lạc vừa nói. Tôi thấy chủ nhiệm Triệu cũng không mang theo quá nhiều người, có cần tôi phái người của Ủy ban Kỷ luật La Nam đến hỗ trợ hay không? Điều này cũng không cần, các anh đã vất cả cả ngày, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Mục Hoài Trụ khoát tay áo nói tiếp. Nếu không các đồng chí sẽ mắng tôi ép người ta điên cuồng công tác. Kim Điền Lạc cười ha hả, hắn khen ngợi Mục Hoài Trụ một câu, sau đó hai người đều có tính toán của riêng mình, bắt đầu bàn về Tam Quốc.
Bên cạnh phòng của Mục Hoài Trụ là phòng của Triệu Quân Dũng, nếu so với phòng của lãnh đạo thì phòng của Triệu Quân Dũng nhỏ hơn phân nửa, nhưng bên trong gian phòng như vậy lại chất đầy người. Các đồng chí, lần trước phòng giám sát số 2 của chúng ta đến điều tra sự việc ở La Nam, tuy bây giờ lãnh đạo đã thông cảm, thế nhưng những lời nói ra vào cũng làm cho lòng người không được thoải mái. Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói tiếp. Tôi là lãnh đạo. Tôi thật sự không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình được. Nhưng tôi cũng muốn nói một câu, đó là ngã ở chỗ nào thì đứng lên từ nơi đó. Lần này Bí Thư Mục đến La Nam và cho phòng chúng ta đi theo, rõ ràng là sự tín nhiệm và thúc giục với chúng ta, cũng cho chúng ta một cơ hội tốt để rửa sạch sỉ nhục. Vì vậy chúng ta cần phải chăm chú phá án, từng đồng chí phải tỏ ra thái độ không sợ khổ sở mệt mỏi, phải dùng tốc độ nhanh nhất để nắm bắt vụ án này. Phải có được căn cứ chính xác để báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy. Sau khi phát biểu một lúc thì Triệu Quân Dũng cảm thấy sĩ khí bên mình đang tăng tiến, mà những lời của hắn đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Lúc này hắn nhất định phải xử án thật đẹp, một lần nữa dựng lên uy tín của mình trong đơn vị. Triệu Quân Dũng cho ra những phân công đơn giản, sau đó lại cho ra vài yêu cầu, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Quân Dũng đẩy cửa ra thì thấy một người thanh niên đứng đó, khi thấy hắn đi ra thì đối phương cung kính nói. Chào chủ nhiệm Triệu, tôi là Tiểu La của Ủy ban Kỷ luật La Nam, bây giờ các đồng chí ngài muốn gặp đều ở bên ngoài. Cảm ơn Tiểu La, chúng tôi sẽ ra ngay. Triệu Quân Dũng nói rồi đóng cửa lại, ánh mắt của hắn rất nghiêm túc nhưng tâm tư lại bành trướng. Dù thế nào thì cũng phải lợi dụng cơ hội lần này để rửa sạch thanh danh cho mình. Đối với cơ cấu tiếp đãi của nhà khách La Nam, Khương Long Cương và những nhân viên văn phòng thị ủy đã đến đây không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đến thì bọn họ đều có tâm tình nhẹ nhàng. Nhưng lúc này thì lại khác, đám người ngồi trong phòng đều trầm mặc không nói gì. Trong quan trường có lưu truyền một câu nói buồn cười thế này, gọi thư ký là bóng của lãnh đạo, lái xe là thái giám của lãnh đạo. Tuy lời nói này có chút tổn hại, thế nhưng cũng không phải không có lý. Khương Long Cương và Lý Đức Trụ là thư ký và lái xe cho lãnh đạo, thời gian này luôn được người ta chú ý, cảm nhận được bầu không khí nặng nề thì tâm tình của Khương Long Cương càng thêm đè nén. Lúc này tâm tình của Khương Long Cương rất không tốt, hắn là thư ký của Vương Tử Quân, lực ảnh hưởng của hắn ở thành phố La Nam căn bản không nhỏ hơn các vị cán bộ cấp chính cục bình thường, thậm chí còn có không ít người vây quanh hắn. Cảm giác như sao quanh trăng làm cho Khương Long Cương cảm thấy toàn thân lâng lâng. Hắn biết mình có những đãi ngộ như vậy là của Vương Tử Quân đem đến. Nếu như không phải Vương Tử Quân có cục diện được người ủng hộ ở La Nam, như vậy hắn không tin với năng lực và sức hút của mình có thể làm cho người kéo đến vây quanh. Bí thư Vương sắp tiến lên một bước, không ngờ lại xuất hiện sự kiện cái đồng hồ. Khương Long Cương thân là kinh tế của Vương Tử Quân, thế nhưng không chỉ một lần hắn thấy lãnh đạo đeo chiếc đồng hồ kia. Khi đó hắn cảm thấy nó rất đẹp. Căn bản không ngờ nó có cái giá cao vời như vậy. Khương Long Cương là thư ký của Vương Tử Quân, hắn biết rõ Bí Thư Vương công tác rất liêm khiết, dù là người ta có tặng gì cũng không nhận, dù có nhận cũng thuận tay cho đồng chí bên dưới. Vì sao Bí Thư Vương lại sử dụng một chiếc đồng hồ như vậy? Khương Long Cương nghĩ đến đây mà kinh hoàng, hắn nói như thế nào để giải vây cho Bí Thư Vương đây? Căn cứ vào nguyên tắc làm người như nước làm việc như núi. Hắn phải làm gì đó cho lãnh đạo của mình, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ứng phó nguy cơ. Hắn khát vọng tìm ra biện pháp tốt để thay đổi cục diện vào lúc này. Chương 980, quan hệ giữa người và người. Tối qua Khương Long Cương tụ tập gặp mặt bạn bè và có uống hơi nhiều. Từ sau khi làm thư ký cho Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mình chưa từng thất thố như vậy, vì trong đầu hắn luôn có một sợi dây cung căng cứng. Bất cứ lúc nào cũng phải nghe lời kêu gọi của lãnh đạo, hơn nữa phải cực kỳ có tinh thần, đầu óc tỉnh táo. Nhưng tối qua Khương Long Cương lần đầu tiên uống hơi nhiều rượu, nguyên nhân là có một người bạn uống nhiều, sau đó dùng giọng thành thật nói. Long Cương, anh nói xem thế gian này có công bằng không? Sau đó người bạn tiếp tục lắc đầu rồi cười nói. Chưa từng có, ví dụ như tỷ phú sẽ sinh ra một đứa con tỷ phú. Cũng có không ít người khi sinh con sau đó không có cái quần mà mặc. Cũng là một sự kết hợp để cho ra một sinh linh, vì sao người ta có nhiều tài phú, thế nhưng có nhiều người lại không được ông trời quan tâm, cứ phải ngụp lặn ở dưới tầng xã hội, như vậy có đạo lý sao?
Không, tôi thấy rõ ràng là không, đó là vận mệnh. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, như vậy phải nhớ kỹ một câu, tất cả phải dựa vào quan hệ giữa người và người, anh có hiểu ý nghĩa của những lời này không? Khương Long Cương gật đầu nói. Anh cứ nói đi. Người bạn kia tiếp tục. Tốt lắm, bây giờ tôi nói cho anh biết, đối với người thường thì 1 cộng 1 bằng 2, nhưng có một vài người thì 1 cộng 1 lại bằng 10. Khương Long Cương nở nụ cười nói. Anh nói như vậy không phải quá mơ hồ sao? Người bạn dùng giọng thấm thía nói. Long Cương, tôi nói cho anh biết, anh vì sao lại là người phát triển như mặt trời giữa ban trưa trong chúng bạn. Với cấp bậc của anh hiện tại thì rõ ràng là phát triển như hỏa tiễn, anh là thư ký của bí thư thị ủy, đây chính là tài nguyên mà anh có thể lợi dụng, anh nếu có thể phát huy tốt thì tương lai là cực kỳ khó lường. Người bạn lên tiếng làm cho Khương Long Cương chợt cảm thấy trong lòng đủ mọi hương vị, những ngày qua cuộc sống của hắn không quá tốt, hắn luôn chú ý đến những tin tức trên mạng, luôn muốn giúp đỡ bí thư Vương. Chính hắn đã đăng ký nhiều tài khoản, liên tục mở miệng dù lúc nào cũng bị người ta vùi dập. Hôm nay cuối cùng cũng đã phải đối diện với hiện thực, khi thông báo tiếp nhận nói chuyện với người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, Khương Long Cương đã biết đó là cái gì. Khương Long Cương ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Hắn cảm thấy có chút bất lợi, thế là suy tư giây lát rồi cười nói. Lúc này thiết bị lắp đặt ở nhà khách La Nam căn bản là không cùng cấp bậc so với trước đó, hôm nay chúng ta có thể tụ tập ở đây, như vậy cũng nên lợi dụng cơ hội để hưởng thụ một chút. Khương Long Cương nói rồi nhìn về phía Tiểu Triệu là một cán bộ của khoa tổng hợp văn phòng thị ủy rồi cười. Tiểu Triệu, anh của cậu sắp xếp như vậy không khác nào cho cậu cơ hội, tiểu tử cậu có thể bắt được cá dưới mương rồi. Tiểu Triệu vốn có chút không yên, dù sao lúc này cũng phải nói chuyện với người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, hơn nữa nó còn liên quan đến lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam. Nếu hắn chỉ có chút sơ suất, chỉ sợ sẽ rước lấy hậu quả được không bù mất. Khi Tiểu Triệu đang suy nghĩ rối loạn thì Khương Long Cương nhắc đến mình, thế là hắn chợt nói theo bản năng. Tôi cũng thật sự không bắt được cá. Ha ha ha, Tiểu Triệu tất nhiên không bắt được cá, nhưng lại thích bắt thứ khác, nghe nói nơi này có 2 ngọn núi cao ngất chờ cậu đến bắt. Anh Ngưu là nhân viên của văn phòng thị ủy chợt cười hì hì lộ ra 2 chiếc răng cửa lớn, sau đó dùng giọng hèn mọn bỉ ổi nói. Nếu như không phải anh Ngưu nói như vậy, nhiều lắm thì Tiểu Triệu cũng chỉ cười trừ mà thôi, nhưng lúc này hắn chợt đỏ mặt, thế là người trong phòng cười lên ha hả. Đối với đám đàn ông thì những câu chuyện thế này luôn là ngọn nguồn đem lại những niềm vui, lời nói của anh Ngưu làm cho mọi người chợt thoải mái nhiều hơn. Lúc này 2 nhân viên phục vụ đứng ở bên cửa ra vào chợt đỏ mặt tía tai, anh Ngưu ngồi bên cạnh cửa lại càng ồn ào hơn. Tiểu Triệu, cậu xem, cậu làm cho 2 em gái kia đỏ mặt rồi kia, mau lên. Thành thật khai báo, rốt cuộc là nhắm vào vị nào đây? Lý Đức Trụ vốn cũng có chút không thoải mái, lúc này nhìn thấy Khương Long Cương tham chiến, thế là chợt hiểu tâm tư của đối phương, hắn cười hì hì nói. Cậu Triệu, đại trưởng phu dám làm dám chịu, cậu sờ thì sờ, có gì đâu mà không dám nhận. Lúc này Tiểu Triệu thật sự xấu hổ đỏ mặt, hắn nhìn mọi người cười ngật ngưỡng, thế là tức giận chỉ vào Lý Đức Trụ, giả vờ giống như muốn đánh. Thế nhưng lúc này Lý Đức Trụ đắc thế lại rõ ràng không chịu tha. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thừa nhận, vậy cậu nói người cậu sờ vào là ai, tôi sẽ lãnh tiếng xấu thay cho. Đi chết đi, đừng nói hưu nói vượt. Tiểu Triệu lúc này mới trầm giọng nói. 2 ngày qua tôi không làm gì cả, chỉ lên mạng mắng người mà thôi. Đám người kia đúng là khốn kiếp, dám lên mạng chửi loạn xạ với bí thư Vương, ông cũng không ưa nhìn đám người bọn họ. Tôi cũng rất khó chịu, nhưng điều tra phải có người ra trận, không phải chúng ta thì không được. Bí thư Vương đã nói sẽ có chuyện vui, vậy thì cứ để cho người ta vui trước một lúc. Khương Long Cương chờ chính là cơ hội này, hắn nghe lời nói của Tiểu Triệu, thế là hảo cảm với đối phương chợt tăng tiến. Khương Long Cương vừa nói ra thì đám người chợt ồn ào nghị luận, có người chửi ầm lên. Ngày hôm đó tôi nghe nói có người mắng bí thư Vương thế là chợt nổi giận. Trực tiếp đăng ký 3 tài khoản trên trang web kia, sau đó xông pha trận mạc với đám người khốn kiếp không biết gì trên đó. Cậu thắng lợi sao? Tiểu Triệu cũng là người thích đùa giỡn, hắn biết đối phương là nhân viên chuyên đánh máy, thế là cười nói. Không, bị người ta vùi lấp,
thật sự là hảo hán không đánh nổi nhiều người, chính mình đấu đá nghị luận với hơn chục tên khác, cuối cùng không thể nào thắng được bọn họ. Triệu Quân Dũng nhìn đám người cười ha hả trong phòng mà giống như đi nhầm địa điểm, nếu không phải gian phòng này là người của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy đưa đến, hắn thật sự cho rằng mình đi nhầm vào phòng uống trà. Đây là bầu không khí của những người được đưa đến tiếp nhận lời hỏi han của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy sao. Dù Triệu Quân Dũng cảm thấy không thoải mái thế nhưng sự việc vẫn phải tiếp tục. Vì vậy sau khi đi vào thì hắn ho khan một tiếng, hắn tin tưởng đám người kia sẽ hiểu, ho khan trong quan trường có đôi khi làm cho người ta phải giữ yên tĩnh. Đáng tiếc Triệu Quân Dũng ho khan không hợp địa điểm, đám thanh niên đang cười nói vui vẻ, âm thanh ồn ào đã chính thức dìm tiếng ho khan xuống đáy cốc. Lúc này đám người Khương Long Cương đang trò chuyện với nhau căn bản là không quan tâm đến chủ nhiệm Triệu. Trưởng khoa Khương, các vị anh em, vị này chính là chủ nhiệm Triệu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Vị nhân viên Ủy ban Kỷ luật thị ủy cũng không ưa Triệu Quân Dũng, gương mặt hắn khẽ run lên, hắn vẫn phải thực hiện chức trách của mình, giới thiệu Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua gian phòng đã yên tĩnh trở lại, trong lòng chợ có vài phần đắc ý, hắn hắng giọng định lên tiếng. Đúng lúc thấy Khương Long Cương đứng cách đó không xa đứng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.